Phượng Vũ cười lịch sự, cô ta đã cố tình che giấu, không muốn để lộ chuyện. Cô ta biết thân phận của lão mập không đơn giản, hơn nữa còn là người bị Thiên Tông khai trừ, cũng chỉ còn lại cái danh, căn bản không còn quyền lực. So với lão mập thì sư phụ Vân Phượng của Liễu Như Nguyệt lại không phải là một trưởng lão bình thường của Thiên Tông, tuy xét về vai vế thì cô ta không bằng Chư Cát Huyền Đạo nhưng quyền lực thì lại không hề nhỏ. Người như Vân Phượng, dù đến nhà lao thì lời nói cũng có trọng lượng. Về điểm này thì lão Huyền Đạo và lão mập không thể nào bằng được. Soạt, họ đang nói chuyện thì một bóng người đột nhiên xuất hiện. Triệu Bân bước ra, tay vẫn còn cầm cái màn thầu đang ăn dở. Cảnh tượng sau đó hơi máu me. Thiếu chủ nhà họ Triệu không phải xuống lầu để ăn cơm mà xuống để lấy máu mọi người, hắn chọn 9 người rồi lấy của mỗi người một giọt máu, cần có 9 loại máu khác nhau. Mẹ kiếp, người điên à! Lúc tên mập lên tiếng mắng thì Triệu Bân đã chui vào phòng lại rồi. Đầu óc của hắn không bình thường rồi. Thằng nhóc tóc tím xoa cánh tay, nó cũng là người bị lấy máu. Ai bảo nó có huyết mạch đặc biệt làm gì? Đến cả nhóc ham tiền và Xích Hiên cũng không thoát được. Càng lúc càng không thể hiểu được tên nhóc đó. Tử Linh khẽ lẩm bẩm, không biết sốt cuộc Triệu Bân trốn trong phòng để làm gì. Đệ tử của Hồng Uyên mà. Chư Cát Huyền Đạo thì lại rất bình tĩnh, sư phụ là người kỳ quặc thì đồ đệ cũng vậy thôi. Bước cuối cùng rồi. Triệu Bân áp 9 loại máu đó lên trên chân 9 trận pháp, lần thứ 9 dùng địa hỏa tế luyện. Các giọt máu tươi lần lượt được luyện vào trong áo rồi trở nên vô hình. Đến khi hắn thu ngọn lửa lại thì huyền bào tị thế cũng được làm xong. Đúng là huyền diệu thật. Triệu Bân khoác áo lên người thì có cảm giác ấm áp rất kỳ lạ, đặc biệt là hình bát quái bên ngoài, giống như đang liên tục di chuyển. Dù hắn có thiên nhãn cũng khó có thể nhìn xuyên được. Chắc là không có ai tin một chiếc áo đen còn con như thế mà bên trong lại có bí ẩn to lớn, có một loại trận pháp cực kỳ lớn mạnh. Lên đến 9 tầng, hơn nữa còn khóa chặt từng lớp với nhau, không để người khác nhìn thấu, huyền diệu hơn nhiều so với những chiếc áo thường ngày hắn dùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tú Nhi, thấy sao hả? Triệu Bân chùm áo khoác đen lên, đứng tại chỗ xoay một vòng. Miễn cưỡng, thì nhìn cũng được. Nguyệt Thần chỉ lạnh lùng nói mà không thèm mở mắt. Câu miễn cưỡng thì nhìn cũng được đó khiến Triệu Bân thấy ngượng ngùng. Cũng đúng, tầm nhìn của thần vượt ngoài thế tục, đương nhiên là phải xem thường rồi. Nhưng với hắn mà nói thì nó lại là thứ có thể cứu mạng, chỉ là không biết có thể hù được cao thủ trong lao ngục không. Nào, uống. Dưới ánh trăng, bầu không khí trong khuôn viên cực kỳ náo nhiệt. Nhất là nhóm thị vệ của cửa hàng binh khí, nhóm nhân tài như Lỗ Mãng vô cùng hăng hái. Bận rộn cả ngày rồi, họ chỉ trông chờ vào bữa tối thôi. Cứ vào bữa tối thì thể nào cũng có vài người đánh đu trên cây. Bao giờ cũng vậy, uống say lướt khướt rồi lên cơn, hội người già cả cũng không thèm quan tâm, mấy cái cây siêu siêu vẹo vẹo trong vườn chưa bao giờ thấy quạnh quẽ. Phượng Vũ mới gia nhập cũng từng ngước mắt nhìn lên vài lần. Nói thật lòng, phong cách của nơi này khiến cô ta không thích ứng nổi. Nhưng Khô Sơn cũng vừa mới gia nhập đã quen từ lâu rồi, ông ta đúng là không biết lạ, nhanh chóng hòa nhập với gia đình hòa thuận này. Nơi tập trung nhân tài mà, kiểu gì cũng xảy ra vài chuyện thần kỳ, mà Triệu Bân là một trong số những thần kỳ như thế. Mấy ngày gần đây chắc không có ai nổi bật hơn hắn được nữa. Triệu Bân có đây không? Họ đang vui vẻ uống vẻ thì một tiếng hô đột ngột vang lên. Đợi khi mọi người nhìn sang thì trong vườn đã có thêm một bóng người mặc áo màu đen che kín mặt mũi, đến cả đôi mắt lộ ra bên ngoài cũng rất mơ hồ. Đây là Triệu Bân. Huyền bào tị thế mới ra lò, tất nhiên phải thử nghiệm một chút. Đám người Tử Linh chắc hẳn không nhận ra đâu, chủ yếu là để cho Phượng Vũ ngó thử. Võ tu loại cảm giác này trước kia từng nhìn thấu thân phận của hắn khi ở thành Thương Lang, không biết mặc bộ huyền bào tị thế này thì cô ta có còn nhận ra được không? Ngươi là ai hả? Tên mập đen thui xách theo bầu rượu, lảo đảo đứng lên, đôi mắt nhập nhèm vì say đảo lên đảo xuống nhìn Triệu Bân. Những người có mặt ở đó cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, họ vừa nhìn Triệu Bân vừa nhìn bộ huyền bào tị thế mà hắn đang mặc, dường như nó ẩn chứa càn khôn, nhất là bát quái cửu cung được khắc họa trên đó, nhìn thế nào cũng thấy không tầm thường. Bạn cũ, Triệu Bân điềm nhiên nói, âm sắc cũng thay đổi, hắn không nhìn đám đông.
chỉ liếc mắt nhìn Phượng Vũ một cách kín đáo, gần như không ai phát hiện ra. Cô nương kia cũng đang nhìn hắn, nhưng hàng lông mày khẽ nhíu lại. Bộ đồ kỳ lạ ghê. Phượng Vũ khẽ lầm bầm, cô ta muốn xem trộm dung mạo của Triệu Bân, nhưng bị một loại sức mạnh che mất, cho dù dùng hết thị lực vẫn không nhìn thấu được, thậm chí nhìn lâu còn thấy hoa mắt, tâm trí rối loạn vì chiếc áo này. Hữu dụng đấy. Triệu Bân mừng thầm trong lòng. Công sức gia công suốt một ngày một đêm quả nhiên không uổng phí. Nghĩ như vậy, hắn gắn thêm hai lá bùa lơ lửng. Trước ánh nhìn chằm chằm của đám đông, hắn bước từng bước trên không giữa ánh sao sáng, cộng thêm màu đen huyền bí của chiếc áo tôn lên khí thế xuất thần của, khiến đám đông bỗng ngỡ như một vị trích tiên không tồn tại nơi trần thế, đến cả tử linh cũng phải ngước nhìn. Bước lên tầng không. Ủa đây là cao thủ thiên võ hay gì? Bởi vì không phân biệt rõ được hư và thực nên họ không dám manh động. Nếu người này thực sự là cao thủ thiên võ thì không thể chọc vào cục xui xẻo này được. Liệu có phải là dùng bùa lơ lửng không nhỉ? Lão mập lầm bầm một tiếng, đôi mắt nheo thành đường thẳng. Thế nhưng, vì bị huyền bào thị thế che mất, lão ta cũng khó nhận ra chân tướng. Phong cách của người này chói mắt ghê. Thằng nhóc tóc tím nhếch đầu, đôi mắt tròn đảo liên tục. Bóng lưng này sao trông quen thế nhỉ? Đôi mắt của nhóc ham tiền cứ sáng lòe lòe, tràn ngập sự hiếu kỳ, bởi lẽ người này đang bước lên không trung đó. Cô nhóc cho rằng cũng chỉ có cao thủ thiên võ mới thần thông đến vậy. Xoạt xoạt xoạt. Khi đám đông đang nhìn thì bùa chú rơi xuống ngập trời. Những thứ này do Triệu Bân thả xuống, bùa nổ, bùa lôi quang, bùa định thân. Có hết. Ai không biết còn tưởng nhà nào có tang nên rắc tiền giấy. Qua. Thị vệ của cửa hàng binh khí kinh ngạc hô lên, vội vàng giơ tay, toàn là bùa chú đấy. Đừng nhúc nhích, để ta. Tên mập đen thui là người nhanh nhẹn nhất, quăng luôn bình rượu, chuyên tâm đỡ bùa chú. Đúng là chọc phú. Khô Sơn chậc lưỡi, người này cũng hứng được vài cái. Thêm nữa, tên này bị khùng hả, nửa đêm chạy ra đây rắc bùa. Là để thể hiện bản thân ư? Ừm, là để thể hiện đấy. Soạt. Giữa không trung, Triệu Bân vung tay lột chiếc áo đen ra. Bất ngờ không, ngạc nhiên không. Tên này tuét miệng cười, hai hàm răng đều tăm tắp trắng đến chói cả mắt. Hắn đang vui lắm, nhưng những người có mặt ở đây đều sa sầm mặt mũi. Mẹ kiếp, tên này rảnh quá vậy, nửa đêm còn dở trò này. Nhìn đi, ta đã bảo bóng lưng này rất quen mà. Cái áo này thật sự phi phàm, ta nhìn vào cũng thấy choáng váng. Diễn trò đỉnh ghê cơ. Đám đông ồn ào cảm thán, nếu chiếc áo này không được cởi ra, ai biết đấy là Triệu Bân chứ. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, các vị ở đây, đều là rác rưởi. Triệu Bân mỉm cười bước từ trên không trung xuống, nhưng đột nhiên bật ra một câu. Lời này vừa thốt ra, hắn đứng không vững luôn. Không nói ra thì thôi. Vừa nói thì tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Tất nhiên không phải Triệu Bân muốn nói. Đây là nhát dao mà Nguyệt Thần bồi thêm. Cảnh tượng này, thêm cả câu nói này, quả thực rất hợp hoàn cảnh. Mọi người cứ trò chuyện ha. Triệu Bân cười gượng, quay đầu chạy luôn. Chạy. Chư Cát Huyền Đạo mắng ầm lên, vung ra một chưởng. Triệu Bân quỳ xuống ngay lập tức, một chữ đại to đùng dính trên nền đất, không đợi hắn đứng dậy. Đám đông đã vây quanh hắn, có người siết chặt nắm đấm, có người sắn tay áo, biểu cảm vô cùng đồng nhất, ai cũng cười rất vui vẻ. Á! Tiếng la thảm thiết của thiếu chủ Triệu gia cũng rất bá khí đấy. Khí thế này quả là hung hãn. Phượng Vũ ho khan, cô ta là người duy nhất chỉ ngồi xem, cũng là người duy nhất không ra tay. Tiếng kêu thảm thương này không biết bao giờ mới bị nhấn chìm. Trên cái cây nghiêng nghiêng vẹo vẹo kia có thêm một bóng người. Bị trói nghiến lên đó, toàn thân chi chít dấu chân, mái tóc suôn mượt cũng biến thành cái tổ quả. Lúc này đây, nhờ từng trận gió thổi qua mà hắn đang đung đưa theo gió. Đã cái nư ghê. Nguyệt Thần vắt vẻo trên mặt trăng, lòng dạ khoan khoái. Vì muốn đổ đệ ăn đòn thêm một trận mà sư phụ này tốn công tốn sức ghê. Chiếc áo kỳ dị ghê. Đám đông chưa đi, họ đang tụ tập dưới tán cây. Lột mất huyền bào tị thế của Triệu Bân, sau đó quay thành vòng tròn để nghiền ngẫm. Ngoại trừ bát quái cửu cung và một số họa tiết, họ không nhìn ra điều gì khác.
Trận pháp mà Triệu Bân đưa vào chiếc áo này là trận pháp vô hình nên không ai có nhìn ra được. Loại áo có thể che đậy, không phải họ chưa từng nhìn thấy. Nhưng huyền ảo như phiên bản của Triệu Bân thì đúng là lần đầu diện kiến. Người ngoài nhìn lâu không chỉ bị che khuất tầm nhìn, thậm chí còn mê hoặc tinh thần. Hồng Uyên truyền cho nó hả? Ngoài kẻ đứng đầu thiên hạ ấy thì còn ai hào phóng được thế nữa? Có một sư phụ như thế, thật tốt. Không ít tiếng gì rầm vang lên, ai nấy cực kỳ hâm mộ. Chỉ có đôi mắt của Tử Linh trở nên thâm sâu. Lấy đâu ra Hồng Uyên, chắc là do tự Triệu Bân tạo ra, cũng có thể. Lừa bịp dối gạt mà lấy được, hắn có thể diễn được khí thế của cao thủ thiên võ, cộng thêm chiếc áo đen che giấu này, ngày sau, tên tiểu tử ấy chắc chắn sẽ rất phóng túng. Chưa được bao lâu, đám đông trở về phòng mình, còn Triệu Bân vẫn bị treo trên cây. Phượng Vũ tốt bụng thả hắn xuống. Ta chỉ hay lỡ lời thôi. Triệu Bân ngồi dưới gốc cây, cúi đầu lau máu mũi. Có một sư phụ quá xuất sắc hình như cũng không phải chuyện gì hay ho. Ta nhận ra mà. Phượng Vũ đáp lại một câu, ôm huyền bào tị thế trong lòng nhìn tới nhìn lui. Đến cả đám người Chư Cát Huyền Đạo cũng không nhìn ra manh mối chứ nói gì đến cô ta. Cái gọi là khả năng nhìn trộm và cảm ứng của cô ta dường như đã biến thành vật trang trí khi đứng trước chiếc áo này. Có được chiếc áo này trợ giúp, tỷ lệ cứu được huynh trưởng của cô ta sẽ cao hơn. Đợi ta ở thành đông. Triệu Bân quệt nốt vệt máu mũi rồi mặc huyền bào tị thế vào. Được. Phượng Vũ vừa bất ngờ vừa vui sướng. Hắn định nhấc người dậy và tới khổ ngục rồi đây. Triệu Bân tạo ra chiếc áo này chắc hẳn là sự chuẩn bị cho chuyến đi tới khổ ngục. Không dám nấn ná quá lâu, Phượng Vũ lặng lẽ trốn ra khỏi khu vườn. Ở bên này, Triệu Bân nốc một ngụm linh dịch, đeo kiếm Long Uyên lên ưng, dắt kiếm Tử Tiêu ngang hông, cầm theo túi càn khôn, chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy mới trốn ra ngoài. Sở dĩ phải cẩn trọng như vậy vì hắn không muốn bị kẻ khác phát giác. Không chỉ có một thế lực đang nhìn chằm chằm vào hắn, lần trước lưu lạc ở bên ngoài chính là ví dụ tốt nhất. Bao nhiêu người muốn thấy hắn chết, thế nên phải cẩn thận mới đi xa được. Tại một con ngõ nhỏ tối tăm trong thành, hắn lặng lẽ chui ra. Khi xuất hiện lần nữa, Triệu Bân đã cưỡi lên khoái mã. Lần này hắn không định dùng tới tòa kỵ vì ngoại hình của đại bằng quá bắt mắt, rất dễ bị nhận ra. Ở bên ngoài thành, một con vân hạc trao liệng trên tầng không, Phượng Vũ đứng ngay trên đó. Hai người một trên một dưới chạy thẳng về phía đông. Khổ ngục cách nơi này không gần, phải hơn 1.000 dặm. Người nào từng trải đôi chút cũng biết khổ ngục ở đâu. Răng rắc, răng rắc. Dù cưỡi ngựa rất nhanh nhưng Triệu Bân cũng không nhàn nhã, tiếng kêu răng rắc trong cơ thể không ngừng vang lên, thậm chí khiến con ngựa mà hắn đang cưỡi cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Không hiểu tại sao người đang cưỡi nó lại phát ra thứ âm thanh này, như thể thân mình sẽ rời rụng ngay lập tức. Với cả, tại sao tên này nặng thế? Chí ít cũng phải cả trăm cân. Triệu Bân tiện tay lấy ra một lá bùa nhẹ thân, gắng sức giảm bớt trọng lượng. Con ngựa hí dài, gánh nặng đã giảm bớt, chân tay cũng nhanh nhẹn hơn. Đợi khi vào rừng nó đã lao vun vút như một cái bóng, nếu cho nó thêm một lá bùa tốc hành chắc chắn còn nhanh hơn, nhưng nó chỉ là ngựa, khác với đại bằng. Nếu dán bùa tốc hành cho nó không đâm vào tường mới là lạ. Hửm, Triệu Bân nhíu mày, đột ngột quay đầu lại, ngẩng mặt nhìn lên. Có thể thấy được Phượng Vũ và con vân hạc kia, nhưng theo sau cô ta còn có ba đám mây đen nữa, nói cho đúng hơn là ba con diều hâu màu đen, trên lưng con nào cũng có người mặc áo đen đang đứng sừng sững, xách theo sát kiếm lóe ra ánh sáng lạnh, hiển nhiên không phải để ngao du sơn thủy mà là đuổi theo Phượng Vũ. Sát thủ. Triệu Bân lầm bầm một tiếng. Có lẽ vì khoảng cách quá xa, hắn không thấy rõ dung mạo của ba người áo đen này. Chỉ biết hai nam một nữ, tu vi chắc hẳn là cảnh giới huyền dương. Định. Khi hắn đang nhìn thì một tiếng hô khẽ vang lên từ trong bóng tối. Con ngựa mà Triệu Bân đang cưỡi bỗng dừng khựng lại. Ở trong bóng tối có kẻ dùng tới chú định thân, nhắm chuẩn vào ngựa, ngựa bị chôn chân cũng không thành vấn đề, nhưng Triệu Bân đang ngồi trên đó không kịp trở tay nên lao thẳng về phía trước. Keng. Một thanh huyết kiếm dài và mảnh đón lóng trước mặt. Tấn công thẳng vào mi tâm của hắn.
phối hợp rất tốt đấy nhỉ. Triệu Bân cười khẩy trong lòng, gắng gượng lơ lửng giữa không trung, bay ngược về sau để trốn. Uỳnh! Còn chưa kịp chạm đất, hắn đã nghe thấy tiếng gầm khi một cây rìu khổng lồ hung hãn bổ thẳng về phía đầu hắn, với khí thế mãnh liệt của nó, một khi trúng chiêu, chắc sẽ chết không kịp ngáp. Triệu Bân tiện tay lấy kiếm Long Uyên ra chắn ngang trước mặt. Keng! Cây rìu khổng lồ chém vào thân kiếm phát ra âm thanh trầm đục, còn tóe ra tia lửa sáng chói. Triệu Bân khẽ hừ một tiếng, hai cánh tay tê dại còn ngũ tạng đau đớn vì chấn động. Khỏi cần nói, người cầm rìu là một võ tu hệ sức mạnh. Thiếu chủ Triệu gia đúng là không đơn giản. Tiếng cười nham hiểm vang lên, từ ba phía đông tây nam đều có bóng người bước ra. Người cầm rìu là một người đàn ông lỗ mãng với mái tóc dài xõa tung. Người cầm huyết kiếm dài là một thanh niên mặc áo đen. Người còn lại là một ông già, hình thể gầy gò và khô đét như cành củi, trên gương mặt có một vết sẹo vắt ngang, cộng thêm diện mạo của ông ta, âm u đến đáng sợ. Nhà nào phái các ngươi tới đây? Triệu Bân thản nhiên nói, rút kiếm ra đứng đó, vô cùng bình tĩnh thong dong. Ba kẻ cảnh giới huyền dương này có cấp bậc không hề cao, hắn có thể đối phó được, thứ mà hắn kinh ngạc chính là năng lực ẩn thân của ba kẻ này, hắn có võ hồn mà cũng không nhận ra được. Ngay cả tiểu linh châu trong lòng hắn cũng không phát sáng, điều đó chứng minh trên người của ba kẻ này có bảo bối ẩn giấu khí tức, cho nên mới có thể đánh lén hắn như vậy. Ngoài ra, làm sao ba kẻ này biết được danh tính của hắn? Phải biết rằng lúc này hắn đang ẩn thân dưới lớp hắc bào, ngay cả cảnh giới địa tạng xuất hiện ở đây thì cũng không thể nhìn thấu. Chẳng lẽ hắn đã bị bọn chúng theo dõi khi từ cửa hàng binh khí bước ra sao? Nhà nào phái tới không quan trọng. Tên hói lỗ mãng nhếch miệng cười, bộc phát ra khí tức bạo ngược. Triệu Bân không nói gì, cho dù đối phương không nói thì hắn cũng có thể đoán được. Tất nhiên mấy kẻ này là sát thủ của La Sinh Môn rồi. Phối hợp ăn ý như vậy, chắc chắn không phải là một đội mới lập nửa vời. Hắn đã chạm trán với sát thủ La Sinh Môn nhiều lần, cho nên cũng khá quen thuộc. Quác, quác. Trong lúc đó, từ trong hư không truyền đến tiếng kêu của Vân Hạc cùng ba con diều hâu. Không sai, trên không trung cũng đang khai chiến. Ba con diều hâu đang vây chặt Vân Hạc. Phượng Vũ một trọi ba, bốn con thú cưỡi như những bóng đen xuyên qua những đám mây. Triệu Bân ngước mắt lên nhìn. Cục diện này, rõ ràng Phượng Vũ đã rơi xuống thế hạ phong. Không phải là do tu vi của cô ta không đủ, mà là do cô ta là võ tu loại phụ trợ. Không quá thiện chiến. Cũng là sát thủ La Sinh Môn sao? Triệu Bân lẩm bẩm, ba tên áo đen đang đuổi giết Phượng Vũ phối hợp cũng rất ăn ý, hoàn toàn phù hợp với tác phong làm việc của La Sinh Môn. Thật là náo nhiệt. Thanh niên áo đen, lão già mặt sẹo, tên hói lỗ mãng cũng ngước mắt lên nhìn. Không khó để nhận ra pháp nhãn của ba kẻ này cũng không hề tầm thường. Quả nhiên là ba kẻ này có bí thuật huyền diệu lẫn lưng. Cho nên mới có thể tránh khỏi pháp nhãn của Triệu Bân. Hiển nhiên, nhóm sát thủ đang đuổi theo Phượng Vũ cũng là sát thủ La Sinh Môn nhưng không liên quan đến nhóm sát thủ bên dưới, hai nhóm có hai nhiệm vụ khác nhau. Chẳng qua là tình cờ gặp nhau chung một chỗ mà thôi. Chuyện này kể ra cũng có chút lúng túng, vừa mới kết giao với nhau không bao lâu thì cả hai đều gặp sát thủ La Sinh Môn vây giết, đúng là hai con người xui xẻo cùng bị La Sinh Môn để ý. Thú vị. Ba kẻ bên dưới không nhìn lên trên nữa, nhếch miệng cười rồi lại nhìn về phía của Triệu Bân. Giết kẻ nào trước đây? Trong lòng Triệu Bân thầm nghĩ phải giải quyết xong chuyện này càng sớm càng tốt. Bang! Tên hói lỗ mãng tiến lên một bước, vung rìu chém. Y là võ tu chủ công, là lá chắn thịt phía trước, còn thanh niên áo đen và lão già mặt sẹo đều là võ tu đánh phụ trợ. Chỉ chờ đối phương sơ hở thì một kích giết chết. Vèo. Triệu Bân không lòng vòng, chân đạp bước phong thần, ngay lập tức lui xuống né được. Đi đâu? Lão già mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, lại niệm chú định thân. Đáng tiếc lão ta có niệm chú định thân cũng vô dụng, toàn thân Triệu Bân đã được bao bọc bởi chân nguyên, đánh bật được chú định thân. Keng. Thanh niên áo đen công kích tới, muốn một kiếm tuyệt sát. Triệu Bân trong chớp mắt độn thổ, cũng trong chớp mắt phóng lên.
Thấy vậy, lưỡi kiếm của lão già mặt sẹo cũng đã đâm tới, trên lưỡi kiếm tẩm đầy chất kịch độc. Cút! Triệu Bân quát lớn một tiếng, tiếng quát như rồng ngâm, phối hợp với võ hồn bộc phát ra uy lực. Phụt! Lão già mặt sẹo kêu rên, tinh thần bị chấn thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chẳng những giành đánh lén, mà còn mạnh mẽ trong việc đánh trực diện. Bị phản kích mạnh mẽ, ba kẻ kia hoàn toàn trở tay không kịp. Làm sao có thể? Lão già bị chấn động, phải lui lại từng bước, khó có thể tin được. Khi Triệu Bân thi triển long ngâm hổ gầm, lão ta có thể phát hiện ra võ hồn của hắn. Một tên nhóc cảnh giới chân linh nho nhỏ mà lại có võ hồn sao? Nếu không thì tại sao tiếng hống của hắn có thể khiến cho cường giả cảnh giới huyền dương cũng phải bị chấn động đến hộc máu? Lên đường thong thả. Triệu Bân lãnh đạm nói, đâm tới một đường kiếm nhanh như gió. Phụt. Máu tươi lại phun ra giàn giụa. Lão già vừa mới đứng vững thì đã bị một kiếm đâm vào giữa ấn đường. Một kiếm tuyệt sát. Chết đi. Tên hói lỗ mãng quát lớn, đã dậm chân nhảy lên cao, cầm rìu bổ xuống dưới. Cấm. Cùng lúc đó, thanh niên áo đen thi triển thuật độn mộc, dây leo từ trên mặt đất vọt ra, khoa cổ chân Triệu Bân, phối hợp với tên hói lỗ mãng, một rìu này chắc chắn có thể chém nát Triệu Bân. Tới đây. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, chuyển kiếm sang tay trái, cánh tay trái này chính là cánh tay kỳ lân, cánh tay bộc phát ra uy lực cực đại. Nghênh chiến một rìu bổ xuống của tên hói lỗ mãng. Keng. Kiếm và rìu va chạm cực mạnh, bắn ra những tia lửa tung tóe. Triệu Bân từng bước lui về phía sau, kiếm long uyên trong tay bị chấn bay ra khỏi tay, mà rìu của tên hói lỗ mãng cũng bị bật ngược, hơn nữa, cái rìu còn bị mẻ ra một mảng lớn. Một kích giáp chiến khiến cho Triệu Bân không thể nào trụ vững, cánh tay trái đã mất đi cảm giác. Một kích giáp chiến cũng khiến cho tên hói lỗ mãng bị ảnh hưởng không ít, cánh tay phải run rẩy, xương thịt nát bươm, máu chảy ròng ròng. Làm sao có thể? Thanh niên áo đen khiếp sợ, tên hói lỗ mãng là một võ tu cường đại. Trong trí nhớ của y, không có nhiều người có thể chiến đấu ngang hàng với tên hói lỗ mãng. Thế mà bây giờ tên hói lỗ mãng lại bị một tên nhóc cảnh giới chân linh đánh bay rìu chiến, cánh tay cũng bị chấn động đến mức nát bươm xương thịt. Thiếu chủ Triệu gia cường hãn đến thế sao? Kẻ kinh ngạc nhất vẫn là tên hói lỗ mãng. Y đang cảm thấy vô cùng đau đớn, nét mặt rúm gió vặn vẹo. Thiên lôi trận. Trong lúc hai kẻ kia còn đang khiếp sợ thì Triệu Bân đã rút kiếm Tử Tiêu ra, cắm thẳng xuống mặt đất. Đột nhiên, trong phạm vi trăm trượng, thiên lôi đột ngột xuất hiện, hàng loạt lôi điện từ dưới mặt đất bắn ra, bí thuật này hắn đã học lỏm và biến tấu từ bí thuật của Hoa Dương. Bây giờ hắn đã tu luyện thành thạo, tất nhiên có thể dùng để đối địch. Phụt, phụt. Khung cảnh sau đó lại trở nên hết sức đẫm máu. Bị công kích cùng một lúc, thanh niên áo đen và tên hói lỗ mãng trúng chiêu. May mắn là tên hói lỗ mãng cũng thuộc dạng cường hãn, chân nguyên hộ thể của y đủ mạnh để chống lại thiên lôi trận. Nhưng thanh niên áo đen thì không may mắn như vậy, y cũng giống như lão già mặt sẹo, đều chỉ là cao thủ đánh phụ trợ. Thân thể ngay lập tức bị đánh nát, chân nguyên hộ thể của y căn bản không có chút ích lợi gì. Á! Y đường đường là cảnh giới huyền dương mà lại bị quần công bên trong trận pháp của một tiểu võ tu cảnh giới chân linh, thân nể bị chém nát thành mấy khúc. Tin tình báo sai rồi. Tên hói lỗ mãng kinh hãi, dùng hết sức bình sinh lui lại trăm trượng, bọn chúng đã quá xem thường thiếu chủ Triệu gia, không ngờ hắn lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Hắn bị ba cao thủ cảnh giới huyền dương vây giết mà còn có thể giết chết hai kẻ trong nháy mắt, ba chọi một mà còn không đánh lại thì đừng nói tới một mình y bây giờ. Đi đâu? Triệu Bân thi triển bước phong thần, trong nháy mắt đuổi kịp, vung kiếm chém tới. Tên hói lỗ mãng xoay người, trong tay đã không còn binh khí, chỉ có thể lấy chân nguyên tạo thành một tấm khiên đỡ đường kiếm, sau đó y sẽ tung ra một quyền đánh về phía của Triệu Bân. Y chính là muốn làm như vậy. Nhưng y đã nhìn vào mắt của Triệu Bân. Sau khi nhìn trúng ánh mắt của Triệu Bân, hai mắt của y liền dại ra, tấm khiên chân nguyên còn chưa ngưng tụ xong thì đã tản ra. Tất nhiên là thanh kiếm của Triệu Bân sẽ không dừng lại. Trong một giây, tên hói lỗ mãng mới lấy lại được sự tỉnh táo. Nhưng đã quá trễ rồi. Kiếm Tử Tiêu đã đâm tới,
lưỡi kiếm được lôi điện bao phủ, bá đạo vô cùng. Không. Con người của tên hói lỗ mãng co rút lại, sát thủ thì cũng là kẻ sợ chết. Phụt. Tiếng hét vang lên, kiếm Tử Tiêu một đường xuyên thẳng qua thân thể của y. Bây giờ, ba người vây giết Triệu Bân đều đã bị tiêu diệt. La Sinh Môn chắc sẽ rất thất vọng. Hết lần này đến lần khác phái người tới vây giết, nhưng người tới đều bị hắn tiêu diệt. Giống như không phải La Sinh Môn phái người tới ám sát Triệu Bân, mà là phái người tới cho hắn luyện tập thăng cấp vậy. Ầm, ầm. Bên trong núi rừng truyền ra tiếng ầm ầm. Phượng Vũ bị ba kẻ khác đuổi giết trên không, có hai kẻ đã đuổi theo cô ta vào rừng núi, một kẻ còn lại thì đứng yên trên lưng con diều hâu lượn lên cao trông chừng, tránh để Phượng Vũ trốn đi theo hướng khác. Triệu Bân không dừng lại, cầm kiếm Long Uyên trong tay, đi thẳng vào trong núi. So với hắn thì Phượng Vũ chật vật hơn rất nhiều. Võ tu đánh phụ trợ thực sự không giỏi giáp chiến, cô ta bị đánh trọng thương, thân thể mềm mại đã chẳng chịt vết thương, tay ngọc đã bị quấn lại, thất thểu bỏ trốn. May mắn là ban đêm núi rừng u ám, trong lúc nhất thời cô ta vẫn chưa bị bắt lại. Khá lắm tiểu bối, chạy nhanh lắm. Kẻ áo đen đầu tiên cười nói, có mấy lần y suýt chút nữa đã mất dấu Phượng Vũ. Hướng đông. Lại đi về hướng nam. Sườn núi phía tây. Kẻ áo đen thứ hai vừa lượn trên không đuổi theo vừa chỉ hướng. Chỉ một lúc, liền không nghe thấy tiếng của y nữa. Không biết từ đâu lại có một thanh kiếm màu tím phóng tới, xuyên thủng bụng của con diều hâu y đang cưỡi, sau đó cắm vào một ngọn đồi nhỏ khiến cho ngọn đồi cũng nổ tung. Chính là Triệu Bân đã ra tay. Ban đêm mà, đứng trên cao chưa chắc đã là vị trí tốt, y bay giữa nơi trống trải, hoàn hảo trở thành một tấm bia tập bắn cho Triệu Bân. Ai? Giữa đống đổ nát, kẻ mặc áo đen thứ hai phóng lên, sắc mặt vô cùng khó coi phản chiếu dưới ánh trăng, y đang bay ngon trớn thì bị một kiếm đâm tới giết chết thú cưỡi. Keng! Câu trả lời cho y chính là cái bóng đen của Triệu Bân lướt qua. Hắn lướt qua nhanh như một cơn gió. Trên cổ của kẻ áo đen thứ hai nhanh chóng có thêm một vết rạch, đầu lắc qua một cái liền ngã sấp xuống đất, chết không nhắm mắt, đến chết cũng không hề biết kẻ giết mình là ai, không lưu lại chút dấu vết nào. Kẻ thứ nhất. Triệu Bân nhàn nhạt nói, sau đó lại đi sâu hơn vào trong núi. Người đâu? Tại đây, kẻ áo đen thứ nhất đang giận dữ quát lên, căng mắt nhìn vào hư không. Kẻ áo đen thứ hai đã biến mất thì còn ai chỉ hướng nữa chứ? Y đã chạy đi đâu rồi? Đuổi theo. Bên cạnh kẻ áo đen thứ nhất, kẻ áo đen thứ ba đang phóng thú cưỡi lên với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiến sâu vào trong núi. Kẻ này dường như có thể khóa chặt vị trí của Phượng Vũ. Người đâu rồi? Kẻ áo đen thứ nhất vẫn đang bực mình mắng. Thật lâu sau cũng không nghe thấy hồi âm. Y mới hử lạnh một tiếng, nhấc chân lên. Hửm. Bàn chân của y còn chưa kịp đặt xuống thì đã nghe thấy tiếng gió rít ở phía sau, y ngoái đầu nhìn lại nhưng đôi mắt không thể nào nhìn rõ trong đêm tối, y không thấy rõ là ai, chỉ thấy một bóng đen đang lao cực nhanh về phía của y. Keng. Triệu Bân nhanh như cắt đã vung kiếm Tử Tiêu lên công phạt. Ngươi, kẻ áo đen thứ nhất biến sắc, phi thân lui về sau. Nhưng khoảng cách không phải là vấn đề. Kiếm Tử Tiêu tự rời khỏi tay của Triệu Bân, hắn đang dùng hồn ngự kiếm. Con mợ nó, còn có chiêu thức như vậy sao? Con người của kẻ áo đen thứ nhất co rút lại, bị một kiếm xuyên thủng tâm mạch. Kẻ thứ hai. Triệu Bân lại lướt qua y như gió, khi ngang qua người y, hắn dễ dàng kéo kiếm Tử Tiêu ra. Bang, ầm, ầm. Trong núi, tiếng ầm ầm lại vang lên không dứt. Phượng Vũ và kẻ áo đen thứ ba đang đại chiến. Phượng Vũ bị thương quá nặng, lại đơn độc chiến đấu, không phải là đối thủ của kẻ áo đen kia, liên tiếp bị bức lui, trên người bị chém toát ra không biết bao nhiêu là máu, mỗi một vết thương lại bị sát khí xâm lấn, cũng bị kịch độc xâm lấn. Phụt! Máu tươi đã tuôn ra, thân thể Phượng Vũ đẫm máu, bị một kiếm chém lui. Kẻ áo đen thứ ba lướt tới như một cái bóng, muốn một kiếm tuyệt sát. Không tránh được. Khuôn mặt của Phượng Vũ tái mét, dường như cô ta đã nhìn thấy cái chết vẫy gọi. Ngay trong lúc nguy cấp, Triệu Bân đã kịp tới đỡ đòn cho Phượng Vũ, lại tung ra uy long trưởng khiến cho kẻ áo đen không kịp trở tay, bị trọng thương lui về phía sau.
Keng. Lần này, đổi lại là Triệu Bân lướt tới chỗ của kẻ áo đen như một cái bóng, muốn một kiếm tuyệt sát. Một đôi mắt thật đẹp. Triệu Bân lẩm bẩm, lúc ánh trăng chiếu xuống hắn có thể trông thấy đôi mắt của kẻ áo đen thứ ba, mặc dù lạnh băng vô tình nhưng lại trong veo như nước, tựa hồ như không có một chút vấy bẩn nào. U Lan, Triệu Bân cau mày. Đôi mắt đẹp ấy vẫn còn in sâu trong trí nhớ của hắn. Keng. Hắn buộc phải làm trạch hướng của mũi kiếm, một kiếm tuyệt sát đã tránh được ấn đường của cô ta. Tuy nhiên U Lan vẫn bị thương, kiếm khí tràn ra từ kiếm Tử Tiêu đã cắt bỏ lớp vải đen che mặt cô ta, và một vết kiếm cũng được khắc lên trên gương mặt của cô ta. Triệu Bân. Trong nháy mắt, vẻ mặt của U Lan trở nên cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ lại gặp thiếu chủ Triệu gia ở đây. Răng rắc. Kiếm của Triệu Bân cuối cùng cũng làm bể nát một tảng đá lớn. Trong nháy mắt, U Lan đã xoay người bỏ chạy. U Lan. Triệu Bân kêu một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Hắn không muốn giết U Lan, chỉ muốn hỏi U Lan về kẻ đã phái cô ta tới đây. Vì cô gái này mấy tháng trước cũng có nhiệm vụ ám sát hắn. Đáng tiếc. Hắn vừa đuổi theo được mấy bước thì đã đụng phải một đạo bùa chú nổ tung trước mặt, làn khói dày đặc đen kịt bốc lên che mất tầm nhìn của hắn. Khi đôi mắt hắn sáng rõ trở lại, thì U Lan đã khuất vào trong bóng tối. Mấy ngày không gặp, tốc độ cũng tăng lên không ít. Triệu Bân nhanh như gió, một đường truy đuổi. Đuổi đến nửa đêm thì hắn mới đưa ra kết luận, U Lan không chỉ đã gia tăng tốc độ mà còn gia tăng tu vi không ít. Lần trước gặp cô ta thì cô ta vẫn còn ở cảnh giới chân linh, lần này gặp lại thì cô ta đã ở trong cảnh giới huyền dương rồi. Theo hắn thấy, tốc độ phát triển nhanh bậc này chắc chắn có liên quan đến huyết mạch của cô ta. May là hôm nay không phải đêm trăng tròn. Nếu U Lan cảnh giới huyền dương nổi điên, cô ta có thể đánh tan xác hắn thành cho bụi. Trong sâu thẳm núi rừng, hắn đứng yên cảm nhận. Không còn cảm nhận được khí tức của U Lan nữa. Chỉ có trời mới biết U Lan đã chạy trốn nhanh như vậy bằng cách nào. Ngươi quen cô ta sao? Phượng Vũ ôm cánh tay bị thương của mình, loạng choạng bước tới. Có quen. Triệu Bân hít sâu một hơi, cảm thấy đau đớn. Trong trận này hắn cũng bị thương, trước đó hắn bị tên hói lô mãng bổ xuống một rìu, hắn vẫn bị chấn động đến mức nội thương, mà tiên lộ linh dịch lại không thể chữa khỏi được nữa, bởi vì nó đã bị pha loãng nhiều lần. Dược lực bên trong hồ lô đã xuống rất thấp, không còn thần hiệu tái tạo xương thịt nữa. Vậy nên sau này hắn phải sử dụng tiết kiệm hơn một chút. Nhưng cho dù dược lực của linh dịch suy giảm thì nó vẫn tốt hơn hẳn những loại đan dược trị thương thông thường. Cảm ơn rất nhiều. Phượng Vũ vừa cảm kích vừa cảm thấy có lỗi. Nếu Triệu Bân không theo cô ta ra khỏi thành, thì tối nay hắn cũng sẽ không bị ám sát. Chúng ta đều là những người xui xẻo, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Triệu Bân thản nhiên đáp một tiếng, ôm chặt cái eo già nua của mình rồi ngồi xuống. Đúng vậy, tám lạng nửa cân. Vừa mới ló đầu ra khỏi thành liền đụng phải sát thủ của La Sinh Môn, một nhóm đuổi theo hắn, một nhóm đuổi theo Phượng Vũ, hai người bọn họ đi chung, hai nhóm sát thủ cũng đi chung, chuyện trùng hợp như vậy đúng là hiếm thấy. Phượng Vũ cười khan. Ngay lập tức ho ra máu. Cô ta cũng giống như Triệu Bân, đều bị La Sinh Môn theo dõi từ lâu. Ngày thường cô ta luôn trốn ở trong thành Thương Lang, nếu không phải vì cứu đại ca của mình thì cô ta cũng sẽ không chạy ra ngoài, cô ta đã cố gắng ẩn nấp, nhưng vẫn bị chú ý. Sát thủ La Sinh Môn thực sự có ở khắp mọi nơi. Đến nay cô ta vẫn không biết ai muốn giết mình, cũng không biết ai là người đã thuê sát thủ. Cô có biết tổ chức La Sinh Môn ở đâu không? Triệu Bân nói, đưa một viên thuốc vào miệng. Sao, ngươi muốn thuê sát thủ sao? Phượng Vũ liếc nhìn, dường như đọc được ngụ ý trong lời nói của Triệu Bân. Không đáp lễ kể cũng khó coi. Lời nói của Triệu Bân đã khẳng định suy đoán của Phượng Vũ. Hết lần này đến lần khác, hắn chỉ vừa ra khỏi thành là đã bị đuổi giết, tưởng ông đây có tính khí tốt lắm hay sao? Năm lần bảy lượt bị đuổi giết, không nổi nóng mới là lạ. Đối phương có thể thuê sát thủ đuổi giết hắn thì hắn cũng có thể, xem như là đáp lễ đối phương thôi. Về phần mục tiêu của hắn, kể ra thì có rất nhiều. Những thế lực đối địch, gia tộc lớn, huyết y môn.
chọn kẻ nào trong số đó cũng không sai. Thuê một sát thủ La Sinh Môn rất tốn kém. Phượng Vũ nói, cô ta biết một chỗ, nhưng rất ngại vấn đề tiền bạc. Tiền bạc sao? Triệu Bân thở dài một tiếng. Trước đây hắn rất giàu, tại buổi đấu giá ở thành vong cổ hắn đã thắng được cả trăm vạn lượng. Đáng tiếc, hắn đi tới hang động quỷ minh có một lần thì túi càn lại khôn bị rách, làm rơi rất hết của cải của hắn. Số bạc trong túi hắn bây giờ không quá mười mấy vạn. Với số bạc này, thuê được 2-3 sát thủ đã là không tồi rồi. Nhưng cấp bậc của sát thủ thuê được cũng sẽ không quá cao. Người có thể bắt chước khí tức của cảnh giới thiên võ, lại có hắc bào giúp người ẩn thân, muốn kiếm tiền còn không dễ dàng quá hay sao? Phượng Vũ mỉm cười, nếu cô ta có năng lực của Triệu Bân thì cô ta đã kiếm được cả núi vàng rồi, cảnh giới thiên võ nổi tiếng như thế nào chứ? Cũng đúng. Triệu Bân lẩm bẩm, kiếm được bạc là tốt rồi. Tới khi hắn kiếm được đủ bạc thì hắn sẽ thuê toàn bộ sát thủ La Sinh Môn, cái gì mà gia tộc lớn, cái gì mà thế lực đối địch, hắn đều sẽ cho biết tay hết, kẻ có tiền bạc còn có thể điều ma khiển quỷ mà. La Sinh Môn chỉ nhận tiền, đủ tiền thì ngay cả hoàng đế cũng dám đi ám sát. Đêm yên tĩnh. Triệu Bân và Phượng Vũ đều khoanh chân ngồi xuống, thiền định trị thương. Rạng sáng hai người mới đứng dậy thu dọn chiến trường. Sáu sát thủ La Sinh Môn đã tiêu diệt hết 5 tên, thi thể vương vãi khắp nơi. Trong lúc thu dọn bọn họ còn nhân tiện lấy đi tiền tài của cải, quả thật có thể thu được không ít lợi lộc. Hai người lại sử dụng bùa tốc hành, tiếp tục tự thân lên đường. Thú cưỡi trên không là một mục tiêu quá lớn, có thể khiến cho người khác để ý. Màn đêm lại buông xuống. Hai người lần lượt tiến vào một sơn cốc. Răng rắc, răng rắc. Thanh âm răng rắc truyền ra từ bên trong cơ thể của Triệu Bân. Cái tên này trên đường đi cũng không chịu nhàn rỗi, vừa tập trung nhìn đường vừa luyện thể, cũng không quên ngộ đạo, hơn nữa còn có thể định hướng tốt, đi thẳng một đường không gặp trở ngại gì. Pháp môn luyện thể. Phượng Vũ lẩm bẩm, nhiều lần quay đầu nhìn hắn. Dựa vào cảm giác của võ tu bình thường cũng có thể nhìn ra được chút manh mối, khi đã nhìn ra manh mối rồi thì liền không khỏi sửng sốt. Cô ta đã bị sự đa nhiệm của Triệu Bân làm cho sửng sốt, bị thanh âm răng rắc đau đớn truyền ra từ xương cốt của Triệu Bân làm cho sửng sốt, nhưng đặc biệt hơn hết, ai cũng biết quá trình luyện thể diễn ra rất đau đớn, nhưng nhìn cái tên này lại không có chút gì giống như đang đau đớn. Không khó để đoán. Hắn đã quá quen với những cơn đau phát sinh khi luyện thể. Những ánh sao đêm như khiến cho cả người Triệu Bân sáng lên lấp lánh. Dưới ánh sao, góc nghiêng của Triệu Bân tự nhiên toát ra một loại mị lực độc đáo, ít nhất cũng có thể khiến cho Phượng Vũ phải ngẩn ngơ. Có lẽ là do hoa thắm trăng tròn. Có lẽ là do khung cảnh hỗ trợ cho hắn. Hoặc có lẽ Triệu Bân thật sự có ma lực, khiến cho cô ta cứ muốn ngắm thêm một chút. Cẩn thận ngẫm lại. Ngoại trừ cái miệng hơi vô sỉ ra thì cái tên này vẫn rất tốt. Tình cảm đúng là một thứ kỳ lạ. Giống như cô ta lúc này vậy. Trên gương mặt đã phủ đầy mây hồng, hiện lên dưới ánh trăng cũng đủ mê người. Dừng. Triệu Bân đột nhiên nói một chữ rồi dừng ngay lại. Hắn thì dừng lại được rồi, nhưng cô gái đang bị mê hoặc chạy bên cạnh hắn thì không kịp dừng lại, thân hình vẫn phóng đi như gió, đâm thẳng vào một tảng đá lớn. Ầm một tiếng, tảng đá lớn vỡ nát. Triệu Bân cũng không quan tâm xem xét. Với tu vi của Phượng Vũ thì cho dù có gặp chướng ngại vật cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Hắn nhìn bốn phía, sơn cốc này có chút kỳ quái, có rất nhiều sương mù, càng vào sâu trong sơn cốc thì sương mù càng dày đặc, cẩn thận ngửi còn ngửi thấy được một hương thơm thoang thoảng, hít vào thì trong thân thể lại cảm thấy rất kỳ lạ. Bên kia, Phượng Vũ đã đứng dậy, bộ dáng tiểu thư sinh chật vật, cảm thấy hết sức xấu hổ, cô ta chỉ lo ngắm Triệu Bân mà không nhìn đường. Cho nên đương nhiên sẽ không tránh được tảng đá lớn kia, mà Triệu Bân lại dừng quá đột ngột, khiến cho cô ta không kịp phản ứng. Chẳng lẽ cô ta mê trai tới vậy? Hai gò má của Phượng Vũ lại càng ửng hồng hơn, đã lớn như vậy rồi mà vẫn không biết tự chủ. Chỗ này thật tà đạo. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn lên, tinh tú sáng ngời, ánh trăng cũng sáng ngời, nhưng chỗ này lại bị sương mù bao phủ tới mức khó có thể nhìn thấy đường đi. Tầm nhìn và nhận thức của hắn đều bị cản trở nghiêm trọng. Sương mù ở đâu ra? Hương thơm ở đâu ra? Phượng Vũ đã định thần lại,
bắt đầu quan sát bốn phía. Mở. Triệu Bân quát lên một tiếng, mở thiên nhãn bên phải. Phượng Vũ lại sửng sốt khi nhìn thấy nó. Cái tên này vậy mà lại có thiên nhãn, nhưng chỉ có ở bên phải. Bế khí. Triệu Bân lại thì thầm nói, thần sắc còn có chút phấn khích. Thiên nhãn xuyên qua ảo ảnh sương mù, quan sát tổng thể sơn cốc. Khắp sơn cốc trồng đầy cực lạc hoa. Cực lạc hoa là nguyên liệu để luyện chế cực lạc tán, chỉ cần dùng một gói là sẽ có cảm giác lâng lâng như bay trên mây. Sơn cốc này lại trồng đầy loài hoa này, phấn hoa bay bay tỏa hương thơm thoang thoảng, mùi hương của sự phê pha. Mùi hương này cũng có tác dụng khiến cho con người ta chìm vào cơn phê. Không biết là nhân tài nào đã trồng lên sơn cốc cực lạc hoa này, có phải đây là nơi cung cấp cực lạc tán hay không? Đằng kia hình như có người. Phượng Vũ dụi mắt, chỉ vào màn sương mù. Triệu Bân giơ tay gõ lên đầu của cô ta. Có người hay không thì hắn không biết, chỉ thấy ở chỗ Phượng Vũ vừa chỉ ngay cả chim chóc cũng không thấy, chắc là cô ta đã lạc vào huyễn cảnh, bị hắn gõ đầu mới khôi phục lại được sự thanh tỉnh. Huyễn thuật đáng sợ quá. Phượng Vũ cau mày, từ từ rút kiếm ra. Nhìn lại lần nữa, sơn cốc này còn quỷ dị hơn so với tưởng tượng của hai người. Lại còn có mê hồn trận. Triệu Bân khẽ lẩm bẩm, hai mắt nhíu lại. Chỉ cực lạc hoa thì không thể tạo ra sương mù và huyễn cảnh. Theo hắn thấy, ở đây ngoại trừ mê hồn trận thì còn có những trận pháp khác, nhưng đạo hạnh của hắn không đủ cho nên cũng không thể phán đoán ra hết, chỉ biết cấp bậc của các trận pháp này khá cao siêu. Đi, Triệu Bân không cần suy nghĩ nhiều liên xoay người bổ chạy. Nơi này đâu chỉ tà đạo, mà còn là một cái hố chôn thân. Vèo, thân pháp của Phượng Vũ rất huyền diệu, trong nháy mắt đã bám sát hắn. Các ngươi nghĩ mình còn đi được sao? Trong làn sương mù truyền ra một tiếng cười âm hiểm, Triệu Bân có võ hồn mà cũng không thể cảm nhận ra được tiếng cười đó đến từ đâu, chỉ biết tiếng cười và lời nói đó vô cùng âm trầm, giống như lời nói của ác quỷ, phối hợp với sương mù đầy trời khiến cho toàn thân của hắn muốn bủn rủn. Dứt lời, cuồng phong gào thét. Trong tiếng gió, tiếng kiếm khí va chạm vang lên chói tai. Một mảnh kiếm khí tạo thành cuồng phong hướng về phía hai người Triệu Bân chém tới. Keng, keng. Triệu Bân cùng Phượng Vũ rút kiếm, ra sức chống đỡ. Tiếng kim loại va chạm vào nhau chan chát, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, tàn lửa bắn ra bốn phía khiến cho người ta muốn hoa cả mắt, tạo nên nguồn ánh sáng rực rỡ giữa màn sương mù. Đúng là những người xui xẻo. Triệu Bân và Phượng Vũ liếc nhìn nhau. Ngụ ý trong ánh mắt của họ về cơ bản là giống nhau. Hình như chúng ta không nên đi cùng nhau, đêm qua bị đuổi giết, đêm nay lại bị sập bẫy, vừa ra khỏi thành một chuyến là đã gặp biết bao nhiêu chuyện. Còn nữa, tiếng nói vừa nãy là của ai, muốn giết người cướp của sao? Khẳng định đúng là như vậy. Đây chính là lời đáp lại của kẻ giấu mặt kia. Chứ không thì hơn nửa đêm ai lại rảnh rỗi đi bố trí mê hồn trận. Ai, cút ra đây. Triệu Bân mắng, bởi vì hắn chạy đi đâu cũng gặp bẫy. Keng, keng. Đáp lại hắn chính là kiếm khí đầy trời, ngay cả mặt đất cũng biến thành một đám bùn lún, giữa không trung còn có những quả cầu lửa đang rội xuống. Pháp sư. Phượng Vũ thì thầm nói. Tất cả những thứ mà bọn họ nhìn thấy nãy giờ đều là bàng môn tà đạo, được thi triển bởi một võ tu hệ pháp sư. Mà quan trọng hơn, tu vi của kẻ này cũng khá cao. Lại là pháp sư. Triệu Bân thầm mắng. Nói đến pháp sư hắn lại tức đến lạ, cứ nhớ tới tay pháp sư tà ác kia. Một người đi thắp nhang bái lại phần mộ tổ tiên. Một kẻ thích hoa cực lạc. Cái bẫy siêu to khổng lồ như thế, cuối cùng vẫn khiến hai người họ rơi vào. Phút. Khi đang nói chuyện thì cuồng phong đã ập tới, cuốn thành kiếm khí. Nếu không muốn bàn đến sự khác biệt về cấp bậc thì kiếm khí đó cực kỳ sắc bén, nếu ai trúng phải một cái chắc sẽ bị bổ làm đôi như dưa hấu. Cảnh giới địa tàng. Sắc mặt Triệu Bân và Phượng Vũ đều trở nên nặng nề, quay lưng vào nhau, dùng hết sức để cầm kiếm chém phá cảnh giới của pháp sư, đó là võ tu địa tàng hàng thật giá thật, dù rằng chỉ là tầng thứ nhất, dù pháp sư không giỏi chiến đấu thì cũng là đối tượng mà bọn họ không đủ sức để chống lại. Đúng là đẹp không sao tả xiết. Nhìn sang pháp sư, vẫn cực kỳ nhàn nhã tìm một chỗ ngồi thoải mái, lấy tẩu thuốc ra bắt chéo chân hút phì phì,
sương khói bay lượn xung quanh cứ như đang tu tiên, giơ cái tay thôi cũng lười, chỉ cần một trận pháp là đủ để giải quyết hai người bên trong. Đúng vậy. Cái bẫy này của lão ta khiến Triệu Bân và Phượng Vũ cực kỳ vất vả. Không bàn đến linh cảm của Phượng Vũ, cả thiên nhãn của Triệu Bân cũng không thể nhìn xuyên qua màn sương mù, trong tầm mắt chỉ có kiếm khí, không phải là một hai đường mà là một đống. Một khi không đỡ được thì sẽ bị bổ. Đi. Triệu Bân thông linh đại bằng, mang theo Phượng Vũ nhảy lên. Gào. Đại bằng dương cánh, bay vọt lên trời. Thú thông linh khá đấy. Pháp sư khẽ nhếch miệng, rít một hơi thuốc rồi lại dùng một tay tạo ấn quyết. Bỗng nhiên, những quả cầu lửa xuất hiện đầy trên trời, đang lao xuống. Thường thì quả cầu lửa của Pháp sư cũng không mạnh lắm, chỉ dùng để đánh hỗ trợ mà thôi, nhưng người này thì lại hoàn toàn khác. Tuy chỉ là quả cầu lửa bình thường thì cũng có thể diệt võ tu, vấn đề ở đây là số lượng của nó nhiều đến mức da đầu con người ta phải run lên. Mở khiêng. Triệu Bân dùng chân nguyên để bảo vệ mình với đại bàng. Phượng Vũ cũng không nhàn nhã, bắt đầu khởi động chân nguyên để rót vào khiêng bảo vệ, đó không phải là quả cầu lửa bình thường, một khi bị đánh trúng thì kết cục sẽ không tốt lắm đâu. Xoẹt, xoẹt. Mặt đất bên dưới vỡ ra. Những sợi dây mây dài như những xúc tua mỏng bay vụt lên trời, cố gắng quấn lấy đại bằng, tốc độ nhanh như tia chớp, mỗi sợi dây mây đều nhọn hoắt, nhìn màu sắc của nó, có lẽ là cực độc. Cút! Phượng Vũ lạnh lùng nói, thân kiếm được chân nguyên quấn quanh, chém thật mạnh. Xoẹt, xoẹt! Dây mây cực kỳ cứng, kiếm chém xuống mà cứ như chém vào miếng sắt. Ánh mắt Triệu Bân trở nên lạnh buốt, vung tay lên, lá bùa nổ được ném xuống. Ầm, ầm, ầm. Màn đêm yên tĩnh, tiếng nổ mạnh cứ vang vọng. Vấn đề là, bùa nổ không có tác dụng gì với cây mây, hiệu quả nổ không đủ mạnh, cây mây quá cứng, độn mộc ở cảnh giới địa tàng là thứ mà bùa nổ không thể phá hủy. Thú vị đấy. Pháp sư cười cười, không thèm nhìn Phượng Vũ, chỉ nhìn Triệu Bân. Cảnh giới chân linh nho nhỏ mà lại có một lượng bùa nổ lớn như thế khiến lão ta bất ngờ. Cùng với con chim màu lông tạp nham kia, càng nhìn càng thấy quen quen mắt, hình như là gặp ở đâu đó rồi. Nhà họ Triệu, Triệu Bân. Nhìn cách đó mấy trăm mét, pháp sư khẽ híp đôi mắt già nua lại. Xem đi, đại bằng chói mắt thế có mà, chỉ cần thấy nó một lần rồi chắc chắn sẽ nhận ra được. Lần này thu hoạch lớn rồi đây. Ánh mắt pháp sư bắt đầu pha lẫn sự thích thú, lại tạo một ấn quyết. Khi ấn quyết dừng lại ở một hình ảnh nào đó thì quả cầu lửa đầy trời lại thay đổi hình dạng, biến thành một quả cầu băng, sau đó hết viên này đến viên khác nổ tung, hóa thành những mũi băng sắc nhọn, gọi là mưa băng cũng không đủ để miêu tả, nó bao phủ cả bầu trời, tấn công toàn diện đến cùng, ý đồ rất rõ ràng, đó là khiến đại bằng phải rơi xuống, chạy, chạy đằng trời. Phập, phập. Triệu Bân và Phượng Vũ đẫm máu, chân nguyên bảo vệ đã bị phá vỡ. Khiến đại bằng cũng bị mũi băng nhọn đầy trời chém tạo thành những vết máu, gặp phải tấn công thế này thì chẳng thể bay lên được, nó nhanh chóng bị một sợi dây mây quấn lấy móng vuốt, kéo xuống dưới, rồi lại không kéo được. Cẩn thận! Phượng Vũ khẽ nhắc nhở. Bởi vì dưới mặt đất đột nhiên mọc lên những thanh giáo nhọn bằng đá, cắm đầy đất. Tình hình này, nếu bọn họ rơi xuống đất thì chắc chắn sẽ bị đâm thành cái lưới. Khỏi cần cô ta nhắc thì Triệu Bân cũng trông thấy. Hắn chẳng cần phải nghĩ, nhanh chóng đưa đại bằng về linh giới, hắn và Phượng Vũ thì như hai quả cầu lửa rơi xuống từ trên trời, cách mặt đất khoảng 300 mét thì hắn ném hai lá bùa lơ lửng ra, tránh né giáo nhọn, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Xem thường ngươi rồi. Pháp sư cười lạnh, gõ gõ đầu thuốc lên tảng đá. Tu vi của tiền bối thế mà cũng chơi trò đánh lén à, Triệu Bân hừ lạnh. Tiểu bối, áo choàng của ngươi được đấy. Pháo sư lại gầy tàn thuốc, thoải mái nhìn về phía huyền bào thị thế của Triệu Bân, nếu Triệu Bân không để lộ chân nguyên thì lão ta hoàn toàn không thể biết được tu vi của đối phương. Triệu Bân không nói gì, hắn hơi hối hận. Nếu biết người này giấu cảnh giới của mình thì từ đầu hắn đã dùng khí thế của thiên võ để lừa gạt rồi, làm thế cũng tốt, cứ tưởng là chạy đi được thì lại bị tóm trở về. Lần này muốn dùng khí thế của thiên võ nữa cũng không được rồi. Kỳ lạ thật, một võ tu cảnh giới địa tàng thế này, không ở chốn phồn hoa thịnh vượng,
lại ở cái chốn khỉ ho cò gáy này giết người cướp của, nhàn rỗi thật, không bàn đến việc gì khác, pháp sư có thể tìm bừa một gia tộc nào đó làm trưởng lão, còn kiếm được nhiều tiền hơn ở đây đấy. Lão già, sư phụ ta không được tốt tính lắm đâu đấy. Triệu Bân còn chưa lừa gạt ai thì Phương Vũ đã lên tiếng hù dọa. Tuy biết hy vọng khá xa vời nhưng cũng phải thử xem thế nào, nhỡ đâu pháp sư sợ thì sao? Sự thật chứng minh, pháp sư chẳng sợ cái quái gì. Cái nơi núi cao rừng sâu này, giết hai thanh niên trẻ thì ai mà biết. Dù sư phụ của hai người có là Đại Hạ Hồng Uyên cũng không thể tìm được hung thủ. Theo sát ta, Triệu Bân cầm Long Uyên, dán bùa tốc hành chạy thẳng về phía trước. Bay lên để trốn là không được rồi, chỉ có thể xông ra ngoài mà thôi, trong hang núi nhiều trận pháp nhưng cũng không hẳn là chẳng có đường ra, tìm đúng hướng thì vẫn chạy được. Phượng Vũ cũng không chậm, theo hắn như hình với bóng. Xoẹt, xoẹt. Dây mây cứ tàn sát bừa bãi, như một con rắn nhỏ dài ngoằn cùng với sự cứng rắn như đá cứ liên tục mọc từ dưới mặt đất lên. Thêm vào đó là những mảnh băng nhọn hoác bay đầy trời, tình huống đó chỉ cần một giây hoảng hốt thôi là đủ để chết tươi rồi. Cũng may là hai người chạy cũng nhanh. Vấn đề quan trọng nhất chính là chọn đúng cửa, thì sẽ có đường sống. Khiến ta khá là bất ngờ đấy. Pháp sư cười suy nghĩ điều gì đó, người lão ta nhìn vẫn là Triệu Bân, chẳng những có thiên nhãn mà còn am hiểu đôi phần về trận pháp. Những trận pháp lão ta lặng lẽ giấu đi cũng bị tên đó lách qua cực kỳ khéo léo, lão ta không thể tin nổi cảnh giới chân linh lại có được ánh mắt tốt như thế. Phụt! Hắn nhìn lên, Phượng Vũ đẫm máu, bị mảnh băng đâm trúng. Hay có thể nói là tránh được mảnh băng nhưng lại không né nổi sát ý mà băng nhận kéo theo, nó tạo thành kiếm khí chém vào vai cô ta, tạo thành một đường máu. Phụt! Triệu Bân cũng bị thương, chẳng khá hơn bao nhiêu. Phượng Vũ đề phòng mảnh băng trên trời, còn hắn lại nhìn dưới đất mở đường, giáo nhọn bằng đá mọc thành đám lướt qua, cùng với dây mây nhỏ dày như rắn, cực kỳ khó nhằn, may mà hắn đã tìm được điểm yếu, dây mây không sợ lửa mà sợ ánh sáng, hắn dùng hết lá bùa sấm chớp này đến lá bùa sấm chớp khác, đánh đùng đùng suốt đường đi. Trước mặt chính là cửa hang. Thấy thế, tinh thần hai người trở nên tỉnh táo. Hít sâu, xông thẳng ra ngoài. Triệu Bân lên tinh thần, Phượng Vũ cũng tỏa ra chân nguyên. Bỗng nhiên, họ còn chưa kịp đánh ra ngoài thì đã thấy cửa hang có sóng vỗ ầm ầm. Là nước, hồng thủy. Là dòng nước mà pháp sư dùng để chặn đường bọn họ, nó không phải là dòng suối mà là một con sông lớn. Bọt sóng dâng lên gần 100 mét, thủy độn ở cảnh giới này, đừng nói là nhấn chìm hai người, có đánh sập cả tòa thành cũng là chuyện dễ. Nhiên diệt. Triệu Bân bước lên, dùng địa hỏa tạo thành biển lửa. Tiếc là chẳng được gì. So sánh với thủy độn của pháp sư thì địa hỏa của hắn. Cứ như một trò đùa, bị dập tắt ngay trong tức khắc, hai người cũng nhanh chóng bị nhấn chìm, vất vả lắm mới đánh ra đến cửa hang, lại bị đánh trôi giạt trở về, tu vi gì đó, thiên phú gì đó, đều trở thành vật trang trí khi ở đây, hai người đều không thể đứng vững. Đúng là, pháp sư đến một cấp bậc nào đó, thì chẳng cần phải nhúc nhích làm gì cho mệt. Chỉ cần một cái thủy độn là đủ để lôi đối thủ trở về. Chẳng vui gì. Cuối cùng pháp sư cũng đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi. Tiện thể tạo một ấn quyết. Sau đó, dòng nước lớn dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được để kết thành băng, Triệu Bân và Phượng Vũ vẫn còn vùng vẫy trong nước cũng bắt đầu đóng thành băng. Lần này thì cả hai đều ngoan ngoãn hơn rồi. Tay chân còn chẳng nhúc nhích được, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, thậm chí là đan điền cũng bị đông lạnh, đứng từ xa nhìn lại, ai không biết còn tưởng hai người họ là tượng băng điêu khắc ấy chứ. Gõ gõ vài cái là có thể đập nát. Lại làm liên lụy đến ngươi. Hàng mi Phượng Vũ khẽ chớp, ánh mắt như đang muốn nói lên điều đó. Xui xẻo thôi, tám lạng nửa cân ấy mà. Triệu Bân cố gắng xoay tròng mắt, cũng chỉ còn mỗi mắt là nhúc nhích được. Rồi rào sức sống thật đấy. Pháp sư đi tới rồi đảo quanh hai người. Vẫn thế, lão ta quan tâm đến Triệu Bân hơn, thằng danh này rất khá. Sắp lật thuyền rồi. Ánh mắt Triệu Bân cực kỳ buồn bực. Biển rộng sóng lớn cũng đi được, thế mà lại bị lật ở cái rãnh nước bé tí. Trời không tuyệt đường người.
khi hắn đang cực kỳ tuyệt vọng thì cảnh tượng quái dị lại xuất hiện. Pháp sư đang ở cảnh giới địa tàng tầng thứ nhất lại biến thành cảnh giới huyền dương cao nhất. Pháp sư cũng không hề bất ngờ với chuyện này, cũng đã thành thói quen. Giảm tu vi. Triệu Bân và Phương Vũ đều khó hiểu nhìn nhau, xảy ra chuyện gì thế này? Một ngày huyền dương, một ngày địa tàng. Nguyệt thần đã tỉnh ngủ, đang ngồi đó ngáp. Một ngày huyền dương. Một ngày địa tàng. Là do công pháp hả? Triệu Bân thầm thì thào tự hỏi, con người bắt đầu híp lại. Hắn đoán không sai, đúng là vấn đề của công pháp, đó là một loại công pháp rất kỳ lạ, hay có thể nói là công pháp mà pháp sư đang tu luyện không được trọn vẹn, gây tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là tạo thành bệnh, thế nên mới khiến lão ta một ngày là địa tàng, một ngày là huyền dương. Triệu Bân nhìn màu trời. Đã là rạng sáng, sang ngày hôm sau rồi. Khi hắn nhìn lại thì hai mắt chợt lóe lên một tia sáng, nếu là cảnh giới địa tàng thì tất nhiên hắn không đánh lại. Nhưng cảnh giới huyền dương ấy à, dù có ở tầng cao nhất thì cũng thiếu một khúc cơ. Không chỉ mình hắn, Phượng Vũ cũng cực kỳ nhiệt tình. Cô ta cũng là cảnh giới huyền dương, tuy chỉ là tầng thứ nhất nhưng cũng có khả năng chiến đấu, hơn nữa còn có Triệu Bân, nếu phối hợp ăn ý thì tất cả đều có thể xảy ra được. Vẫn là câu đó, chỉ cần không phải là cảnh giới địa tàng, thì đâu còn có đó. Đừng trách ta nhẫn tâm nhé. Pháp sư đặt một tay lên vai Triệu Bân, một tay đặt lên vai Phượng Vũ, một sức mạnh cắn nuốt cực kỳ đáng sợ đang hút cạn máu trong người họ, thảo nào lại bị giảm tu vi. Cứ thế này, tu loại công pháp tà ác này thì sẽ gặp phải báo ứng. Triệu Bân không nhìn gì nữa, dứt khoát nhắm mắt lại, sử dụng chiêu thức. Phượng Vũ cũng khép mắt lại. Biết Triệu Bân đang muốn phản công, cô ta là võ tu linh cảm không giỏi chiến đấu nên phải phối hợp để đánh trả, cô ta là người hỗ trợ, Triệu Bân là tấn công chính, mục đích chỉ có một, đó là giết chết lão già này. Thế mới đúng chứ? Pháp sư lại nhếch miệng lên, thấy Triệu Bân và Phượng Vũ cùng nhắm mắt lại thì tự giác nghĩ rằng hai thanh niên này đã chấp nhận sự thật, từ bỏ chống đối rồi. Đúng cái đầu ông ấy. Triệu Bân hét to một tiếng. Nhanh chóng mở mắt ra. Như một tia chớp, hắn thể hiện khí thế của thiên võ, làm vỡ nát lớp băng lạnh. A! À, pháp sư bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt lão ta bỗng chốc thay đổi, không cách nào tin nổi. Cái gì thế này? Một chân linh nho nhỏ mà lại có khí thế của thiên võ ư? Soạt! Triệu Bân nhanh như chớp, vội vàng đuổi theo tóm lấy tay pháp sư. Sau đó cúi người dồn sức nhấc cả người lên rồi ném xuống đất, hắn dùng hết tất cả mọi sức mạnh, sức ấy mà. Chắc chắn là đủ dùng. Ầm. Tiếng vang ầm ầm này vẫn êm tai lắm. Pháp sư bị đánh ba hồn bảy vía chạy mất, nếu đang giữ tu vi địa tàng thì tất nhiên lão ta chẳng phải nghĩ, nhưng bây giờ lão chỉ là huyền dương, cơ thể cũng thuộc về huyền dương, lão ta không giỏi chiến đấu, cơ thể nát bét, ngã xuống như thế chẳng khác nào tan xương nát thịt. Cười, cho ông cười đấy. Triệu Bân thể hiện sức mạnh của mình, chân nguyên điên cuồng bắn ra. Chẳng có bí thuật thần thông gì, cứ sống chết giữ lấy một cánh tay của pháp sư, cua qua cua lại, trông như kiểu lão ta chưa biến thành cục bột thì hắn sẽ không dừng ấy. Tranh thủ lúc lão không được khỏe lấy mạng lão. Tuyệt đối không thể để cho cái loại này có cơ hội thở dốc. Ngượng nhất chính là Phượng Vũ, cũng phá băng, cũng cầm kiếm. Muốn xông lên vài lần rồi, muốn ra tay cũng vài lần rồi nhưng phải lùi về, cũng không biết phải ra tay thế nào, chẳng sợ không đủ sức, chỉ sợ đánh rồi lỡ trúng Triệu Bân thì kỳ lắm. Tại sao ngươi lại có được sức mạnh lớn như thế? Pháp sư hoảng hốt, miệng hộc máu. Sức mạnh của Triệu Bân mới chính là thứ lão ta sợ hãi nhất. Ta có tay kỳ lân. Đó chính là câu trả lời của Triệu Bân. Hình vẽ kỳ lân trên cánh tay trái, một khi vẽ lên. Sức mạnh khổng lồ, cực kỳ khủng bố, phối hợp với đấu chiến thánh pháp cùng với người ném, tất cả gộp lại với nhau thì mạnh càng thêm mạnh. A! À, pháp sư tức giận gào lên, chân nguyên điên cuồng bắn ra, đánh vào Triệu Bân. Đáng chết, người đúng là nên. Lão ta còn chẳng kịp nói hết lời thì Triệu Bân đã áp tới như một bóng ma. Pháp sư không giỏi đánh cận chiến, thế thì hắn đánh cận chiến, dùng hết đấu chiến thánh pháp. Pháp sư lại đờ ra. Đánh từ xa thì cực kỳ mạnh,
nhưng đánh cận chiến thì nát không thể tả nổi. Cũng do sức người có hạn, chỉ có thể tập trung vào một loại mà thôi. Nếu ngày xưa lão ta là một tay vạm vỡ, thế thì sẽ chuyên tu thân thể và chiến đấu gần. Người như pháp sư thì chỉ có thể tấn công bằng những đạo thuật, pháp thuật. Nếu muốn tập trung vào cả hai, thì e là chẳng có cái nào vượt trội, không phải bất kỳ ai cũng như Triệu Bân, cũng là quái thú với thiên phú ngất trời, có thể tập trung vào nhiều thứ. Cười đi, này thì cười. Triệu Bân lại giữ một cánh tay lão pháp sư, quật mạnh. Phụt, phụt. Triệu Bân đang nổi giận, cảnh tượng rất máu me, đánh đến nỗi huyền dương tầng cao nhất phải ho ra máu, chân nguyên hộ thể đều bị đánh nát, cả người đau nhức không sao tả nổi, nhất là đầu, cứ ong ong chẳng biết đâu là đông tây nam bắc. Dầm. Phượng Vũ nuốt một ngụm nước miếng. Lần đầu nhìn thấy Triệu Bân dùng hết sức thật sự quá bá đạo, cô ta muốn hỗ trợ nhưng lại biến thành người đứng xem, chẳng thể chen chân vào, hay có thể nói là Triệu Bân chẳng dám lơi lỏng một giây nào, pháp sư đâu có yếu, vẫn là huyền dương tầng cao nhất. Một khi lão ta có thể kéo giãn khoảng cách, thì người ăn hành sẽ là hai bọn họ, thế thì chỉ có thể đánh cận chiến, không cho pháp sư cơ hội thi thuật kết ấn, không thể thi thuật. Không thể kết ấn, dù có là huyền dương tầng cao nhất thì cũng chỉ là cái bao cát chạy bằng cơm thôi. Tình hình của trận chiến đã nói rõ chân lý đó. Tất nhiên, lực chiến của Triệu Bân cũng là thứ không thể thiếu. Nếu là một chân linh tầng thứ 5 bình thường thì chắc đã bị pháp sư đánh còn mỗi cái xác khô. Bàn về tu vi, Triệu Bân không bằng pháp sư. Nhưng bàn về cận chiến và sức mạnh thì Triệu Bân vượt trội hơn hẳn. Chết, ông phải chết. Hai mắt Triệu Bân sáng như đuốc, máu tươi khiến ánh mắt như ngọn lửa được châm dầu, càng đánh càng hăng, cú sau mạnh hơn đòn trước, pháp sư đã biết được thân phận hắn thì cũng chẳng lý do gì để hắn phải rút lui, hắn thì chẳng sao, nhưng nhà họ Triệu thì không được. Nếu bị một huyền dương tầng cao nhất, hoặc địa tàng tầng thứ nhất để mắt đến thì nhà họ Triệu đừng hòng sống yên. A! À, pháp sư lại gào lên. Lão ta dùng đến cầm pháp, chân nguyên biến thành một màu đen. Lại hất Triệu Bân văng ra xa. Chết đi. Được thở dốc một hơi, pháp sư nhanh chóng tạo ấn quyết. Giữa đất trời, cuồng phong gào thét, cùng với kiếm khí, hàn khí kết thành băng, thêm vào đó là dây mây đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, chẳng thể thiếu nổi giáo đá, cùng tấn công về phía Triệu Bân. Lão già quên ta rồi à? Phượng Vũ lạnh lùng lên tiếng, một kiếm chém ngang. Có lẽ nhát kiếm chẳng có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng lại ngắt ngang ấn quyết của pháp sư. Cút! Pháp sư gào lên, vung một chưởng đánh bay Phượng Vũ. Soạt! Lão ta chưa kịp kết ấn lại thì Triệu Bân đã đến gần, tặng cho lão ta tiếng hổ gầm long ngâm. Lại có cả võ hồn. Pháp sư rên lên, lùi từng bước về phía sau, bị Triệu Bân nắm lấy cổ họng, không kịp trở tay, đầu óc đột nhiên chấn động, khi mở mắt ra thì đã nhìn thấy ba cái phi đao có dán bùa. Nó chính xác là bùa sấm chớp, hơn nữa còn nổ tung. Pháp sư bị chói mắt, hai mắt đen thui. Nào, tiếp tục. Đang lùi lại thì một bàn tay to ấm lại nắm lấy cổ tay lão ta. Sau đó, lại là những tiếng vang. Tuyệt kỹ ném người của thiếu chủ Triệu gia vẫn được việc lắm, đánh tới đánh lui, ném một hồi pháp sư lại khụ ra một ngụm máu, đánh tí nữa tim Phượng Vũ lại run lên. Nếu là cô ta, chắc giờ đã bị ném thành tro rồi. Từ đó có thể thấy. Pháp sư cảnh giới huyền dương cao nhất mới có thể gắng gượng được như vậy. Bị Triệu Bân ném không biết bao nhiêu lần vẫn còn sức gào thét. Trận chiến này, cũng khá là thú vị. Đều là võ tu cả. Một pháp sư huyền dương tầng cao nhất. Một chiến sĩ cảnh giới chân linh. Không dùng đến bất kỳ bí thuật nào. Cách đánh chỉ là ném qua ném lại cực kỳ cổ điển. Phượng Vũ nghĩ chắc pháp sư cũng thất vọng lắm, không phải lão ta không muốn dùng bí thuật mà là đối thủ không cho lão cơ hội đó, mấy lần đánh bay Triệu Bân, nhưng hắn vẫn dán lại như cao da chó, đừng nói là kết ấn, thở một hơi thôi còn khó nữa là. Gào, gào. Tiếng rồng ngâm kháng hồn vang vọng trong cuộc chiến. Là hổ gầm long ngâm, dù có ném người hay chiến đấu thì cũng có tiếng của võ hồn. Khiến đầu pháp sư muốn nứt ra đến nơi, tinh thần cứ bị tổn thương từng chút một. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Khi Triệu Bân lùi lại thì Phượng Vũ sẽ nhào lên.
A. À. Pháp sư rít gào, tức giận không thể tả. Lão ta là cảnh giới địa tàng, công pháp thiếu hụt, một ngày huyền dương, một ngày địa tàng. Vấn đề là, lão ta lại đánh với Triệu Bân khi là huyền dương. Thiếu chủ Triệu gia này đúng là thứ xúc sinh. Kết thúc rồi. Triệu Bân hét lớn một tiếng, một cú quật cuối cùng. Bấy giờ, màu máu cực kỳ chói mắt. Nơi Triệu Bân ném xuống, kiếm Long Uyên đang dựng thẳng, mũi kiếm chĩa lên, đó chính là kiếm ngự hồn hắn lấy ra khi đang ném người, cũng vì một cú này. Phập! Pháp sư ngã xuống, một kiếm xuyên từ sau lưng ra trước ngực. Mạch máu, tim đều vỡ tan. Bây giờ, thế giới chìm vào tĩnh lặng. Pháp sư bị cắm vào kiếm Long Uyên, hai tay hai chân yếu ớt rũ xuống, vẻ mặt nhăn nhó, lão ta là địa tàng, bị giảm tu vi nhưng vẫn là huyền dương tầng cao nhất, lại bị một tên cảnh giới chân linh ném đến nỗi gân mạch đứt đoạn, từ khi bị Triệu Bân tóm lấy thì chẳng thể dùng nổi một bí thuật nào, lão ta đã quá tự cao tự đại, xem thường thiếu chủ Triệu gia, tự đào một cái hố lớn rồi lại tự chôn sống bản thân mình. Phụt! Triệu Bân phun một ngụm máu tươi, quỳ nửa người trên mặt đất. Hắn hung hãn là thật, nhưng hắn cũng bị thương nặng, mấy lần bị đánh bay, suýt chút nữa đã tan xương nát thịt. Phượng Vũ cũng thảm, cơ thể yếu ớt đầy máu, cũng đứng không vững rồi. Nhưng mà chiến tích vẫn khá ổn. Hai người cùng hợp sức, vẫn có thể giết được một huyền linh tầng cao nhất. Đôi khi, tấn công bất ngờ có thể tạo thành chiến công nhất định. Nếu chiến đấu ở khoảng cách xa thì có lẽ hai người họ không phải là đối thủ của pháp sư. Đi thôi. Nghỉ ngơi vài phút, Triệu Bân lảo đảo đứng dậy. Trước khi đi còn lấy hết tất cả mọi thứ pháp sư có, tiện thể hủy thi diệt tích. Dưới ánh trăng. Hai người, một người thì thất tha thất thểu, một người lảo đảo đỡ nhau cùng đi. Tối nay ta phải nhìn nhận lại ngươi rồi đó. Phượng Vũ liếc mắt mấy lần, thấy mặt Triệu Bân toàn máu là máu, nhưng nó lại có sức hấp dẫn kỳ lạ dưới ánh trăng. Từ xưa mỹ nữ đã yêu anh hùng, nay Triệu Bân chính là anh hùng, thế hệ này, hắn chính là người mạnh nhất. Chúng ta nên về nhà thôi. Triệu Bân ho ra máu, nói một lời thực tế. Ngẫm lại cũng đúng, từ khi ra khỏi thành vong cổ, đầu tiên là bị đuổi giết, sau đó rơi vào bẫy. Mọi thứ chẳng có tí nào yên bình, đủ thứ chuyện vớ vẩn, có khi cảnh ngục tù khốn khổ còn chưa đến thì đã chết trên đường, đều là những kẻ xui xẻo, đừng tụ lại với nhau sẽ tốt hơn. Nhưng ngươi đã hứa với ta rồi. Ngày mai hai ta tách ra đi, ngươi là người xui xẻo có tiếng ấy. Ngươi mới là cái thứ xui rủi mà nói ai. Cứ đấu võ mồm suốt chặng đường dài như thế, hai người cũng ra khỏi hang. Đằng sau cái hang là núi là rừng. Dù tối nay trời đầy sao sáng nhưng vẫn đen tối không sao tả nổi. Không đến nỗi tệ. Tối nay Nguyệt Thần lại không buồn ngủ, khá là nhàn rỗi. Từ khi Triệu Bân và Phượng Vũ vào trong hang thì cô ta đã tỉnh ngủ, ngồi trên mặt trăng, hai tay chống cằm nhàm chán, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Chờ cái gì ấy hả? Chờ cảnh nóng bỏng mắt ấy. Quả nhiên, vừa mới vào trong núi thì Triệu Bân đã đổ máu, có lẽ do vết thương quá nặng. Cũng có thể là do chấn động quá dữ dội nên đầu hắn cứ choáng váng, đã vậy còn miệng đắng lưỡi khô, cả người cứ như ngọn lửa bùng cháy, máu cứ như muốn phun ra ngoài. Cả người hắn nóng hổi, ngọn lửa kỳ dị đó cứ vọt lên trên, hóa thành thứ dục vọng nguyên thủy nhất, cũng khó nói nhất trên đời. Sự tỉnh táo của hắn cũng dần bị bao phủ. Người bên cạnh, Phượng Vũ lại càng bất thường hơn rất nhiều, mồ hôi chảy đầm đìa, hai tay cũng chẳng thành thật, cứ vuốt ve lung tung khắp người. Lại còn rên khe khẽ, có lẽ do quá nóng nên lớp áo ngoài cùng đã bị cô ta cởi ra phân nửa. Đôi mắt xinh đẹp ngập nước kia cũng dần trở nên mơ hồ. Hoa cực lạc. Triệu Bân lảo đảo, vịn vào gốc cây to rồi đập mạnh đầu vào đó. Trong hang núi có trồng rất nhiều hoa cực lạc, dù hắn đã nín thở nhưng không thể bỏ qua hết phấn hoa, nó vào máu sẽ tạo thành tác dụng cực lạc nào đó, trước đó chiến đấu nên không để ý tới, bây giờ tác dụng của hoa bắt đầu xuất hiện rồi. Một khắc xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng. Nguyệt Thần cười mỉm, hai mắt xinh đẹp rạng rỡ. Hơn nửa đêm, chẳng có gì để làm, xem phim truyền hình trực tiếp cũng không đến nỗi tệ. Triệu Bân liếc nhìn cô ta. Không biết là do Nguyệt Thần đẹp thật hay là tác dụng của loài hoa đó quá mạnh, nữ thần trước mắt đã trở nên xinh đẹp hơn lúc ban đầu rất nhiều. Nhìn ta làm gì?
Nguyệt Thần liếc mắt sang một bên. Chẳng phải là bên cạnh có sẵn một người giống ngươi đó sao? Hai người ấy à, thích hợp, Côn Nguyệt Thần ta, sẽ trở thành một người xem thành thật. Chỉ là Cực Lạc Hoa thôi mà, ta đỡ được. Triệu Bân ngồi khoanh chân, giơ tay lột áo ra, cưỡng ép bản thân luyện thể, mà địa hỏa cuộn trào cũng len vào các kinh mạch toàn thân, mạnh mẽ loại bỏ dược lực. Thông thường, nếu đã trúng Cực Lạc tán, ngoài làm chuyện đó ra thì về cơ bản không thể nào giải nổi. Nhưng cũng phải xem là Cực Lạc tán ở cấp độ nào, cũng phải xem đã ăn bao nhiêu, mà hắn chỉ hít phải phấn hoa thôi, có thể gắng gượng ép nó ra được, dùng luyện thể và địa hỏa là đủ. Hắn chịu đựng được chứ người bên cạnh hắn có vẻ không khả quan lắm. Phượng Vũ không có địa hỏa hộ thể, cũng không có pháp môn luyện thể bá đạo để tôi luyện tạp chất, quan trọng nhất là cô ta hít phải quá nhiều phấn hoa, khó lòng ngăn được dược lực. Á! Cô ta núng nịu rên lên một tiếng, nghe cũng rất mê hoặc. Trái dấu hút nhau. Tự bản thân cô ta sẽ biết đi tìm chứ, Triệu Bân ngồi khoanh chân nhưng cô ta thì áp sát, cánh tay trắng nõn ôm cổ Triệu Bân, gò má ghé sát bên vành tai hắn, miệng khẽ khàng rên rỉ khiến hương thơm mê người của nữ tử không ngừng phả ra. Dưới ánh trăng thanh lãnh, bờ vai ngọc ngà đã lộ ra thậm chí còn phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Có lẽ đây chính là phóng đãng trong truyền thuyết. Mà cô nương này, hiển nhiên thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi. Phấn hoa của Cực Lạc cũng có dược lực rất mạnh, cũng gợi ra dục vọng nguyên thủy nhất và khó nói thành lời nhất ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của cô ta, chỉ muốn được vui vẻ trong miền Cực Lạc. Không tin ngươi nhẫn nhịn được. Nguyệt Thần chỉ nhìn Triệu Bân, một cô gái xinh đẹp như thế đang quyến rũ hắn, nếu đổi lại là một nam tử bình thường khác, chắc chắn không thể nào từ chối được. Càng khỏi phải nói. Tên tiểu tử này đang độ tinh lực dồi dào. Nhưng cô ta đã coi thường khả năng kiềm chế của Triệu Bân rồi. Dù cho mạch máu phình to, dù cho dục hỏa cháy rực, dù cho máu mũi ròng ròng, Triệu Bân vẫn nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi như sư thầy, vững như tảng đá, dốc sức vô hiệu hóa dược lực. Ngươi, đỉnh đấy. Nguyệt Thần nhìn cảnh ấy mà khóe miệng giật giật. Ba chữ ấy tặng cho Triệu Bân vào lúc này là phù hợp đến mức không thể hợp hơn. Phải chăng ngươi bị thận yếu? Một mỹ nữ nhường này tự dâng đến tận miệng, quần áo cũng sắp lột sạch rồi, thế mà ngươi vẫn như một lão hòa thượng vậy. Ta có vợ rồi. Câu trả lời của Triệu gia thiếu chủ vẫn rất nghiêm chỉnh. Nhưng thứ nghiêm chỉnh này khiến Nguyệt Thần cuống quýt lắm luôn. Bổn cô nương đợi đến nửa đêm chỉ đợi được thế này rồi hả? Ngươi đừng mất hứng như thế. Cho ta, cho ta. Tiếng rên rỉ kiều diễm của Phượng Vũ giống như một bản nhạc mỹ miều, cô ta còn áp sát sau lưng Triệu Bân, đôi tay kia cũng không ngoan ngoãn, chúng không vuốt ve bản thân nữa mà đang sờ mó Triệu Bân, đôi mắt trong veo đã mở đục vì hơi nước. Nói thế nào nhỉ? Với võ hồn cứng rắn và khí huyết cường thịnh của Triệu Bân, giờ phút này đây, cô ta giống như một loại thuốc độc cực kỳ đáng sợ, khiến hắn thèm lắm mà đành thôi. Sắp rồi. Triệu Bân nhủ thầm trong lòng, không biết đang nói với bản thân hay đang nói với Phượng Vũ. Gặp phải tình cảnh này mà không đứng núi này trông núi nọ là giả, có vài khoảnh khắc hắn suýt không chịu nổi, cũng muốn vui sướng một phen trong miền Cực Lạc. Nhưng khả năng kiềm nén của hắn vô cùng đáng kinh ngạc, đến mức Nguyệt Thần cũng phải hoài nghi nhân sinh. Người biết thì biết hắn đã có vợ, còn ai không biết chắc sẽ tưởng hắn là người xuất gia lục căn thanh tịnh đấy. Liễu Tâm Như mà biết được ngươi như thế này chắc sẽ vui lắm. Nguyệt Thần cảm thán, cô ta phải làm quen lại với tên đồ đệ này rồi. Từng có một khoảnh khắc, Triệu Bân muốn mở mắt ra. Dược lực đã lui bớt. Sao Phượng Vũ vẫn còn phóng đãng như thế nhỉ? Triệu Bân phất tay lấy ra một chiếc áo đen che đi cơ thể yêu kiều kia, vung trưởng đưa cô ta tiến vào giấc mộng, sau đó mới dùng địa hỏa bao bọc cơ thể Phượng Vũ. Coi như một dạng binh khí để tôi luyện cơ thể cho cô ta. Hắn có thể loại bỏ dược lực, Phượng Vũ cũng có thể. Được, hết vui. Nguyệt Thần tỏ ra tiếc nuối, vạn sự đã đủ rồi, thế nhưng đồ đệ của cô ta không dính chiêu. Cũng trách tu vi của Phượng Vũ quá thấp. Nếu đổi lại là Tử Linh, nếu đổi lại là Tiểu Linh Lung đang ở thời kỳ đỉnh cao thì ổn quá rồi. Không chịu hả, người ta chỉ cần một tay đã ấn ngươi xuống rồi. Không chịu cũng phải chịu thôi. Một vị đại thiếu nào đó cũng từng bị ấy ấy như thế đấy.
ta thật cơ trí. Triệu Bân quệt máu mũi, luyện thể đến mức chuyên nghiệp. Lãng phí tài nguyên quá. Nguyệt thần thở dài một tiếng, lại nằm xuống vầng trăng. Hoàng đế không vội, thái giám cuống quýt lắm rồi. Triệu Bân chính là tên hoàng đế đó đấy. Mà cô ta, đêm nay phải đóng vai thái giám một lần. Đến đêm khuya, tiếng rên rỉ kiều diễm của Phượng Vũ mới ngừng lại. Triệu Bân thở ra một luồng khí đục, sau đó thu tay về, hóa giải được dược lực rồi. Sau này lên tiên giới hay thần giới cũng đừng nhận là đồ đệ của ta nhé. Nguyệt thần thong dong nói, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, ta không thể nào chịu nổi sự xấu hổ này. Yên tâm, không nói đâu. Triệu Bân đã ngồi thụp xuống, cắm đầu đếm chiến lợi phẩm. Không nói mới tốt, không nói mới an toàn. Nguyệt thần rực rỡ một mình, nếu hắn nhận là đồ đệ của cô ta, chưa biết chừng sẽ bị đánh chết. Cách kiến giải của hắn vẫn rất độc đáo. Suy đoán của hắn cũng rất chuẩn xác. Lúc này đây, nếu hô một câu Nguyệt thần đến rồi ở thần giới, không biết sẽ có bao nhiêu thần linh nhảy ra. Đánh nhau hay không thì tạm thời không tính đến, chứ bàn chuyện lý tưởng thì không thể thiếu được rồi. Khá đấy, công pháp này rất tốt. Triệu Bân rất cầu tiến, hắn khoanh chân ngồi trên tảng đá, vùi đầu nghiên cứu bí tịch, toàn là thứ càn quét từ chỗ pháp sư kia, đa phần là mấy thứ pháp thuật bàng môn tà đạo, có vài loại rất hữu dụng. Nhiều kỹ năng thì khả năng sinh tồn mới mạnh mẽ, Nguyệt thần không dạy hắn, hắn cũng tự học được. Lãng phí tài nguyên quá. Nếu có người ngoài đi ngang qua, chắc hẳn sẽ nói như vậy. Một cô gái xinh đẹp như thế kia nằm ngay ở đó, nhưng ngươi lại bận nghiên cứu bí thuật. May mà ngươi có vợ. Nếu không thì đúng là độc thân bằng thực lực. Không biết qua bao lâu, Triệu Bân mới cất bí thuật đi, liếc mắt nhìn xung quanh, sau cùng nhìn trộm Nguyệt thần, toàn bộ động tác nhìn sao cũng thấy lén lút. Thấy Nguyệt thần đã ngủ, Triệu Bân mới lấy ra một tập tranh. Hắn chăm chú xem đến mức hai mắt sáng ngời ngời, lỗ mũi chảy máu mà hoàn toàn không biết, hay nói cách khác, hắn mê mẩn rồi. Nếu bổn thần đoán không sai thì đây là Xuân Cung đồ nhỉ. Nguyệt thần đột nhiên lên tiếng, cô ta vẫn đang nằm vắt vẻo trên mặt trăng, thậm chí không thèm mở mắt. Cái gọi là Xuân Cung đồ chính là tranh vẽ chuyện ấy ấy, ở nơi nào đó mà dân tình cởi mở, nó còn có một cái tên thanh tân thoát tục khác, chân tàng bản. Triệu Bân như chim sợ cành cong, bị Nguyệt thần bắt ngay tại trận, suýt tè ra quần. Ta tưởng là bí thuật cơ. Triệu Bân bưng sách lên như không có chuyện gì. Đây đúng là thứ tốt, không được bán công khai, sau này phải mang về cho đám người Chư Cát Huyền Đạo, bán được không ít tiền đấy. Có được đồ đệ như thế, lòng ta mừng vui. Nguyệt thần thất vọng nói, phải tìm lúc nào đó dạy dỗ lại mới được. Không biết qua bao lâu, Phượng Vũ tỉnh lại. Đơ người mất vài khoảnh khắc, cô ta mới đứng bật dậy, hoảng loạn kiểm tra y phục của mình. Trông có vẻ như cô ta đang nhớ tới đêm qua, khi dược lực của Cực Lạc phát huy tác dụng, sau đó thần trí không còn tỉnh táo, về việc đã xảy ra chuyện gì, tưởng tượng là biết ngay. Sau một hồi kiểm tra, tuy quần áo hơi lộn xộn, nhưng không thấy vết máu. Tỉnh rồi à? Triệu Bân đang cặm cụi bên đống lửa, mùi thịt nướng thơm lừng thấm đẫm vào lòng người. Đêm qua ta. Phượng Vũ nhìn Triệu Bân với vẻ dò hỏi. Phấn hoa cực lạc, chuyện nhỏ thôi. Triệu Bân nói xong còn quệt máu mũi, tuy rằng không làm chuyện kia, nhưng cảnh tượng rất kiều diễm, may mà hắn nhẫn nhịn được, nếu không nhẫn nhịn nổi, chắc sẽ còn thơm ngon hơn. Phượng Vũ không nói gì, vô thức bụng mặt, mặt mũi bỗng chốc nhuốm màu dáng chiều, nóng bừng bừng. Sự dè dặt của nữ tử khiến cô ta chỉ mong tìm được lỗ nẻ nào đó mà chui vào. Thần trí không tỉnh táo chứ trí nhớ vẫn còn. Đêm qua cô ta phóng đãng tới mức nào chứ? Nghĩ đến đây, cô ta không khỏi liếc trộm Triệu Bân. Tên tiểu tử này nhẫn nhịn giỏi đến vậy à? Hay là do cô ta không đẹp? Hay vì dược lực của Cực Lạc Hoa không đủ mạnh? Xoạt, xoạt. Nương nhờ ánh trăng sáng, hai người lại một lần nữa lên đường. Bầu không khí có vẻ gượng gạo. Triệu Bân còn đỡ, hắn luyện thể trong lúc di chuyển, đồng thời ngộ đạo trong lúc luyện thể. Nhìn sang Phượng Vũ, hai má cô ta ửng hồng. Ra khỏi rừng núi là đến một thảo nguyên. Càng đi về phía đông thì càng vắng vẻ,
chủ yếu vì khổ ngục cần cách xa nơi phồn hoa, đã gần đến biên thùy, qua khổ ngục khoảng 100 dặm là đến biên quan, mà ở bên kia biên quan là vương triều Đại Nguyên. Phá nó cho ta. Tiếng gầm của Triệu Bân vang lên không ngớt. Đã đến giai đoạn tắc nghẽn ở tầng thứ 5, gom đủ sức là sẽ tiến vào tầng thứ 6. Có lẽ vì dùng sức quá nhiều nên một nửa thể hồn của hắn lóe chớp và nứt ra, một nửa còn lại bốc cháy phừng phừng, trong không khí bá đạo này còn loáng thoáng tiếng rồng ngâm cao vút. Đúng là thứ quái thai. Phượng Vũ từng liếc mắt nhìn hắn không chỉ một lần. Cô ta nhìn trộm thôi, mà mỗi lần nhìn sẽ bất giác nhớ tới chuyện trước đó. Vẫn còn thiếu một chút. Triệu Bân lấy ra một viên đan dược. Sắp đột phá rồi, dùng đan dược để tăng tốc là việc cần thiết. Bốc, âm thanh này chỉ có mình hắn nghe được. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, hắn đã tiến vào tầng thứ 6 của cảnh giới chân linh. Chuyến đi này quả là không uổng phí. Triệu Bân vui vẻ, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Tầng thứ 6 rồi. Sức mạnh dồi dào hơn, võ hồn cũng tiến bộ rõ rệt. Nếu không phải vì vội đi cứu người, chắc chắn hắn sẽ tìm chỗ nào để củng cố sức mạnh đã. Soạt. Khi hắn đang hớn hở thì một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Kẻ nào đó vừa mới tiến vào tầng 6 đã lại rơi xuống tầng 5. Phượng Vũ không khỏi sững người. Đã tiến lên rồi mà, sao còn tụt xuống vậy? Đi đâu mất rồi? Triệu Bân sững sờ, đưa mắt nhìn khắp toàn thân, hắn cảm thấy cực kỳ rõ ràng rằng có một luồng sức mạnh rất lớn nuốt mất tu vi của hắn, từ tầng 5 đến tầng 6 giống như bị ai đó ngang nhiên chém mất và mang đi vậy. Nguyệt Thần mở mắt ra, liếc nhìn ngón trỏ bên tay trái của Triệu Bân. Cô ta đang nhìn chiếc nhẫn ma, nó chính là thứ nuốt mất một tầng tu vi của Triệu Bân. Quả nhiên có ma huyết. Nguyệt Thần bật cười, cô ta thừa biết bên trong chiếc nhẫn ma này còn điều bí ẩn, bây giờ mới nhìn rõ, thứ quý giá không phải là chiếc nhẫn, mà là một giọt máu bên trong chiếc nhẫn, ấy là ma huyết. Thứ này có cấp bậc khá cao, nếu may mắn dung hòa được nó thì đúng là may mắn đến quá đáng. Nói rằng chiếc nhẫn ma này nuốt mất tu vi của Triệu Bân thì không chính xác lắm, thứ thực sự nuốt tu vi của Triệu Bân là giọt ma huyết kia, chắc hẳn nguyên do đến từ chủ nhân của nó, công pháp vẫn còn tồn tại nên tự động cắn nuốt, mà nó nuốt tu vi chứ không nuốt chân nguyên hay tinh khí. Những thứ này không quan trọng nữa. Quan trọng là Triệu Bân sắp nghênh đón một vận may mới. Đi đâu rồi? Triệu Bân vẫn đang tìm. Một tầng tu vi đang yên đang lành, sao tự dưng mất được chứ? Này! Phượng Vũ đột nhiên lên tiếng. Tiếc rằng lời nhắc nhở của cô ta vẫn bị chậm, Triệu Bân đang đắm chìm trong cảm xúc đâm thẳng vào một tảng đá lớn, ầm một tiếng, đất đã vỡ vụn. Đá vụn rơi lả tả. Không thấy Triệu Bân đứng dậy, hình như hắn đơ luôn rồi, cứ ngồi đó đờ đẫn. Quả thực, hắn đang suy nghĩ miên man. Một tầng tu vi không thể nào vô duyên vô cớ biến mất được. Một lát sau, hắn mới giơ tay trái lên, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ma, nhìn nó chằm chằm. Hắn đã tìm ra được căn nguyên, chính chiếc nhẫn này hút mất tu vi của hắn. Nhẫn gì mà kỳ lạ ghê. Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Vũ nheo lại, cô ta đã ngửi thấy mùi của ma từ chiếc nhẫn kia. Trả lại đây. Triệu Bân buột miệng chửi thề. Tu vi đó hắn vất vả tích lũy được, ai cho nó đòi nuốt là nuốt luôn. Qua một lúc lâu, chiếc nhẫn không có phản ứng gì. Bất đắc dĩ, Triệu Bân nhìn về phía Nguyệt Thần, ánh mắt nói thay cho tất cả. Nuốt thì nuốt, tu luyện lại thôi. Câu trả lời của Nguyệt Thần vẫn tùy ý như thường. Triệu Bân sa sầm mặt mũi, cô nàng này đúng là không đứng từ góc độ của hắn nên nói sao cũng được. Đợi hôm nào mưa to gió lớn, bổn thần sẽ dạy ngươi cướp lấy vận may. Ban nãy không làm ngươi sợ chứ? Triệu Bân an ủi chiếc nhẫn ma, dùng tay áo lau qua lau lại. Tốc độ trở mặt của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ tẩu thoát, có thể nghe ra được ý tứ trong câu nói của Nguyệt Thần. Cái gọi là cướp vận may, đương nhiên là cướp từ chiếc nhẫn ma này. Nó nuốt mất một tầng tu vi của hắn, kiểu gì cũng phải đòi về tí tiền lãi. Đến cả Nguyệt Thần cũng phải nói là vận may, vậy thì chắc chắn không phải thứ mà một tầng tu vi có thể bì được. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn tên kia, ban nãy mắng nó hết lời cơ mà. Nguyệt Thần còn thế chứ nói gì đến Phượng Vũ, ánh mắt cô ta nhìn Triệu Bân hơi kỳ lạ, cứ cảm giác tên này bị đa nhân cách, có lẽ vì khả năng diễn xuất quá tài tình.
oa oa. Cách đó không xa vang lên tiếng khóc của trẻ con. Một nhóm nạn dân, cũng không biết gặp phải cướp bóc hay vì quá đói khổ mà rồng rắn kéo nhau đi, tiếng hô hào, tiếng trẻ con khóc, tiếng gia súc cắn xé nhau. Rất ồn ào. Cảnh tượng này, họ đã gặp rất nhiều lần suốt dọc đường đi. Và lại, khi đi ngang qua không ít khu rừng, bên trong cũng cực kỳ nhếch nhác. Mùi máu tanh. Phượng Vũ khẽ nói, là một võ tu hệ cảm giác nên khứu giác của cô ta rất mẫn cảm. Dọc đường, càng đi về phía đông, cô ta càng ngày càng cảm nhận được mùi máu thoảng qua. Ngoài ra, hình như còn có tiếng chém giết. Uỳnh, uỳnh đùng đùng. Nền đất rung chuyển khiến Triệu Bân và Phượng Vũ phải ngoái đầu nhìn. Đập vào mắt là khói bụi mịt mùng, thiên quân vạn mã đang lao về phía này. Quân đội. Phượng Vũ khẽ lầm bầm. Triệu Bân đứng dậy, dùng hết thị lực của thiên nhãn để trông về phía xa, có thể nhìn thấy một đám mây đen thui đang ùn ùn kéo tới, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ biết đó là một đoàn tọa kỵ biết bay, không phải một hai con, mà là cả một vùng. Đúng là quân đội rồi. Bên dưới là lục quân, bên trên là không quân. Chúng từ hàng vạn dặm xa đánh tới, nhanh như sấm chớp. Mau, tránh ra. Một ông lão cưỡi trâu quát ầm lên. Không cần ông ta phải nói, những người chạy nạn, bao gồm cả Triệu Bân và Phượng Vũ đều tránh đường. Thiên quân vạn mã lao vun vút, nếu dám ngăn cản, sẽ bị dẫm đạp đến thịt nát xương tan. Yên Thiên Phong. Đôi mắt của Triệu Bân rất hữu dụng. Từ rất xa đã nhìn thấy thành chủ thành Thanh Phong, ông ta mặc áo giáp, ngồi trên lưng ngựa chiến đầy uy phong, phóng đi như một tia sáng, chiếc áo choàng màu đỏ máu tung bay trong gió. Bên cạnh Yên Thiên Phong còn có Thanh Giao, cô ấy đã cột mái tóc dài lên và cũng mặc áo giáp trên người, trông giống như một nữ tướng quân, uy phong lẫm liệt, toát lên vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Theo sau lưng họ có đến 5.000 người. Không cần hỏi cũng biết nửa quân số của thành Thanh Phong đã là cấp huyền dương, cấp địa tạng cũng không thiếu, mặt mày ai nấy cũng nghiêm túc, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Soạt! Ngựa chiến của Yên Thiên Phong chạy nhanh nhất. Ông ta lao đến nhanh như một chiếc cầu vồng vụt qua. Theo sau ông ta là Thanh Giao. Lúc đi ngang qua Triệu Bân và Phượng Vũ, cô ấy còn liếc mắt một cái. Cô ấy không có ấn tượng gì với Phượng Vũ nhưng khi nhìn đôi mắt đó của Triệu Bân thì đôi mày đẹp đã bất giác hơi trao lại, dường như cô ấy từng nhìn thấy cặp mắt này ở đâu đó rồi. Có điều, chắc vì tình hình đang cấp bách nên cô ấy đã lập tức thu ánh nhìn lại rồi chạy vút đi như một cơn gió. Mấy ngày không gặp. Không ngờ đã thăng cấp lên cảnh giới huyền dương rồi. Triệu Bân lẩm bẩm, Thanh Giao không nhận ra hắn nhưng hắn thì lại nhìn ra được tu vi của Thanh Giao, còn có Yên Thanh Phong nữa, ở lần gặp trước, ông ta đang ở cấp huyền dương, giờ cũng đã tăng cấp rồi. Mau, mau, mau lên nào. Tiếng hô hào phía sau Yên Thiên Phong và Thanh Giao liên tục vang lên. Đại quân 5.000 người lao đi như một trận cuồng phong đang gào thét. Tiếng vó ngựa dồn dập khiến mặt đất như muốn rung chuyển, ngoài sát khí thì cũng chỉ có sát khí mà thôi, nó khiến Triệu Bân và Phượng Vũ đều phải liên tục lùi về sau, có vài loại sát khí chỉ có ở chiến trường mới có thể tôi luyện ra được mà thôi. Không quân cũng đã đến. Đó là những con diều hâu đang gào lên. Dẫn đầu là thành chủ Dương Hùng của thành Vong Cổ, lão ta cũng mặc áo giáp giống như Yên Thiên Phong, ngồi trên lưng diều hâu như một tấm bia đá, ánh mắt rực lửa. Vẻ mặt nghiêm trang. Phù. Không quân cũng có 5.000 người. Nhìn những con diều hâu xếp thành hàng, giống hệt như một tấm màn đen. Có chiến tranh sao? Triệu Bân nhíu mày, lẩm bẩm một mình. Hai thành hợp lại là tròn 10.000 quân, từ khi bước chân vào võ đạo, đây là trận thế lớn nhất mà hắn từng nhìn thấy, thành thế lớn như vậy thì không thể nào là đi bắt mấy tên trộm vặt được. Hơn nữa, cũng sẽ không đem cờ chiến của đại hạ ra. Tất cả những điều đó đủ để chứng minh một chuyện, đó là biên cương đang cầu cứu gấp. Theo như hắn đoán, không chỉ thành Vong Cổ và thành Thanh Phong mà thành Thương Lang, thành Xích Dương, cũng như thành cổ ở gần đó chắc cũng đều đang hướng về biên cương để chi viện. Hèn gì lại có mùi máu tanh? Hèn gì có tiếng hét đòi giết? Hèn gì lại có nhiều người chạy nạn như thế? Làm gì có trộm cướp? Rõ ràng là Vương Triều Đại Nguyên đang đến xâm lăng. Đi thôi. Triệu Bân triệu hồi đại bằng. Bay lên cao hơn thì mới có thể nhìn xa hơn.
Phượng Vũ cũng theo cùng. Đại bằng sải cánh, vút qua hư không như một tia sáng màu đen. Phải thay áo mới cho ngươi được. Triệu Bân lấy mực ra, nhuộm đại bằng cánh vàng đen như than thành một con chim lông tạp nham màu tím, tiện thể còn dán hai tấm bùa tốc hành lên. Biên quan cầu cứu. Mặt Phượng Vũ tái nhợt đi. Biến cố đến bất ngờ khiến cô ta có một linh cảm cực kỳ xấu. Triệu Bân thì nhìn xuống dưới suốt dọc đường. Bên dưới có rất nhiều dân tị nạn, những thôn làng mà họ đi ngang qua cũng không còn thôn dân nào, thỉnh thoảng có vài ba bóng người, nhưng đều là những người lớn tuổi, vì già rồi, đi không nổi nữa nên dù có chết, họ cũng muốn chết trong nhà mình, như vậy thì cũng xem như lá rụng về cội. Nghiêm trọng đến vậy sao? Triệu Bân không nhìn nữa mà đưa mắt nhìn về phía đông. Chỗ này còn cách biên quan mấy trăm mét mà đã bắt đầu chạy nạn rồi sao? Lẽ nào Vương Triều Đại Nguyên đã công phá biên quan rồi sao? Nếu thật là như vậy thì thật sự rất đáng sợ. Biên giới của Đại Hạ có vạn lý trường thành, Vương Triều Đại Nguyên đã huy động bao nhiêu binh lực, thật sự muốn một mạch. Nuốt chửng toàn bộ Long Triều Đại Hạ sao? Nhưng hắn không hiểu. Từ khi lập quốc đến nay, Đại Nguyên và Đại Hạ chưa từng đánh nhau. Nguyên nhân là do thực lực của hai nước ngang nhau, lãnh thổ cũng rộng lớn như nhau, đều có cao thủ cấp thiên võ chấn giữ, nếu như không phải liên quan đến lợi ích căn cơ thì hai nước cũng sẽ không tùy tiện hai chiến với nhau. Chỉ trong nửa ngày, Triệu Bân đã đổi mười mấy tấm bùa tốc hành. Cũng không biết đến lúc nào, hắn đã nhìn thấy một thành cổ nằm giữa hai ngọn núi, tường thành nguy nga, phòng thủ nghiêm ngặt, hai con sư tử đá cực lớn, to đến 10 trượng, rất nổi bật. Nổi bật hơn nữa là tấm biển trên tường thành có hai chữ khá có tính răn đe. Đấy là khổ lao, là nơi giam cầm trọng phạm. Thường ngày khổ lao luôn đóng chặt cửa thành, nhằm tránh tội phạm bỏ trốn. Nhưng hôm nay cổng thành của khổ lao lại mở rộng và cũng chẳng thấy thị vệ nào tuần tra. Dường như chỉ là một tòa thành trống không. Thực tế chứng minh, nó thật sự là một tòa thành rỗng, đại bằng nhẹ nhàng lướt qua tường thành. Nếu như là ngày thường, e là chưa kịp tiến lại gần thì đã bị cung tên bắn rơi rồi. Người đâu rồi? Triệu Bân và Phượng Vũ đều hướng mắt nhìn xuống. Nhà tù này cũng giống như những thôn làng mà họ đã nhìn thấy trước đó, không thấy người đâu, không có tội phạm cũng không thấy thị vệ canh gác ở đâu, khắp nơi đều đổ nát. Soạt. Lúc hai người họ đến, có một bóng người đang vác túi, chạy từ trong một lầu cao ra, nhìn ngang liếc dọc, trông có vẻ là một tên trộm vừa mới ăn cắp tài sản. Đại bằng từ trên trời hạ xuống. Triệu Bân thi triển chú định thân, lập tức bắt tên trộm lại. Tội phạm trong khổ lao đi đâu hết rồi? 9 ngày trước đã bị đưa đến biên quan rồi. Mặt tên trộm tái xanh, mồ hôi lạnh chảy dài, không biết người này từ đâu chui ra. Biên quan hả? Mặt Phượng Vũ còn tái hơn cả tên trộm. Biên quan cầu cứu khẩn cấp, đưa đến biên quan là để đánh trận chứ gì nữa. Khó xử quá. Triệu Bân thầm ho gượng một tiếng trong lòng. Tốn công tốn sức làm huyền bào tị thế, trang bị đầy đủ, đến cuối cùng thì lại là một tòa thành trống không, có ai đâu mà lừa. Sớm biết tình hình thế này thì đêm đó đã đánh vào rồi, mạng người quan trọng. Để chậm trễ như thế. Quạc. Đại bằng hét lên, phóng về phía biên quan. Lúc ra khỏi thành, Triệu Bân còn quay đầu nhìn lại khổ lao kia. Bây giờ hắn cũng đã hiểu được ý nghĩa tồn tại của nhà tù này rồi. Nó nằm cách biên giới của hai nước gần như thế tất nhiên là có lý do của nó, đó là để khi có chiến tranh thì sẽ dễ chuyển tội phạm ra chiến trường, phần lớn đều sẽ dùng biện pháp đặc biệt khống chế, buộc họ làm cảm tử quân, nói dễ nghe thì là lập công chuộc tội, nhưng thực tế chỉ là vật hy sinh. Lợi dụng những kẻ đã vô dụng. Lập trường của kẻ thống trị chính là để cho họ chết một cách có giá trị. Nhưng những trọng phạm bị giam giữ trong khổ lao lại không phải toàn những kẻ thật sự có tội. Chẳng hạn như huynh trưởng của Phượng Vũ. Hắn ta đã từng là một người lính, từng ra chiến trường bảo vệ tổ quốc, không đáng bị trách tội. Nhưng, khi ra trận từ trong khổ lao thì ý nghĩa lại khác, dù có chết vì tổ quốc thì hắn ta cũng không thể nào xóa bỏ được tội danh trước đây. Dù có hy sinh thì hắn ta vẫn phải mang thân phận tù nhân, không có ai nhớ đến. Trên sổ ghi công của Đại Hạ cũng sẽ không có tên hắn, ngược lại. Tên của hắn vẫn bị gắn với cái danh là tội phạm.
hắn ta chỉ là một trong số đó. Trời mới biết trong số những trọng phạm của khổ lao, có bao nhiêu người bị hàm oan. Người tốt ắt có trời phù hộ. Triệu Bân nói với Phượng Vũ, cô gái đứng bên cạnh hắn lại trầm mặc đến đáng sợ, cơ thể nhỏ nhắn không kiềm được mà run lên, cuối cùng thì linh cảm không tốt cũng đã ứng nghiệm. Triệu Bân không nói thêm gì, chỉ hít một hơi thật mạnh. Công bằng mà nói thì cứu người ở chiến trường khó hơn nhiều so với cứu người từ chốn lao ngục nhiều. Trước tiên phải biết huynh trưởng của Phượng Vũ ở đâu, hiện hai nước đã đánh nhau, hơn nữa, thanh thế còn lớn đến vậy, không dễ gì mà tìm được người. Nếu đã là chiến tranh thì mỗi giây mỗi phút đều sẽ có người chết, chậm trễ thêm một giây thì có khả năng họ chỉ tìm thấy xác của hắn ta. Càng chưa nói đến việc bị lôi ra chiến trường để làm vật hy sinh. Nếu vậy thì khả năng sống sót gần như bằng không. Giết! Càng về gần phía đông thì tiếng hét chém giết càng rõ hơn. Triệu Bân đứng nghiêm nghị, cố hết sức nhìn về phía xa, màn đêm đã buông xuống rồi, thứ mà hắn có thể nhìn thấy chỉ là ánh lửa rực sáng cả bầu trời, cũng như khói đỏ ngùn ngụt, nhưng hắn không biết liệu cảnh giới thiên võ tham gia chiến đấu hay không. Vù, vù! Gió mạnh gào thét, bầu trời không ngừng xuất hiện cầu vồng. Đó là những tòa kỵ, có quân đội, có tán tu và cả người của Thiên Tông. Hắn nhìn thấy lão huyền đạo và lão mập và cả thằng nhóc tóc tím cũng có mặt trong số đó. Hắn nhìn xuống mặt đất thì thấy ngựa chiến đang phóng nhanh. Giống như những gì Triệu Bân dự đoán, thành cổ cách đó không xa đã phái quân đội đến, hắn có thể nhìn thấy Hán Diễm và cả thành chủ thành Xích Dương nhưng lại không thấy con trai cưng của hai người họ đâu. Về điểm này thì phải nói tư tưởng giác ngộ của bọn họ đã kém hơn thành chủ thành Thanh Phong rồi. Ít ra thì Thanh Giao cũng đã ra trận. Cha anh dũng thì con cũng không kém cạnh, phụ nữ cũng không thua kém gì đàn ông. Quạc! Đại bằng rít lớn giữa hư không. Nó quay về lại linh giới, Triệu Bân và Phượng Vũ thì dùng bùa tốc hành. Trong lúc đó, Phượng Vũ đã không ngừng nhìn Triệu Bân, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Đương nhiên Triệu Bân cũng hiểu được ý của cô ta, đối phương muốn hắn thi triển ra khí thế thiên võ sau khi đến chiến trường, nếu như có cảnh giới thiên võ tham chiến thì chắc đến 8 phần là hai nước sẽ tạm ngưng chiến, như thế thì cô ta cứ tìm từng người một là được rồi. Nếu như thuận lợi, chỉ cần một câu nói của Triệu Bân thôi là anh trai của cô ta sẽ được đưa đến trước mặt ngay. Triệu Bân không trả lời. Chắc là cô gái này đã quá lo lắng nên đã hấp tấp. Vì vậy đã đánh mất sự tỉnh táo nên có. Đây là chiến trường, binh lực mà hai nước huy động chắc chắn không dưới trăm mấy ngàn người, trăm mấy ngàn võ tu, trong đó có hơn một nửa là cấp huyền dương, cấp địa tạng và chuẩn thiên. Thậm chí là cấp thiên võ cũng không thiếu. Trong cục diện như thế, muốn tạo ra khí thế thiên võ giả. Không dễ chút nào. Lỡ như bên địch có người sở hữu thiên nhãn, nhìn ra được thân phận của hắn thì đến lúc đó, đừng nói gì đến cứu người. Chỉ với một trưởng của người ta thôi, đến xác hắn cũng chẳng còn ấy chứ. Từ lúc biên quan cầu cứu khẩn cấp thì sự việc đã không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa rồi. Ta sẽ cố hết sức. Một lúc lâu sau, Triệu Bân mới đáp lại một câu, sau đó nhét cho Phượng Vũ một lúc bùa chú, có bùa để chạy trốn, bùa để bảo vệ và cả bùa chiến đấu. Lát nữa, một khi vào chiến trường thì họ sẽ phải lượn lờ trước quỷ môn quan rồi. Đừng nói là hai người họ. Dù là địa tạng đỉnh cao như lão mập thì cũng khó mà giữ được tính mạng. Cảm ơn. Phượng Vũ cảm ơn rồi tăng tốc. Triệu Bân cũng không chần chờ, hơn nữa, tinh thần chiến đấu của hắn cũng đang sôi sục. Ai ai cũng có trách nhiệm với sự tồn vong của quốc gia. Hắn cũng là con dân của đại hạ, ân oán cá nhân để sang một bên đã, cùng nhau chống lại kẻ thù chung mới là chuyện mà họ nên làm. Hắn chạy đến chiến trường không chỉ để tìm người mà còn là để chi viện cho biên quan. Hai người họ dừng lại trên một ngọn đồi. Nhìn về phía xa thì thấy bên dưới là một vùng tối đen như mực, một bên là đại hạ, một bên là đại nguyên, những chiến xa cổ, những con ngựa chiến hí vang, các loại tọa kỵ trên mặt đất chạy tới chạy lui, cũng không biết đã chiến đấu bao lâu rồi. Cùng với tiếng trống chiến đấu và tiếng hô khẩu hiệu, tướng đánh với tướng, lính đánh với lính. Trên chiến trường đẫm máu, họ đã chiến đấu với nhau vô cùng ác liệt. Mặt đất đánh nhau thì trên không cũng đánh nhau. Đại hạ có không quân thì đại nguyên cũng có, ưng ngống, huyết điêu, huyết ưng, vân hạc. Miễn là tòa kỵ biết bay có tên gọi thì đều có mặt hết,
mỗi một giây đều có tòa kỵ rơi xuống và cũng có tòa kỵ phóng từ dưới đất lên. Trong cuộc đại chiến ác liệt, mạng người như cỏ rác, máu tươi nhuộm đỏ cả trời đất. Hiện trường đánh hội đồng quy mô lớn sao? Giây phút này, đừng nói đến Phượng Vũ, dù là Triệu Bân thì sắc mặt cũng tái nhợt, đúng là hắn đã từng giết người nhưng hắn cũng không chịu nổi quy mô và sát khí này, đến cả tiếng hét chém giết cũng khiến tim hắn run lên. Nếu không thì sao lại nói, người từng ra chiến trường đều là người tàn nhẫn. Người có thể sống sót về từ chiến trận thì càng tàn nhẫn hơn. Đây đâu phải là đánh nhau, rõ ràng là một trận đồ sát mà. Có thiên nhãn, Nguyệt Thần nhắc nhở. Chỉ sợ Triệu Bân bốc đồng, bộc phát khí thế thiên võ để đi hù dọa người khác. Thanh thế rầm rộ như vậy, binh lực của hai nước nhiều như thế, e là dù cho có cấp thiên võ đến, cao thủ này cũng chưa chắc kiểm soát được cục diện. Sức của một người dù có mạnh đến đâu thì cũng khó mà địch lại thiên binh vạn mã, vua Âm Nguyệt cái thế năm xưa chính là ví dụ chân thật nhất. Biết rồi. Triệu Bân rút kiếm Long Uyên ra. Phượng Vũ không nói gì, cô ta đã không thể kiềm được, đi xuống đồi. Triệu Bân lập tức đi theo. Vượt trước bọn họ còn có quân chi viện của Đại Hạ ở vùng ven, cả một đoàn lớn hô hào, công đánh từ trong rừng ra ngoài. Ngoài bọn họ ra còn có rất nhiều tòa kỵ đã vượt qua đỉnh núi, chi viện cho không quân của Đại Hạ. Hừ! Triệu Bân vào chiến trường thì hừ lên một tiếng khó chịu. Lần đầu tiên ra chiến trường, hắn cảm thấy bị chấn động, đến chân cũng đứng không vững, không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, đập vào mắt là những bóng người đang chiến đấu, màu máu che khuất hết tầm nhìn, đến cả thiên nhãn cũng không nhìn thấu được, vì sát khí quá dày đặc nên đã khiến thị lực yếu đi. Phượng Vũ đứng bên cạnh cũng không tốt hơn là mấy, sắc mặt cô ta trắng bệch. Cẩn thận xạ thủ. Không biết ai đó đã hét lên. Triệu Bân bất giác ngước mắt lên thì thấy rất nhiều ánh sáng đen rơi từ trên trời xuống, nói chính xác hơn thì đó là những cây giáo được bắn ra. Cây nào cây nấy đều được bọc đầy bùa nổ, vút qua bầu trời, bắn đi rất xa, bắn vào quân chi viện. Tránh ra. Có binh sĩ lão luyện hét lên vì biết thứ đó rất đáng sợ. Cần gì hắn ta nói, quân chi viện đến sau của Đại Hạ, bao gồm cả Triệu Bân và Phượng Vũ đều trốn đi thật xa, sự nguy hiểm của xạ thủ Đại Nguyên nổi tiếng gần xa, họ đã sớm nghe nói đến. Cung tên rơi xuống dập trời như mưa, cắm nghiêng trên mặt đất, sau đó thì nối tiếp nhau nổ tung, mang theo lôi quang, trong mỗi lá bùa nổ còn giấu kim độc, ngoài ra còn có khói độc đáng sợ nữa. Học, Triệu Bân hộc máu, hắn bị nổ bay ra xa. Lúc bò dậy thì đối mặt với một đống kim châm bay đến dày đặc như lông trâu. Ọc, ọc, huyết quang bắn khắp nơi, quân chi viện của Đại Hạ ngã xuống như dạ, người bị nổ bay khắp nơi. Những người không tránh kịp, dù cho là cảnh giới huyền dương đỉnh cao thì bị cũng thương nặng, tu vi bị suy yếu, bị nổ đến tàn phế, tay chân nứt ra văng khắp chiến trường. Người thê thảm hơn thì đến xác cũng không giữ được, bị nổ thành một luồng khói máu, những người có thể đứng dậy được đều đứng tại chỗ lảo đảo. Tất cả đều bị chấn động. Cũng có không ít người bị chúng kim độc bắn ra sau khi bùa phát nổ. Sau cú tấn công đó mà có thể sống sót thì đã xem như mạng lớn rồi. Nỏ lợi hại thật. Triệu Bân quỳ một chân dưới đất, lắc mạnh đầu, miệng ho ra máu dữ dội, tai cứ ù ù, có thứ đó ở đây thì dù cao thủ địa tạng đỉnh cao đến, người đó cũng không dễ xử. Nếu như số lượng đủ nhiều thì đến cảnh giới chuẩn thiên cũng có thể bị nổ chết. Vì cấp của loại bùa nổ này thật sự cao đến mức đáng sợ, giống như lúc nãy, hắn đã tận mắt nhìn thấy một tiền bối cấp. Địa tạng bị cây giáo đâm thủng rồi bị nổ banh xác. Còn có số phi kim có độc đó nữa, cũng rất tàn nhẫn. Bởi vậy mới nói, Vương Triều Đại Nguyên thật sự rất có thực lực, tạo ra được loại cung tên bá đạo như thế thì phải tiêu tốn không ít chi phí, uy lực cung tên cỡ đó thật sự rất hữu dụng. Nhưng Đại Hạ cũng không kém. Đại Hạ cũng có cung tên mạnh. Ở trên các đỉnh núi, hàng vạn mũi tên đã được bắn ra, uy lực cũng rất khủng khiếp. Đại Hạ bị bắn, nổ thê thảm thế nào thì Đại Nguyên cũng thê thảm như thế đó, mỗi mũi tên nổ tung thì tiền cũng theo đó mà biến mất. Tu luyện tốn kém, đánh trận còn tốn kém hơn. Nếu như là nước nhỏ thì sẽ không thể gánh nổi mức chi phí đó, không phải họ không muốn đánh trận mà là đánh không nổi, không phải nước nào cũng có thể làm theo điều mình muốn như Đại Hạ và Đại Nguyên là so xem ai có nhiều cung tên mạnh hơn, chẳng qua là hai bên đọ nguồn lực của nước nào dồi dào hơn thôi. Phượng Vũ.
lúc đầu óc tỉnh táo lại thì Triệu Bân mới gọi cô ta. Trước đó, khi tên nổ loạn xạ thì không biết cô ta đã bị nổ văng đến đâu rồi. Giết! Tiếng hét vang lên, quân địch bên đại nguyên xông lên đông nghịt, tất cả đều cưỡi sói xám, cầm đao cán dài trên tay, vừa tấn công vừa múa đao. Các tướng sĩ của đại hạ lần lượt bị chém ngã xuống những vũng máu hết người này đến người khác. Chắc đây là một loại chiến thuật. Mở đường bằng cung tên và một vụ nổ điên cuồng, sau đó các kỵ binh cưỡi sói xám mới đến thu chiến lợi phẩm. Số quân chi viện của đại hạ bị nổ văng vẫn còn choáng váng à. Đầu óc quay cuồng, phần lớn đều đứng không vững vì không phải ai trong số họ cũng có võ hồn. Đến đây! Triệu Bân hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi nhào đến như một bóng ma. Một tên cảnh giới chân linh còn con, không biết tự lượng sức mà. Kỵ binh cưỡi sói xám cười lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, người xông lên trước đã vung đao. Võ tu cấp chân linh như thế này, hắn ta có thể dùng một đao chém chết 10 tên. Keng, keng. Hắn ta vẫn chưa chém đao xuống thì đã có mười mấy cây phi đao bay đến. Trên mỗi cây phi đao đều có treo 2-3 lá bùa lôi quang, và đã nổ tung. Ứ! Kỵ binh cưỡi sói xám bị quáng, hai mắt tối sầm. Chính vào lúc này, Triệu Bân đã nhanh chân đánh vào trận địch. Hắn ngồi xổm, cắm thẳng kiếm Long Uyên xuống đất, khởi động thiên lôi trận. Hiện trường chiến tranh quy mô lớn mà, đây là tuyệt chiêu hiệu quả nhất. Trong phạm vi trăm trượng chung quanh, những lưỡi dao sấm sét dày đặc phóng từ dưới đất lên, tấn công tất cả bọn họ, những ai nằm trong phạm vi đó đều bị trúng đòn. Ọc, ọc. Cảnh tượng sau đó vô cùng đẫm máu. Vừa mới bị quáng mắt, vẫn chưa kịp bình tĩnh lại thì kỵ binh đã đối mặt với thiên lôi trận. Tất cả những người trong phạm vi 100 trượng đều trở thành bia sống, dù là sói xám cấp huyền dương thì cũng không chịu nổi, còn kẻ cảnh giới chân linh thì bị đứt thành 8 khúc ngay. Chủ nhân của sói xám cũng vậy. Những người cấp chân linh, không ai có thể chống đỡ nổi thiên lôi trận. Chiêu đó của Triệu Bân đã khiến các kỵ binh sói xám trở tay không kịp. Nhóc con, đánh hay lắm. Tiếng cười vang lên dần dần, quân chi viện đến sau của đại hạ ập đến như sóng biển, hừng hực đánh với kỵ binh sói xám, có không ít nhân vật thần thông, một chiêu thủy độn tạo sóng thì cũng có thể đánh ngã được một đám, đối phương cũng có người tài, lính đánh với lính, tướng đánh với tướng. Nổ à, ta cho ngươi nổ này. Lối đánh của Triệu Bân cũng rất loạn. Không biết hắn nhặt đâu được một cây giáo, chui xuống dưới lòng đất, nhìn thấy quân đại nguyên thì đâm cho chết. Cứ nhằm đúng vào đầu mà đâm, rất nhiều người đang đi, chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị đâm một lỗ máu me đầm đìa. Bất kể chiến tích thế nào thì hắn cũng lấy đủ vốn rồi. Quân địch không ngốc, bọn họ đã nhanh chóng cho người tóm cổ hắn ra. Đó là một người đàn ông dũng mãnh để râu quai nón của vương triều đại nguyên, có tu vi cấp huyền dương, gã cầm một cặp búa vàng. Không có chiến thuật gì mà chỉ vung bên trái rồi đập bên phải suốt dọc đường khiến các tướng sĩ của đại hạ bay ra khắp nơi, máu tươi nhuốm đầy áo giáp và cơ thể gã. Người biết thì biết gã là người, người không biết còn tưởng đây là ma thần đến từ địa ngục nữa. Nhìn thế nào thì tên đó cũng dũng mãnh đến mức vạn người không địch nổi. Triệu Bân ho ra máu, hắn đã bị chấn động đến phải ra khỏi đất. Hắn vẫn chưa kịp đứng vững thì người đàn ông dũng mãnh râu quai nón đã đánh đến. Gã vung một búa tới, sức lực cực mạnh, đó là võ tu chuyên tu luyện sức mạnh cơ thể, cũng là võ tu sức mạnh mạnh nhất mà Triệu Bân từng gặp. Nếu như đã là kiểu sức mạnh thì đương nhiên là hắn sẽ không đối đầu trực diện với gã. Triệu Bân độn thổ rồi lại nhanh tay tấn công, hắn né cây búa lớn, chồm người về trước rồi không nói thêm gì mà dùng ngay hổ gầm long ngâm khiến người đàn ông dũng mãnh kia tối sầm hai mắt. Quỷ mới biết tại sao một tên cấp chân linh này mà lại có sóng âm mạnh đến như thế. Kẻ xâm lược, đến đây rồi thì đừng mong chạy thoát. Triệu Bân hét lên đanh thép, đâm dao găm vào mắt trái của người đàn ông dũng mãnh. A! Tiếng hét thảm thiết của người đàn ông vang lên rất chói tai, gã cố gắng làm Triệu Bân ngã. Nhưng vẫn chưa kết thúc, mặc dù Triệu Bân đã bị chấn đến ngã nhào nhưng tấm bùa nổ treo trên dao găm lại đột ngột phát nổ. Mặc dù bùa nổ khó có thể phá được phòng ngự của cao thủ huyền dương nhưng tác dụng cũng phụ thuộc vào việc dùng như thế nào nữa, nổ ở vị trí đó thì uy lực vẫn rất mạnh. Nhưng hắn đã xem thường sức mạnh cơ thể của người đàn ông dũng mãnh.
dù nửa khuôn mặt đã bị nổ đến máu me bê bết nhưng tên đó vẫn không ngã xuống. Vẫn chưa chịu ngã à? Triệu Bân dùng bước phong thần, quay lại như tia chớp để phản kích, biểu tượng kỳ lân trên tay trái hiện lên, bộc phát ra sức mạnh bá đạo. Hắn tung một đấm khiến người đàn ông dũng mãnh ngã nhào, bây giờ khuôn mặt gã đã biến dạng. Gã vẫn chưa kịp thở thì đã bị Triệu Bân đã tóm lấy cổ chân, túm lên theo một đường cong tuyệt đẹp rồi đập mạnh xuống đất thành ra một cái hố hình người. Người đàn ông mạnh mẽ phun ra một ngụm máu cao đến hơn một trượng. Nào, ai cho hắn ta thêm một nhát nữa nào? Triệu Bân hét lớn, kết hợp sức mạnh của hông, đùi và chân, ném người đàn ông dũng mãnh lên không trung. Để ta! Bốn bề đều vang lên tiếng hét lớn, rất nhiều luồng sáng phóng lên trời. Từng cây giáo phóng tới, người đàn ông dũng mãnh chưa rơi xuống đất thì bị đâm thủng như một cái rổ, đã nói đâm thêm một nhát, mà thế này thì phải đến mấy chục nhát, chết rất thê thảm. Búa tốt! Triệu Bân nhanh chân, độn thổ đến chỗ của gã. Trước khi đi, hắn đã lấy hai cây búa vàng lớn của người đàn ông dũng mãnh. Có từng nhìn thấy trọng phạm khổ lao không? Hắn len lỏi vào trong đám đông như một ánh sáng màu đen, đi đến đâu giết đến đó, khi gặp phải võ tu cảnh giới cao thì tự giác né ra, gặp phải tướng sĩ của đại hạ thì tiện mồm hỏi thăm. Đáp án có được giống nhau đến bất ngờ không biết. Bọn ta đến đánh giặc, chắc không phải ngươi đến để tìm người đấy chứ. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trận vang lên khắp nơi, ở Đại Hạ và cả Đại Nguyên. Bức tường biên giới đã bị phá vỡ, quân địch không ngừng lao tới, không một ai biết Đại Nguyên đã triển khai bao nhiêu binh lực, cũng không có ai biết rằng, rốt cuộc vì điều gì, khiến vương triều Đại Nguyên trở nên điên cuồng, thế tiến công như cuồng phong bão táp. Hoàng triều Đại Hạ cũng không phải không có ai. Quân tiếp viện cho biên quan nhiều vô số kể. Quân đội hai nước chiến đấu dữ dội trên thương nguyên. Vèo, vèo. Thân pháp của Triệu Bân tuyệt thế, lướt qua đám người như một bóng ma, hắn lướt đến đâu, nơi đó có người ngã xuống, tất nhiên phần lớn đều là võ tu cảnh giới chân linh, binh sĩ đấu với binh sĩ, tướng quân đấu với tướng quân, hắn cũng không ngu ngốc đến mức đi đánh nhau với cảnh giới địa tang. Đã là chiến tranh thì sẽ có thương vong. Hắn cũng không phải ngoại lệ, trên người hắn đầy những vết xước rướm máu. Khắp người đều là màu đỏ. Trên chiến trường đều là như thế, cao thì là tướng soái, thấp là tiểu binh, ai cũng chém giết đỏ mắt, không biết bao nhiêu người đã ngã vào vũng máu, cũng không biết bao nhiêu người đã liều chết để tấn công. Có biết trọng phạm khổ lao ở đâu không? Câu hỏi của Triệu Bân vẫn vậy, đi đến đâu hỏi đến đó, nhưng lại chưa có ai biết. Đúng như hắn đã nghĩ trước đây, cứu người trên chiến trường còn khó khăn hơn cứu người từ lao ngục. Không biết người đó ở đâu. Không thấy Phượng Vũ, cũng không tìm thấy huynh trưởng của cô ta, hắn cũng không dám chắc hai người này còn sống hay không, đi đến đâu cũng chỉ thấy hỗn loạn. Có bảo bối. Chém giết nhau đến một sườn đồi, Nguyệt Thần đột nhiên nói. Chiến trường có nhiều kẻ, nhiều người như vậy, luôn có người mang theo dị bảo. Phía đông nam, người mặc áo giáp màu đen. Ở trong ngực hắn có một viên linh châu màu tím. Cướp đi. Nguyệt Thần bình tĩnh nói, cô ta là một khán giả đáng tin, không có biểu cảm gì. Chiến tranh mà, cô ta đã thấy rất nhiều rồi, mười mấy vạn người giao chiến, chỉ có khoa chân múa tay. Vèo. Triệu Bân cầm Long Uyên trên tay, xông thẳng về phía đối phương. Người thanh niên mặc giáp đen có tu vi không tầm thường, là một cao thủ mạnh mẽ, từ cơ thể tên này luôn tuôn ra từng luồng xương đen như thể trong thân chứa độc vậy. Những người dính phải đều ngã xuống, tất cả đều là tướng sĩ cảnh giới chân linh, chỉ có trong vòng 3 giây đã chết bất đắc kỳ tử. Vậy mà vẫn có người không sợ chết. Gã ta nở nụ cười u ám, thè ra một cái lưỡi màu đỏ tươi, người xung quanh sợ hãi tránh né vội vàng nhưng chỉ có Triệu Bân là khác, chỉ có hắn vượt qua mọi trông ra xông thẳng về gã ta. Tú Nhi, có phải hắn không? Đúng. Nào. Tìm được đúng người. Sấm sét liền lóe lên trong mắt Triệu Bân. Người thanh niên mặc giáp đen nở nụ cười gian xảo, xương độc cuồn cuộn tràn ra từ cơ thể gã ta. Đó đúng là độc thể, dùng cơ thể dưỡng xương độc, tạo thành một cơ thể có huyết mạch đặc thù. Triệu Bân độn thổ, dùng pháp thuật đó để né tránh xương độc. Cút ra đây. Thanh niên mặc giáp đen đạp mạnh một cước, muốn ép Triệu Bân ra ngoài. Thế nhưng...
chân của gã ta còn chưa đáp xuống, mặt đất đã chấn động, những lưỡi dao sấm sét bắn ra, là Triệu Bân triển khai thiên lôi trận dưới lòng đất. Không khác gì một trận tiến đánh thảo phạt. Những ai trên mặt đất, đứng trong phạm vi 100 trượng đều sẽ trở thành cái bia sống. Một tên cảnh giới chân linh nhỏ bé thôi mà cũng biết khá nhiều đó. Người thanh niên mặc giáp đen lạnh lùng cười, cứng rắn chống lại lưỡi dao sấm sét, một cú giẫm xuống, mặt đất vang lên tiếng rầm, những lưỡi dao sấm sét phóng ra từ mặt đất bị chấn nát bấy. Triệu Bân linh hoạt, trước đó đã trốn thoát rồi. Sao thế, muốn chạy à? Người thanh niên kia lạnh lùng cười, một sợi xích sắt trong tay bay tán loạn giống như một con rắn điện, uốn lượn phóng về phía Triệu Bân, trên đó cũng thấm đầy kịch độc. Bùm! Triệu Bân ngay lập tức định thân, duỗi tay ra, không e dè mà nắm lấy dây xích sắt, dùng sức đánh bay thanh niên kia. Tên kia bị đánh đến nở người, từ khi gã ta lên chiến trường, Triệu Bân là người đầu tiên ở cảnh giới chân linh mà dám cầm lấy xích sắt của gã ta. Mà trên xích sắt còn nhuốm đầy kịch độc. Chính là vì không ngờ tới, mới trở tay không kịp rồi bị quăng như vậy. Người nào ở không trung trở thành một cái bia sống. Triệu Bân hành động nhanh như gió. Thu Long Uyên lại, thuận tay kéo theo một cây lang nha bổng, đây cũng là thứ hắn nhặt được trên chiến trường. Từng chiếc nanh sói trên đó tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, là một vũ khí đáng sợ, thích hợp nhất dùng để nện người. Phù! Gã mặc giáp đen gặp phải tai ương rồi, không ngờ gã ta lại bị thiếu chủ Triệu gia coi như. Quả bóng cháy, còn chưa rơi xuống đất là đã bị cây gậy đánh bay. Một ngụm máu tươi phun ra, gã ta đúng là độc thể, cũng là cảnh giới huyền dương. Nhưng khả năng chịu đòn không tốt, còn thiếu chút đạo hạnh, tiếng xương vỡ vang lên rõ mồn một. Tiếp tục nào. Triệu Bân hét to, khí huyết bốc lên. Gã mặc giáp đen vừa rơi xuống đất, Triệu Bân đã xông tới chém giết, một gậy giáng xuống, lang nha bổng ma sát với không khí phát ra tiếng vù vù, sức đủ mạnh, uy lực cũng tàn nhẫn, cây gậy nện lên thanh niên mặc giáp đen. Đập thành một đống thịt nát. Triệu Bân nhanh tay nhanh mắt lấy đi hạt châu màu tím, đúng là bảo bối. Nhưng thứ quý giá không phải hạt châu mà là những ký tự cổ được khắc trên đó, chính là độn giáp thiên tự, mà chữ cổ giống thế này thì. Trên thân kiếm Long Uyên cũng có khắc một cái. Xoẹt! Trong chớp mắt, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ xuất hiện trước mặt. Khi mở to mắt nhìn thì hóa ra là Xích Hiên. Chưa kịp suy nghĩ, Triệu Bân đã bước lên trước một bước, một trường quét ngang, rồi sau đó thuận tiện hóa giải ám kình trong cơ thể, đó chính là nội kình cực kỳ bá đạo. Ngươi và ta đúng là có duyên thật. Triệu Bân nói, truyền một luồng chân nguyên vào cơ thể Xích Hiên. Không ngờ, người cũng tới. Xích Hiên cười một cách mệt mỏi, lao đảo một chút rồi mới đứng vững. Trách nhiệm của mọi người là bảo vệ đất nước mà. Triệu Bân lại cầm Long Uyên lên, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông cao lớn vạm vỡ ở đằng xa, cánh tay của gã trần trụi, mái tóc rối bù, thân hình hùng dũng, cao hơn 2 thước. Trong tay cầm theo một cây gậy sắt còn to hơn cánh tay người trưởng thành, chắc chắn là võ tu thiên về sức lực, cơ bắp cuồn cuộn như rồng có sừng. Rõ ràng rất có sức mạnh. Thế nhưng, biểu cảm của gã có vẻ kỳ lạ, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng. Rõ ràng, gã không phải là người sống, có lẽ là một con rối do võ tu tế luyện ra. Vương Triều Đại Nguyên cũng không phải ngốc, dám cử con rối đến chiến trường làm vũ khí giết người. Không cần phải nói, lực sát thương của gã đủ mạnh, không có quy tắc nào, gã vừa đi vừa đánh, đi tới đâu, tướng sĩ cảnh giới chân linh đều bị ném lên bầu trời, đến cả cảnh giới huyền dương bình thường cũng không đỡ được. Chuyện này, Xích Hiên chính là một ví dụ. Một cây gậy to như vậy, chỉ cần đập tới, không ai có thể đỡ được. Keng! Xích Hiên lại xông ra bên ngoài chém giết. Nhìn có vẻ giống như đang lấy lại thể diện nhưng cuối cùng lại con rối hất mạnh bay ngược về, đúng là rất mất mặt. Còn có, lực sát thương của gã đó thật sự rất dọa người, để gã ở trên chiến trường thế này, không biết sẽ có bao nhiêu người bị giết bởi gã nữa. Đừng liều mạng. Triệu Bân nhắc nhở một câu, tốc độ cũng không chậm trễ. Hai người một trái một phải, kết hợp tấn công, phối hợp rất ăn ý. Thế nhưng... chỉ ăn ý thì cũng không có ích gì. Cơ thể của gã đó không phải chỉ khỏe bình thường, kiếm bổ lên người gã chẳng khác nào chém vào tấm thép, không thể phá nổi lớp phòng ngự, chỉ có thể chém ra một đống tia lửa nhỏ. Bù! Chưa tới 10 hiệp, hai người bị đánh bay ra ngoài.
Một gậy này cũng chẳng dễ chịu gì mấy, đánh đến mức hai người bị nội thương. Nhanh, ghìm gã lại. Hai người lui ra ngoài, không ít người vây quanh, trong tay đều cầm xích sắt, khóa tay và chân của gã cao to, để cho con rối khổng lồ này bị ngũ mã phanh thây. Nhưng điều khó xử chính là bọn họ không thể lay chuyển được gã cao to kia. Con rối này cực kỳ cao, cũng vì những người đang bao vây chỉ có tu vi thấp, đến cả Xích Hiên là cảnh giới huyền dương cũng bị ném ra ngoài, một đám cảnh giới chân linh thật sự không thể làm gì được. Bùm, rầm, rầm. Gã cao to không chịu đứng yên, tay bẻ gãy xích sắt, mấy bóng người bị quăng lên trời. Những người có tu vi yếu, máu và xương văng tung tóe. Những kẻ có nền móng kém cũng bị đập đến thịt nát xương tan. Là do ngươi ép ta cho nổ ngươi. Triệu Bân lau vết máu trên khóe miệng, lấy ra một đống bùa nổ, vốn dĩ hắn không muốn dùng chúng bởi vì sẽ tiêu hao chân nguyên, nhưng xem ra bây giờ, hắn phải cho gã nổ tung trời rồi. Rầm, bùm. Bước chân của gã cao to mạnh mẽ nặng nề, khí chất cuồng bạo dâng lên. Chặn, cấm. Người yểm trợ không ít, họ vây xung quanh. Thi triển cấm pháp để trói buộc, một hai người thì có thể vô dụng nhưng nhiều như vậy có lẽ sẽ khác. Động tác của gã cao to trở nên chậm chạp hơn nhiều. Bù, bù, bù. Triệu Bân có đầu óc phán đoán nên lập tức bay tới bay lui bên cạnh gã cao to. Khi Triệu Bân lui về lần nữa, cơ thể của gã đã bị hắn dán đầy bùa nổ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trong lòng kinh ngạc, tên này lấy đâu ra nhiều bùa nổ vậy? Nếu cái này phát nổ, chắc chắn sẽ rất đẹp mắt. Bùm, bùm, rầm. Vừa nói nổ là đã nổ ngay, từng tấm bùa nổ, tấm này nổ xong là tới tấm khác ngay. Gã cao to vạm vỡ, đã bị bùa nổ đến mức phải lùi lại, cuối cùng cũng bị phá lớp phòng ngự. Ưng ực. Đừng nói là người khác, đến Xích Hiên cũng nuốt nước bọt. Cũng may bùa nổ dễ dùng, đừng nói kẻ bị cho nổ. Chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Phụt. Triệu Bân phun ra một ngụm máu. Dùng bùa nổ sẽ tiêu hao chân nguyên, nó làm người hắn cạn kiệt rồi. Khói lửa tan đi, con rối cao to cũng không nhìn ra hình người nữa. Thế nhưng, gã vẫn chưa ngã xuống, vẫn còn đang vung cây gậy sắt của mình. Đây là con rối chỉ có xác không hồn, rõ ràng không biết đau, đó chính là một công cụ giết người. Cương cân thiết cốt sao? Triệu Bân sửng sốt, không phải uy lực của lá bùa không đủ, là vì cơ thể của gã quá khủng bố. Nhiều bùa nổ như vậy, dày thành một sấp nhưng điều đáng nói là không thể khiến đối phương bị nổ bay. Chú ấn trong đầu của gã. Một tiếng thì thầm đột nhiên vang lên xung quanh. Hóa ra là một lão binh xẹt ngang bầu trời, một lính không quân, ngụ ý rõ ràng, phá vỡ ấn chú của con rối thì gã sẽ không thể tác oai tác quái như vậy nữa. Keng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xích Hiên lập tức ra tay, một kiếm đâm xuyên qua. Những người xung quanh cũng không nhàn rỗi, lại một lần nữa thi triển thuật trói buộc. Mặc dù không thể trói được gã, nhưng vẫn khiến hành động của đối phương bị trì trệ. Đúng là tuyệt sát, trong nháy mắt mọi thứ ổn hơn. Một kiếm của Xích Hiên rất có uy lực, xuyên qua lông mày của gã cao to, âm thanh vang vọng. Một kích tuyệt sát cuối cùng không thể xuyên thủng cơ thể của gã cao to, rõ ràng đó không phải là con rối thi thể bình thường, chắc chắn phải có thêm tài liệu khác, hơn nữa còn là cực kỳ cứng, bởi vì bị nổ đến cái mức này rồi đối phương vẫn còn kiên cố như vậy. Để ta. Triệu Bân uống một ngụm linh dịch rồi nhặt kiếm lên. Kiếm Long Uyên kêu ù ù, sấm sét xé toạc không gian, một kiếm này là sự kết hợp của gió và chớp, sấm sét tạo ra sức gió lại hỗ trợ sấm sét. Xét về uy lực thì mạnh hơn một kiếm của Xích Hiên nhiều. Huyết quang chói mắt. Đầu lâu của gã cao to bị một kiếm này xuyên thủng, ấn chú của con rối cũng bị kiếm đánh tan, gã cao to với khí tức cuồng bạo lập tức mất đi linh khí, ngã xuống đất một cái ầm. Hay cho một kẻ cảnh giới chân linh. Trong bóng tối, một tiếng hừ lạnh mà Triệu Bân không thể nghe thấy vang lên. Chắc hẳn là chủ nhân của gã cao to kia. Một con rối có cấp bậc cao như vậy thì không biết phải tế luyện bao nhiêu năm, nhưng bảo bối nâng niu như thế lại bị đánh tan nát trên chiến trường. Làm tốt lắm. Tướng sĩ đại hạ cùng hét lên. Có lẽ là vì dùng quá nhiều lực nên hắn vô thức phun ra búng máu. Sư tôn của ngươi đâu?
Xích Hiên chấn động một hồi rồi nhìn về phía Triệu Bân với ánh mắt nghi hoặc. Động tĩnh lớn như vậy, dù Hồng Uyên thoát ẩn thoát hiện ở thành Vong Cổ thì cũng nên biết chứ, đường đường là đệ nhất thiên hạ, đến bây giờ vẫn chưa lộ mặt, không hợp lý nha. Tưởng tượng xem, có một cao thủ thiên võ trấn giữ thì sao thảm thiết tới mức này. Thiên võ có chiến trường của thiên võ. Triệu Bân nói, làm ra vẻ rất thâm sâu. Mặc dù đang ở trên chiến trường nhưng cũng không quên lừa gạt, Hồng Uyên thật ở đâu thì hắn không biết, hắn chỉ biết Hồng Uyên giả thì chắc chắn sẽ nói như vậy. Xích Hiên thật sự tin vào lời lừa gạt của hắn. Binh đấu binh tướng đấu tướng, chiến trường của thiên võ chắc chắn không nằm ở nơi này. Cô tin thì ta an tâm rồi. Triệu Bân lại rót thêm một ngụm linh dịch, mặc dù lời lừa gạt của hắn chẳng qua là chó ngáp phải ruồi. Nhưng quả thật có một chiến trường khác của riêng cảnh giới thiên võ mà thiên hạ không biết, bọn họ đều là chiến thần, cho nên chiến trường của bọn họ cũng khủng khiếp hơn, tổn thương gây ra cũng trầm trọng hơn. Ông! Đang nói chuyện thì hắn bỗng nghe dưới đất truyền tới tiếng ông ông. Cơn chấn động lớn đến quá đột ngột, lan ra toàn bộ chiến trường, có rất nhiều người không đứng vững, trận động đất này khiến cho cả những ngọn đồi xung quanh cũng rung chuyển. Chấn động mạnh quá! Xích Hiên cũng đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã quỵ. Không nói lời nào, Triệu Bân liền kéo cô ta lui về phía sau 2-3 bước, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó sắp lao ra khỏi mặt đất, và chấn động vừa rồi có liên quan đến nó. Đúng như hắn đoán, có một thứ đã lao ra ngoài. Đó chính là một cỗ quan tài, đang trồi lên khỏi lòng đất từng tấc một. Tộc xác chết. Thấy vậy, Xích Hiên nhíu mày. Cô ta đã nghe từng nghe nói về thuật trầm quan huyền thoại, và chỉ có tộc xác chết mới biết về nó. Tộc xác chết đáng sợ đó, cũng đã tham chiến. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn bất giác quay đầu lại quan sát xung quanh. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là những cỗ quan tài đang trồi từ dưới lòng đất lên, số lượng nhiều khủng khiếp, nếu như có thể bay lên không trung quan sát thì lại càng cảm thấy chấn động hơn nữa, trên chiến trường lúc này đã dày đặc quan tài trồi lên từ lòng đất. Chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến cho người ta bủn rủn tay chân. Tộc xác chết tham chiến để giúp đỡ vương triều Đại Nguyên. Những cỗ quan tài có mặt ở khắp nơi trên chiến trường, không phải một hoặc hai, mà là cả một đội quân xác chết. Chỉ có quỷ mới biết được người của tộc xác chết đã đào mồ mả tổ tiên của bao nhiêu dòng tộc mới tập hợp lại được con số này. Cuối cùng cũng tới rồi. Người của Đại Nguyên đều nở nụ cười, trông rất tàn bạo và khát máu. Tướng sĩ đại hạ thì sắc mặt của ai cũng rất khó coi, bọn họ bị Đại Nguyên đánh một trận trở tay không kịp, vừa mới xuống thế hạ phong thì lại gặp phải cảnh họa vô đơn chí. Ầm, nắp quan tài rơi xuống từng mảnh, trong từng cỗ quan tài đều có người bước ra, không phải người sống mà đều là những con rối xác chết cổ xưa, con rối xác chết nào nhìn cũng đờ đẫn, hai hốc mắt trống rỗng, quần áo cổ xưa rách nát, đa phần những con rối xác chết đều không thuộc về thời đại này. Tất cả đều đã bị luyện hóa trở thành công cụ giết người, trong số đó có rất nhiều con rối xác chết mang khí tức rất cường đại, bởi vì khi còn sống bọn họ cũng đã rất cường đại rồi. Tổ tiên, sư phụ, ông nội, những thanh âm đau buồn và tức giận tràn ngập khắp chiến trường. Bởi vì trong số những con rối xác chết này có cả thi thể tổ tiên, người thân của bọn họ, nhiều năm trước thi thể bị đánh cắp, không ngờ lại biến thành con rối cho kẻ khác. Tộc xác chết, đáng chết. Mỗi một tiếng gầm trên chiến trường lúc này đều là thanh âm oán hận xuất phát từ tận sâu trong linh hồn của bọn họ. Giết! Trong tiếng gầm vang, đại chiến lại tiếp tục. Đại quân xác chết đã tham chiến, mỗi người đều cầm giáo chiến liều mạng xông lên, không biết đau đớn, chỉ biết chém giết, không thiếu con rối xác chết có thực lực cao cấp, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Quân đại hạ rơi vào thảm kịch. Lúc trước bọn họ còn có thể miễn cưỡng đứng vững trên thế tấn công. Nhưng bây giờ tất cả các tuyến tấn công của bọn họ đều đã tan tác, không biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng, khung cảnh trước mắt hết sức đẫm máu. Mau truy tìm ra kẻ đang điều khiển những con rối xác chết. Lực lượng không quân của đại hạ đảo qua đảo lại trên bầu trời. Đội quân xác chết rất khó chống lại, cho nên bọn họ cần phải tìm ra kẻ điều khiển và giết kẻ đó. Rút lui, có con rối xác chết cảnh giới địa tạng. Trên sườn đồi, Xích Hiên gầm lên một tiếng. Không cần cô ta nói, binh sĩ đại hạ trên sườn đồi cũng đã tản ra hết. Tú Nhi, cô có biết những kẻ điều khiển đang ở đâu không? Triệu Bân vừa hỏi vừa lùi lại.
hắn cũng thông hiểu thuật trầm quan, tất nhiên sẽ biết cách hóa giải. Sử dụng thuật này thì những kẻ điều khiển chắc chắn không ở xa. Dùng thiên nhãn tự xem đi. Nguyệt thần nhẹ giọng nói, còn không thèm mở mắt. Triệu Bân không hỏi lại, hắn mở to hai mắt nhìn những con rối xác chết. Hành động của hắn thật sự có ích, trên mỗi con rối xác chết đều có chú ấn do kẻ điều khiển khắc lên, hắn đã có thể dễ dàng nhìn thấy và ghi nhớ. Trên chú ấn của mỗi con rối xác chết, hắn còn nhìn thấy một tia sáng rất mỏng, còn mỏng hơn cả lông ngựa, tia sáng đó dường như đang kéo dài về một hướng. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Triệu Bân lộ ra vẻ kinh ngạc. Tia sáng đó đóng vai trò như sợi chỉ điều khiển con rối, chắc chắn ở điểm cuối của sợi chỉ chính là kẻ điều khiển. Hắn nhìn sang những con rối xác chết khác, mỗi một con rối xác chết đều có một dấu ấn chú ngữ, mang tia sáng kéo dài về cùng một hướng, nếu như hắn có thể lần tới ngọn nguồn của những tia sáng đó thì hắn chắc chắn có thể tìm thấy được kẻ điều khiển. Thiên nhãn đã mở ra cho hắn một thế giới khác. Hắn còn không biết thiên nhãn của mình lại có năng lực này. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền lần theo những tia sáng đó. Những tia sáng mà võ tu bình thường không thể nào nhìn thấy được đều tụ lại trong rừng núi. Xem đi, hắn đã đoán đúng rồi. Những kẻ điều khiển cách chiến trường không xa, tập trung đông đủ ở một chỗ, để lỡ như bị phát hiện thì bọn chúng còn có thể tiếp ứng lẫn nhau. Đã tìm được nơi ẩn thân của bọn chúng rồi thì phải tính đến bước tiếp theo ngay. Một kích quét trọn ổ, đơn giản như vậy là được rồi. Nhưng hiển nhiên là hắn không có năng lực này. Hắn phải tìm người đến hỗ trợ. Rút, mau rút. Triệu Bân lẩm bẩm nói một câu rồi biến mất ngay lập tức. Không lâu sau hắn đã leo lên một ngọn đồi, trên ngọn đồi hầu hết là tướng sĩ đại hạ, ngoài ra còn có rất nhiều xe nỏ. Những xe nỏ này có rất nhiều trên mỗi ngọn đồi xung quanh. Tên nhóc, ngươi chạy nhanh lắm. Triệu Bân còn đang tính toán thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng nói âm trầm vang lên. Người vừa lên tiếng chính là tướng quân Huyền Giáp, giọng điệu của ông ta không mấy hòa nhã, quân nhân tối kỵ nhất là gặp phải binh sĩ đào ngũ, mà trông Triệu Bân cực giống một tên binh sĩ đào ngũ, cho dù không phải như vậy thì cái dáng vẻ chạy trốn của hắn cũng quá là mau lẹ. Mọi người đang anh dũng chiến đấu ở bên dưới, ngươi còn có mặt mũi chạy về đây hay sao? Nhìn thấy ngọn núi kia không? Triệu Bân không nói nhiều, chỉ tay thẳng về một hướng. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Giọng điệu của tướng quân Huyền Giáp càng thêm lãnh đạm. Đám người điều khiển những con rối xác chết đều ở trong đó, Triệu Bân nói nhanh. Chữ đều của hắn được dùng rất tốt, tướng quân Huyền Giáp nghe tới đây thì hai mắt liền lóe sáng, xe nỏ đã dương lên sẵn, chỉ chờ tìm ra đám người điều khiển những con rối xác chết là sẽ bắn không chút do dự. Nhưng hiện tại không quân còn chưa báo tin tới thì một tên tiểu võ tu đã chạy tới báo tin rồi. Làm sao ngươi biết? Tướng quân Huyền Giáp không tin lắm, liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Bân. Chủ yếu cũng bởi vì cung nỏ là thứ binh khí rất có giá trị, bắn ra là mất. Không thể dùng nó một cách vô tội vạ, nhất định phải nắm chắc cơ hội thì mới dùng đến. Hãy tin ta, tin tức này hoàn toàn chính xác. Triệu Bân cũng nhìn lại ông ta không chớp mắt, bây giờ hắn không thể chứng minh, cũng không thể dẫn ông ta chạy tới đó xem thử. Tránh việc đánh rắn động cỏ. Bây giờ ông ta chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là không bắn, hoặc là một kích quét sạch trọn ổ. Tướng quân Huyền Giáp nhìn hắn thêm 2-3 giây rồi mới hít sâu một hơi, lấy ống nhòm quan sát hướng núi rừng, nhưng cũng không nhận ra điều gì khác thường, chính bởi vì cặp mắt của ông ta không đủ nhanh nhạy. Trên thực tế, ông ta đã tin. Tung hoành chiến trường mấy chục năm, ông ta biết một ánh mắt chân thành như thế thì hẳn không phải là lừa gạt. Hơn nữa, Triệu Bân cũng không cần lừa gạt ông ta. Tất cả xe nỏ quay đầu lại. Nhắm vào hướng núi rừng kia, san bằng nó cho ta. Tướng quân Huyền Giáp quát to một tiếng hạ lệnh. Ngay lập tức, các cỗ xe nỏ trên mỗi ngọn đồi đều đổi hướng chỉ vào hướng núi rừng, ngay lập tức bắn tên. Cùng lúc đó, không quân đại hạ cũng đã tập hợp. Sau khi san bằng ngọn núi, bọn họ có thể bắt đầu xả xuống đánh giết. Triệu Bân dụi mắt, ánh mắt phát sáng, hắn muốn tận mắt chứng kiến. Đánh! Tướng quân Huyền Giáp phung kiếm lên quát lớn. Ông! Hàng ngàn mũi tên ầm ầm phóng tới,
thế nỏ mạnh mẽ tạo nên một trận cuồng phong xuyên qua bầu trời, bắn về phía núi rừng. Có cường nỏ, lui. Cách thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng hét lớn từ trong núi truyền ra, thật sự là có rất nhiều kẻ đang ẩn thân bên trong rừng núi, vốn tưởng rằng mình đã ẩn nấp đủ sâu, nhưng không ngờ chỉ một lát thì đã bị phát hiện, còn bị cường nỏ tập kích. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ rung trời vang lên. Một đỉnh núi ngay lập tức bị san phẳng, giữa đống đổ nát có không ít bóng người đang tháo chạy, cũng có không ít kẻ bị đất đá vùi lấp. Tên vẫn bắn ra như mưa. Nỏ của đại hạ có sức sát thương rất lớn. Sảng khoái. Tướng quân Huyền Giáp cầm ống nhòm lên xem, nheo mắt rất phấn khích. Vừa xem, ông ta vừa nhẹ phất tay áo. Vèo vèo. Không quân đại hạ đã ra tay, bay thẳng vào trong núi rừng. Những người này từ đầu vẫn chưa tham chiến, chỉ nhận nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ xe nỏ. Không quân ra tay, khung cảnh càng trở nên đẹp mắt. Những kẻ điều khiển con rối xác chết đều đã sống dở chết dở bởi vụ bắn tên của xe nỏ, đứng còn chưa vững thì đã bị không quân đại hạ bay tới tàn sát. Đây dường như không phải là một cuộc chiến, mà là một cuộc thảm sát đơn phương. Lại nhìn phía dưới chiến trường, bởi vì những kẻ điều khiển con rối xác chết đã bị thảm sát, cho nên từng con rối xác chết cũng lần lượt ngã xuống. Lúc trước mấy cỗ quan tài trồi lên khí thế bao nhiêu thì bây giờ lại thảm hại ngã nhào hết bấy nhiêu, khung cảnh vô cùng tuyệt diệu, quân đại hạ lại trở về thế thượng phong. Chết tiệt! Tướng soái Đại Nguyên tức giận quát lên. Đại Nguyên đã phải trả giá rất nhiều để tộc xác chết tham chiến, vốn muốn quét sạch quân đại hạ, cuối cùng lại bị đại hạ lật người thế cờ, một kích quét sạch trọn ổ. Hự! Thủ lĩnh của tộc xác chết bất giác ôm ngực. Tộc xác chết liên minh với Đại Nguyên với mục đích thu thập thêm nhiều xác chết, nhưng không ngờ bọn chúng còn chưa đạt được mục đích thì toàn quân đã bị tiêu diệt, tổn thất vô cùng trầm trọng, những con rối xác chết cũng một đi không trở lại. Tên nhóc này, rất tốt, để lại tên đi, người chính là nhất đẳng công thân. Tướng quân Huyền Giáp thu lại ống nhòm, bật cười vỗ vai Triệu Bân, có lẽ là do ông ta đang có tâm tình rất tốt cho nên lực tay của ông ta suýt chút nữa đã về chết Triệu Bân rồi. Triệu Bân trên người đã có sẵn nội thương, bị vỗ một cái liên phun ra một ngụm máu. Ta chỉ là một tán tu mà thôi. Triệu Bân lại cười tâu toét, trong miệng phun ra một ngụm máu. Thận trọng như vậy sao? Tướng quân Huyền Giáp lại bật cười, truyền vào cơ thể của Triệu Bân một cỗ nguyên lực cường hãn, tiêu trừ sát khí cho Triệu Bân, đồng thời bổ sung thêm khí lực cho hắn. Nếu như tiền bối thật sự muốn ghi công cho vãn bối, vậy thì có thể thưởng cho ta một chiếc xe nỏ hay không? Được, sau cuộc chiến cứ đến tìm ta. Tướng quân Huyền Giáp đồng ý ngay lập tức, toát ra khí khái của một bậc anh hùng. Mặc dù xe nỏ rất có giá trị, nhưng công lao của Triệu Bân còn giá trị hơn. Được, Triệu Bân nói xong thì xoay người rời đi, nhưng đi được hai ba bước lại quay lại hỏi, tiền bối biết khổ ngục ở đâu không? Ta không biết, tướng quân Huyền Giáp nhẹ lắc đầu. Cảm ơn, Triệu Bân nói rồi trượt xuống đồi. Tên nhóc thú vị. Nhìn theo bóng lưng Triệu Bân rời đi, ánh mắt của tướng quân Huyền Giáp mang đầy ý vị thâm trường, vẫn không biết Triệu Bân làm sao có thể tìm được đám người điều khiển con rối xác chết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, chuyện này đã cứu mạng biết bao nhiêu binh sĩ. Lão già áo tím vô cùng khí thế, thú cưỡi của lão ta cũng rất mạnh mẽ, miệng khạc ra lửa, trong con người bắn ra sấm chớp, đuổi giết Triệu Bân và Đại Bằng. Quác! Đại Bằng đã được dán bùa tốc hành cho nên đang bay với tốc độ cực nhanh, cố hết sức né tránh. Đuổi theo đi, ta để cho ngươi đuổi. Triệu Bân một tay cầm cây cung địa hỏa, một tay cầm mũi tên thiên lôi, đây là một mũi tên vô cùng bá đạo, nếu hắn bắn ra mũi tên này thì không trúng lão già áo tím cũng sẽ trúng vào con sói lửa, tiếc là hắn không có bùa nổ ở đây, nếu không thì hắn sẽ cho cả chủ và thú cưỡi nổ tan tành trên không trung. Gầm! Con sói lửa gầm lên, dường như nó cũng đã được dán bùa chú lên người, cho nên tốc độ cũng tăng mạnh. Chỉ sợ ngươi không đuổi kịp mà thôi. Triệu Bân hừ lạnh, ánh mắt sáng lên như ngọn đuốc. Đại Bằng cũng tâm linh tương thông với hắn, nhanh chóng đổi phương hướng, bay vòng xuống phía dưới. Keng! Triệu Bân lấy hồn ngự hai kiếm, hai lưỡi kiếm đâm xuyên qua người con sói lửa từ bên dưới. Sói lửa gào thét bay lảo đảo. Lão già áo tím cũng không thể ngồi vững, lão ta từ trên trời rơi xuống, cảnh giới Huyền Dương ngã giữa không trung cũng giống như một con vịt gãy cánh vậy, không có cách nào thay đổi số phận được.
lên đường thong thả. Triệu Bân đuổi theo, bắn vào người lão ta thêm một mũi tên. Chíu. Trong lúc hắn đang đối phó với lão già áo tím thì cũng có kẻ khác đối phó với hắn, từ đâu bỗng bay tới một con huyết điêu, trên lưng huyết điêu còn có một tên quân địch đang cầm cung tên. Đó là một thanh niên tóc đỏ. Mũi tên của y rất quỷ dị, đại bằng rõ ràng đã né được nó nhưng vẫn bị mũi tên khóa chặt và đuổi theo trên không trung. Có vẻ như mũi tên này sẽ không ngừng lại cho tới khi nó bắn trúng mục tiêu đã định. Huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân liếc nhìn thanh niên tóc đỏ. Nguyệt thần đã từng nói, những người có mái tóc màu bất thường đều là người có huyết mạch đặc biệt. Hắn nhìn lên, mũi tên quỷ dị lại một lần nữa bắn tới. Nó thực sự có khả năng khóa mục tiêu và tiếp tục đuổi theo nếu như nó chưa bắn chúng vào mục tiêu. Trong chớp mắt, thanh niên tóc đỏ lại bắn ra hàng chục mũi tên, vẽ nên một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Triệu Bân cũng không đứng im chịu trận. Nếu như không tránh được thì cứ bắn hạ từng mũi tên một, kiếm pháp của hắn không chỉ có thể tấn công mà còn có thể phòng thủ, hai thanh kiếm vũ động quanh người, ngay cả một con ruồi cũng không chui lọt. Thanh niên tóc đỏ tức giận, thúc giục huyết điêu đánh tới. Triệu Bân cũng không ngần ngại, chính diện công phạt. Không chiến mà. Chỉ có ở khoảng cách gần thì mới có thể thỏa chí chém giết. Ta sẽ tiễn ngươi xuống suối vàng. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh, bắn ra một mũi tên ở khoảng cách rất gần. Cút. Triệu Bân quát lớn một tiếng, thi triển long ngâm hổ gầm. Bị sức mạnh của long ngâm hổ gầm công phạt. Mũi tên vừa bắn tới trước mặt hắn đã tan thành cho bụi, ngay cả thanh niên tóc đỏ và con huyết điêu cũng bị chấn động đến mức tối tăm mặt mũi, nét mặt lộ rõ sự khiếp sợ, hắn chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới chân linh, lấy đâu ra võ hồn lợi hại như vậy. Ta sẽ tiễn ngươi xuống suối vàng. Triệu Bân tung người nhảy lên trên lưng của con huyết điêu, tốc độ như sấm như gió lướt tới bên cạnh thanh niên tóc đỏ, ngay sau đó trên cổ của thanh niên tóc đỏ liền có thêm một đường kiếm. Máu tươi phun ra giàn giụa, trong chớp mắt Triệu Bân đã tiễn hắn xuống suối vàng. Quác! Sau đó, Triệu Bân lại nhảy về lưng của đại bằng. Trước khi rời đi, hắn còn gửi cả con huyết điêu xuống suối vàng làm bạn với chủ nhân của nó. Á! Cuối cùng, Triệu Bân cũng nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Là Phượng Vũ. Phượng Vũ đã tìm được đại ca của mình, nhưng đại ca của cô ta chỉ còn là một thi thể. Cho dù ở rất xa, Triệu Bân vẫn có thể nhìn thấy rõ đại ca của Phượng Vũ đến chết vẫn đang mặc bộ đồ tù nhân, tay chân vẫn còn mang gông cùm, và thân hình thì gầy khô như que củi. Không khó để tưởng tượng ra đại ca của Phượng Vũ đã gặp phải những chuyện gì trong khổ ngục. Á! Phượng Vũ ngửa mặt lên trời rít lên vì đau khổ, nước mắt chảy dài trên má. Người thân duy nhất của cô ta trên thế giới này đã chết. Triệu Bân im lặng. Trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Cảnh tượng đó thật trớ trêu, lúc còn sống đại ca của cô ta là một quân nhân không chịu khuất phục, nhưng khi bị tội oan đến chết cũng không có ai nhớ đến. Cẩn thận! Sau nửa giây suy nghĩ, Triệu Bân lại dương cung lắp tên. Phượng Vũ đau buồn đến mức muốn chết đi, như thể cô ta đã trở thành một con rối vô hồn, cứ ngây ngốc ngồi ở đó ôm thi thể của đại ca mình, không quan tâm đến kẻ địch đang lao tới. Keng. May mắn thay, mũi tên của Triệu Bân đã đủ nhanh để giết chết kẻ đó ngay tại chỗ. Trong lúc lơ đãng đó thì hắn cũng đã phải trả một cái giá đắt, có kẻ đã bắn lén hắn từ phía sau. Đại bằng cũng bị liên lụy, một mũi tên đã bắn xuyên qua cánh của nó. Trong lúc rơi xuống, Triệu Bân đẩy đại bằng về lại linh giới, so với trên không thì dưới mặt đất vẫn an toàn hơn. Hơn nữa thú cưỡi của hắn đã bị thương cho nên hắn cũng không thể chiến đấu trên không được nữa. Bắn chết ngươi. Kẻ bắn lén hắn cười gằn một tiếng, sau đó thúc giục thú cưỡi bay lên cao. Triệu Bân không nói gì, hai thanh kiếm vẫn đang vũ động ở hai bên trái phải bảo vệ hắn kỹ càng. Trước khi hắn đáp đất thì hắn đã thi triển thuật độn thổ, sau đó ngay lập tức phóng từ dưới lòng đất lên trời và bắn ra một mũi tên. Phụt. Kẻ bắn lén phun máu. Mũi tên đã xuyên qua cả chủ và thú cưỡi. Triệu Bân không dừng lại, hắn cầm theo kiếm Long Uyên đẫm máu lao thẳng về phía Phượng Vũ, cô gái đó đã không còn hồn vía nữa, cứ ngây ngốc ngồi ở đó, một đám quân địch cũng đang lao tới chỗ của cô ta giống như một đám ác ma. Không muốn sống nữa sao?
thằng nhóc tóc tím không biết từ đâu nhảy ra, liền kéo cô ta chạy đi. Cùng lúc đó, Triệu Bân đã đánh tới, chặn đứng quân địch đang đuổi theo. Phụt, phụt, hắn chém giết mù quáng, còn không thèm thi triển chiêu thức, hai tay chỉ biết vung kiếm loạn xạ. Toàn thân của hắn lúc này đã nhuốm đầy máu tươi, có máu của hắn mà cũng có máu của kẻ địch, nhìn hắn lúc này giống y hệt một ác ma hiện thế. Mà hắn cũng không phải là người duy nhất phát điên. Trên chiến trường, ai cũng là người điên. Đùng đùng đùng, tiếng trống trận lại một lần nữa vang lên. Đại chiến đã diễn ra lâu như vậy, cuối cùng lực lượng tiếp viện hùng hậu nhất của Đại Hạ cũng đã đến. Bọn họ cưỡi chiến mã xích diễm từ trong núi lao nhanh ra, không phải 1-2 ngàn quân mà là cả 10 vạn đại quân, như đang trải một tấm thảm đỏ khắp chiến trường rực lửa. Quân xích diễm Đại Hạ. Thấy quân đoàn chi viện, tướng sĩ Đại Hạ ngay lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tại sao lại có quân xích diễm ở đây? Sắc mặt của thống soái Đại Nguyên lúc này cực kỳ khó coi. Theo như tin tức tình báo, quân xích diễm Đại Hạ đáng ra phải chiến đấu ở một nơi khác, điều này đã được lên kế hoạch từ lâu, và quân Đại Nguyên ở nơi đó cũng đã được bố trí để ngăn chặn, sao bây giờ quân xích diễm lại chạy tới đây? Rõ ràng là có gì đó không ổn. Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Lần này, đồng đội lợn lại ở bên phe của Đại Nguyên. Ngay cả Xích Hiên cũng không kiềm chế được, con mợ nó ai dám giỡn mặt với quân đoàn này. Hào khí của bọn họ như có thể làm rung chuyển cả đất trời. Quân xích diễm có uy thế không gì sánh được, lao tới như cuồng phong gầm thét, đừng nói là cảnh giới huyền dương, ngay cả cảnh giới địa tạng đỉnh phong cũng bị chấn động đến mức đứng không vững, khí thế này chính là do sát ý, chiến ý, cùng chân nguyên của 10 vạn đại quân hợp lại mà thành. Trên thân thể của bọn họ cũng đã nhuốm đầy máu tươi. Rõ ràng bọn họ cũng vừa trải qua một trận chiến đẫm máu khác. Kẻ xâm lược Đại Hạ không chỉ có một Đại Nguyên mà còn có các quốc gia khác, đây là một cuộc đại chiến toàn diện, tất cả các biên giới đều đã xảy ra chiến tranh. Đó chính là quân xích diễm sao? Triệu Bân tay cầm kiếm Long Uyên đẫm máu chống đỡ, thân hình lảo đảo. Hắn đã từng nghe qua về đại quân xích diễm, nhưng đây mới là lần đầu được tận mắt nhìn thấy bọn họ. Xuyên qua màn sương mù máu tanh, hắn có thể trông thấy tiên phong của quân xích diễm đang cười một con chiến mã rực lửa, mà vị tiên phong đó lại có dung mạo xinh đẹp chói mắt, thân mặc chiến y, khoác ngoài một tấm áo choàng lớn đang tung bay theo gió, tư thế hiên ngang anh dũng, đây dường như là hình ảnh đẹp nhất trên chiến trường đẫm máu này. Nữ soái xích diễm. Triệu Bân lẩm bẩm, có rất nhiều người cũng đang ngây ngẩn, hai mắt như phát sáng. Nếu không được tận mắt chứng kiến, ai có thể ngờ rằng một mỹ nhân tuyệt thế lại là thống soái của quân xích diễm. Trong số 10 nguyên soái hàng đầu của Đại Hạ, cô ta là nữ soái duy nhất, chiến lực tuy không phải cao nhất, nhưng lại là nhân vật truyền kỳ nhất. Tương truyền cô ta có xuất thân từ Thiên Tông, là cường giả thiên cảnh trẻ tuổi nhất từ khi Đại Hạ lập quốc, trưởng môn Thiên Tông nhìn thấy cô ta cũng phải khách khí mấy phần, mặc dù cô ta đang cầm quân đánh trận ở bên ngoài nhưng ở Thiên Tông thì cô ta vẫn có chức vị phó trưởng môn. Cô gái đó cũng không tệ. Nguyệt Thần đã tỉnh dậy, lười biếng vươn vai. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, cô ta còn cảm thấy hứng thú hơn cả Triệu Bân. Ổn rồi. Triệu Bân mặc kệ Nguyệt Thần, chỉ chăm chú theo dõi trận chiến. Thế trận đảo ngược, sức chiến đấu của quân xích diễm như bão táp, tung hoành bốn phương, uy danh lừng lẫy của bọn họ hẳn cũng đã được tạo lập như thế này. Quân xích diễm đánh tới chỗ nào là quét sạch chỗ đó. Màu đỏ rực lửa càng lúc càng lan rộng ra trên chiến trường giống như một bông hoa đang nở rộ. Trụ lại. Thống soái của Đại Nguyên vẫn đang gầm thét trong vô vọng. Vương triều Đại Nguyên đại bại, bọn chúng đánh vào Đại Hạ hung hãn như thế nào thì cũng bị quét ra khỏi Đại Hạ hung hãn y như vậy. Từ thống soái đến binh sĩ quèn đều phải chật vật trốn chạy trối chết, nếu chậm chân thì chắc chắn sẽ chết. Một trận chiến đẫm máu, đánh suốt một ngày một đêm. Quân xích diễm của Đại Hạ quả nhiên không hề tầm thường, giết quân đội Đại Nguyên chết xác nằm la liệt. Chiến trường dưới ánh trăng đầy màu máu. Thảm không không thể nào tả nổi, nơi nơi đều có tiếng gào khóc. Triệu Bân hiện thân một lần nữa, là núi rừng u ám. Xa xa chính là Phượng Vũ, tóc tai bù xù, cả người toàn máu là máu, đang quỳ dưới đất đào hố. Hay có thể nói, là đào huyệt. Triệu Bân im lặng. Khoanh tay lảo đảo đi tới.
Ngoài Phượng Vũ thì còn huynh trưởng của cô ta, lẳng lặng nằm đó, vẫn là bộ quần áo của tù nhân và xiềng xích trên người. Triệu Bân cảm thấy bi thương, không biết nên thương xót hay nên căm phẫn. Người làm lính xương cốt làm bằng thép, không thẹn với quốc gia, lẽ ra có thể chết một cách hiên ngang. Thế nhưng trên đầu bị gán cho cái tội danh có lẽ có, đến chết vẫn là một kẻ tù tội. Gió nhẹ thổi qua, phần lớn là lạnh lẽo, cũng như sự tàn khốc của thế giới này, lạnh thấu tận tâm can. Nếu mạnh, có thể thoải mái ức hiếp người khác. Nếu yếu, thế thì xứng đáng bị mọi người đè đầu cưỡi cổ. Trăm ngàn năm qua, đã có rất nhiều ví dụ máu chảy đầm đìa, huynh trưởng Phượng Vũ chính là một trong số đó, nếu hắn ta có tu vi cao ngất, nếu hắn ta có quyền lực vô hạn thì sao phải chết bi thảm như thế? Rầm. Tiếng xích sắt vang lên, vang vọng trong màn đêm. Phượng Vũ chặt đứt xiềng xích trên người huynh trưởng, mặc bộ áo giáp lên cho anh mình. Cũng chính tay cô ta đắp từng miếng đất lên đó. Cái tên trên bia mộ đặt trước mộ phần được khắc bằng máu. Nén đau thương. Cuối cùng Triệu Bân cũng lên tiếng, sợ cô ta nghĩ quẩn trong lòng. Đáp lại hắn chính là Phượng Vũ rút con dao găm sáng bóng ra, không phải để tự sát, mà chỉ dùng dao găm. Khắc lên trán mình từng nét một, tạo thành một chữ thù. Khóe miệng Triệu Bân đầu máu, nhìn mà tim chợt run lên. Phải là mối thù lớn đến mức nào mới khiến một người con gái ưa nhìn xinh đẹp phải phá hủy dung mạo của mình để khắc ghi. Rất lâu sau đó, Phượng Vũ đứng dậy. Trong mắt cô ta không còn nước mắt, như một cái xác không hồn, chẳng thể tìm thấy chút cảm xúc nào. Nén đau thương. Dù thế nào, cũng phải cảm ơn ngươi một tiếng. Phượng Vũ chắp tay cúi người, giọng khàn khàn đau thương. Triệu Bân há miệng, nhưng lại như có gì đó nghẹn ở cổ họng, chỉ vì trông thấy chữ thủ vẫn còn. Chảy máu trên trán cô ta, như một vầng sáng chói mắt đâm hắn đau nhói. Cô ta lặng lẽ xoay người, ngày càng đi xa. Này cô! Cuộc sống sau này, chỉ sống vì thù hận. Phượng Vũ đưa lưng về phía Triệu Bân, để lại một câu cực kỳ vô tình. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của cô ta, còn rực rỡ hơn cả máu. Triệu Bân lẳng lặng nhìn theo. Câu nói chỉ sống vì thù hận đã xác định rằng tương lai của người con gái này sẽ chìm trong bóng tối. Uầy! Triệu Bân thở dài, lấy ra một bầu rượu rót xuống trước mộ. Rầm, ầm, ầm. Có là ông trời cũng xót thương nên đã đánh xuống một tia sét để tế cho linh hồn oan uổng này. Lên đỉnh núi. Nguyệt thần tỉnh ngủ, duỗi cái lưng mỏi như. Triệu Bân cũng bình tĩnh lại, đi thẳng một đường lên đỉnh ngọn núi nhỏ, giơ cao tay trái lên. Lấp lánh như ánh sao, chiếc nhẫn mà hắn đeo ở ngón giữa tỏa ra vầng sáng ma rực rỡ. Ngày càng sáng rồi. Nguyệt thần cười cười liếc mắt nhìn Triệu Bân. Lôi Vũ Thiên đoạt tạo hóa mà người ta nói chính là để tia sét đánh vào chiếc nhẫn ma. Cô ta còn chưa nói thì Triệu Bân đã hiểu rồi, tiên lực lấy được từ chiến kích hôm đó cũng dùng cách này, Triệu Bân nghĩ nó cũng có thể dùng với chiếc nhẫn ma. Rầm. Tia sét đánh xuống, nhanh chóng đánh vào tay trái hắn. Nói chính xác hơn thì nó đánh vào chiếc nhẫn ma, đánh xuống tia lửa bắn ra khắp nơi. Lần nữa. Triệu Bân hét lớn một tiếng, lại giơ chiếc nhẫn ma lên cao. Sấm sét của trời quả là hữu ích, chỉ đánh một cái, ma lực đã dâng cao. Ầm, ầm, ầm. Có người xin sét đánh thì tất nhiên trời xanh sẽ không khách sáo. Mấy tia sét nhanh chóng đánh xuống, khoảng hơn 10 lần, đánh đến nỗi chiếc nhẫn ma kêu leng keng. Nhìn lại Triệu Bân, hắn cũng sắp bốc khói đen lên rồi. Nếu là người bình thường thì chắc đã bị đánh thành cho bụi từ lâu. Hắn có Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, đang cố gắng để chuyển rời tất cả những tia sét tràn ra ngoài đều bị hắn hấp thu. Sấm sét không ngừng, ngày càng mạnh hơn. Nguyệt thần giơ tay chống cằm, chán ngán nhìn. Bị đánh hết lần này đến lần khác, cấm chế trên chiếc nhẫn ma ngày càng yếu đi. Nếu Ngọc Viêm Linh chính là chìa khóa đầu tiên của chiếc nhẫn ma thì tu vi của Triệu Bân chính là chìa khóa thứ hai. Còn cái thứ ba, đó chính là sấm sét đầy trời ở đây. Thế nên mới nói không phải tất cả mọi người có được chiếc nhẫn ma đều mở được cấm chế của nó. Hai chiếc chìa khóa trước đó có thể tạo ra được. Nhưng khó ở chiếc chìa thứ ba,
không có công pháp lôi điện thì sẽ bị sét đánh thành bột. Bốp! Khi một tia sét nữa đánh xuống, bỗng nhiên có một tiếng vang. Triệu Bân không nghe thấy nhưng Nguyệt Thần thì có. Chiếc nhẫn ma run run, sau đó ma quang vụt thẳng lên trời. Máu! Triệu Bân hết sức ngạc nhiên, ma quang không phải là ánh sáng, mà là một giọt máu. Một giọt ma huyết. Nuốt nó. Nguyệt Thần chỉ nói có thế. Khỏi cần cô ta phải nhắc nhở thì Triệu Bân cũng đã giơ tay, cái tay đã bị chân nguyên hóa thành mờ ảo. Bỗng, hắn còn chưa kịp chụp lấy ma huyết thì ma huyết đã rơi xuống. Chẳng những rơi xuống mà còn như một vầng sáng, dần nhập vào đỉnh đầu Triệu Bân. Triệu Bân rên lên một tiếng, lảo đảo, suýt chút nữa đã rơi xuống khỏi đỉnh núi. Còn chưa đứng vững thì một sức mạnh khổng lồ đã từ đỉnh đầu lan ra tứ chi đến lục phủ ngũ tạng của hắn, kỳ kinh bát mạch không có một nơi nào bị bỏ sót, cứ va chạm tán loạn khắp nơi trong người hắn, chỉ trong 3 giây mà không biết đã làm đứt bao nhiêu kinh mạch của hắn, cũng chẳng biết có bao nhiêu gân cốt bị gãy, cả da rẻ bên ngoài cũng nứt ra, máu tươi chảy dọc theo những vết rạn. Đáng sợ, hắn thật đáng sợ. Nhìn từ xa, trông hắn như một người máu, cả người cứ phồng lên như thể sắp nổ tung. Nói cũng đúng, sức mạnh của ma huyết cực kỳ dồi dào và cũng rất hung hãn. Còn hắn, chỉ là một kẻ cảnh giới chân linh, không thể chứa nổi thì chắc chắn sẽ nổ tung. Tình huống này, hắn cũng đã trải qua một lần, cái ngày hắn nuốt long huyết cũng là như thế. So sánh với lần này, ma huyết còn bá đạo hơn cả long huyết. A! Hắn gầm lên, đau đớn không thể chịu nổi, không thể chịu đựng được sức mạnh đó. Khi đang chìm trong nguy hiểm, hắn lại dùng đến tẩy tủy dịch cân kinh, cùng lúc đó hắn cũng dùng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, dùng hết sức để luyện hóa ma huyết, biến thành chân nguyên võ tu, truyền vào trong đan điền. Thiên Lôi Trận. Triệu Bân gầm lên, khuỵu một chân xuống, hai tay cầm chuôi kiếm, một kiếm đâm thẳng xuống mặt đất. Một chiêu quần công, có thể tiêu cao một lượng chân nguyên khổng lồ. Ở trạng thái này, Thiên Lôi Trận thi triển ra cũng khác với những lần trước. Chỉ bàn về sức mạnh của nó thôi đã vượt xa lúc ở trạng thái bình thường, phạm vi của lôi tận cũng rộng hơn, những mảnh lôi ma quang nhọn hoắt bắn lên từ nền đất, đá cũng bị chém nát như đậu hũ. Chân nguyên có thể chút ra được rồi. Nhưng tiếc là sức mạnh của ma huyết vẫn còn dồi dào lắm. Triệu Bân nổi cơn điên, hết kiếm này đến kiếm khác cắm xuống đất, liều mạng thi triển Thiên Lôi Trận. Đỉnh núi đang yên đang lành thì lại bị hắn làm cho cát đá bay tứ tung. Không biết qua bao lâu tiếng động mới nhỏ dần. Triệu Bân kiệt sức, cắm đầu xuống, cơ thể đã bị tàn phá không còn hình người, nhiều chỗ lộ cả máu xương ra ngoài. Sư phụ là một kẻ điên, thật sự không xem đồ đệ là con người. Chẳng hạn như Nguyệt Thần, bảo Triệu Bân nuốt ma huyết chính xác là đang bảo hắn đi dạo trước quỷ môn quan, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì có thể sẽ bị mất cả hồn lẫn xác, cũng do sức mạnh của ma huyết quá dữ dội. Làm cơ thể nổ tung chỉ là chuyện trong nháy mắt. May là Triệu Bân ngựa quen đường cũ, cuối cùng vẫn sống được. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt luyện thể va chạm vào nhau, một lát lại vang lên một lần, đang chữa trị những bộ phận bị tổn thương. Màn đêm trôi qua rất lâu, hắn mới duỗi lưng đứng dậy. Đúng là tạo hóa khôn lường, tu vi bị nuốt mất, giờ ma huyết lại trả trở về cho hắn. Cảm giác tuyệt lắm nhỉ. Nguyệt Thần cười nói. Đúng vậy, Triệu Bân nhếch miệng cười, siết nắm đấm, tinh nguyên mạnh mẽ bùng lên. Ngoài ra còn có một loại sức mạnh bí ẩn đang tiềm tàng sâu bên trong. Sức mạnh của ma, Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần. Có thể dùng thử xem thế nào, Nguyệt Thần lại nằm xuống. Dùng thử xem thế nào. Triệu Bân nói thế, hắn khẽ híp mắt lại, chìm vào bên trong để tìm sức mạnh ma đó. Nuốt ma huyết. Thứ ma lực đó tồn tại khắp nơi trong người hắn. Nguyệt Thần chỉ lặng lặng nhìn. Thiên Lôi Trận. Triệu Bân gầm lên, khuỵu một chân xuống, hai tay cầm chuôi kiếm, một kiếm đâm thẳng xuống mặt đất. Một chiêu quần công, có thể tiêu cao một lượng chân nguyên khổng lồ. Ở trạng thái này, Thiên Lôi Trận thi triển ra cũng khác với những lần trước, chỉ bàn về sức mạnh của nó thôi đã vượt xa lúc ở trạng thái bình thường, phạm vi của lôi tận cũng rộng hơn. Những mảnh lôi ma quang nhọn hoắt bắn lên từ nền đất, đá cũng bị chém nát như đậu hũ. Chân nguyên có thể chút ra được rồi.
nhưng tiếc là sức mạnh của ma huyết vẫn còn dồi dào lắm. Triệu Bân nổi cơn điên, hết kiếm này đến kiếm khác cắm xuống đất, liều mạng thi triển thiên lôi trận. Đỉnh núi đang yên đang lành thì lại bị hắn làm cho cát đá bay tứ tung. Không biết qua bao lâu tiếng động mới nhỏ dần. Triệu Bân kiệt sức, cắm đầu xuống, cơ thể đã bị tàn phá không còn hình người, nhiều chỗ lộ cả máu xương ra ngoài. Sư phụ là một kẻ điên, thật sự không xem đồ đệ là con người. Chẳng hạn như Nguyệt Thần, bảo Triệu Bân nuốt ma huyết chính xác là đang bảo hắn đi dạo trước quỷ môn quan, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì có thể sẽ bị mất cả hồn lẫn xác, cũng do sức mạnh của ma huyết quá dữ dội, làm cơ thể nổ tung chỉ là chuyện trong nháy mắt. May là Triệu Bân ngựa quen đường cũ, cuối cùng vẫn sống được. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt luyện thể va chạm vào nhau, một lát lại vang lên một lần, đang chữa trị những bộ phận bị tổn thương. Màn đêm trôi qua rất lâu, hắn mới duỗi lưng đứng dậy. Đúng là tạo hóa khôn lường, tu vi bị nuốt mất, giờ ma huyết lại trả trở về cho hắn. Cảm giác tuyệt lắm nhỉ, Nguyệt Thần cười nói. Đúng vậy, Triệu Bân nhếch miệng cười, siết nắm đấm, tinh nguyên mạnh mẽ bùng lên. Ngoài ra còn có một loại sức mạnh bí ẩn đang tiềm tàng sâu bên trong. Sức mạnh của ma, Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần. Có thể dùng thử xem thế nào, Nguyệt Thần lại nằm xuống. Dùng thử xem thế nào. Triệu Bân nói thế, hắn khẽ híp mắt lại, chìm vào bên trong để tìm sức mạnh ma đó. Nuốt ma huyết, thứ ma lực đó tồn tại khắp nơi trong người hắn. Nguyệt Thần chỉ lẳng lặng nhìn. Cái gọi là tạo hóa không chỉ là thăng cấp tu vi, mà là ma lực. Sự bá đạo khi ma lực tăng lên là thứ mà thần giới phải công nhận, rất muốn tìm người để đánh nhau, bất kỳ một vị thần nào cũng không muốn đánh với ma, một khi ma phát cuồng, huyết mạch sẽ thăng hoa và tất cả đều được đẩy lên mức cao nhất. Vì thế, ma huyết, cũng ít nhiều gì mang theo khả năng đó. Sức mạnh đó, nếu có thể sử dụng được thì cũng được tính là một loại cấm pháp. Có thể tìm thấy không? Nguyệt Thần hỏi, có vẻ khá là mong chờ. Không mấy bình tĩnh. Dứt lời thì thấy Triệu Bân mở mắt ra. Khoảnh khắc mắt mở ra, hai luồng ma quang bắn ra từ mắt hắn, vách đó không xa có một vách đá nhưng đã bị đục ra hai cái lỗ thủng, vẻ ngoài hắn cũng nhanh chóng thay đổi, mi tâm dần hiện lên một ma văn, mái tóc đen dài cũng dần hóa thành màu đỏ, cả hơi thở trong người cũng dần hóa thành ma sát đen thui, tiếng ư ư nghe như lệ quỷ đang khóc, nhìn lại một lần nữa, nào còn con người ở đây, rõ ràng là một tên ma đầu. Này! Triệu Bân giơ tay lên nhìn theo bản năng, kinh ngạc nhìn ma sát đang quanh quẩn ngón tay mình, cùng với tia sát nhỏ yếu ớt cứ lóe lên. Trước đó, là chân nguyên dồi dào. Bây giờ, là sức mạnh ngập tràn. Đây là trạng thái ma hóa, Nguyệt Thần cười khẽ, cũng có thể gọi là ma đạo. Triệu Bân không nói gì, hắn cứ vỗ mạnh vào đầu mình vì ý thức không được tỉnh táo, cứ bị những suy nghĩ tàn ác và máu me chiếm giữ. Ăn mòn từng chút một khiến hắn có một loại xúc động muốn giết người. Trạng thái này, song song với sức mạnh tăng vọt chính là thần trí mê loạn. Một khi bị ma tính che mờ, có lẽ sẽ trở thành một tên cuồng ma giết người không gớm tay không hơn không kém. Dùng sức mạnh đó, nhưng phải giữ vững sơ tâm. Nguyệt Thần nói hết lời này đến lời khác, là giải thích và cũng là cảnh báo. Rèn luyện tâm trí, Triệu Bân thử hỏi. Hiểu như thế cũng không sai, Nguyệt Thần nhắm mắt. Hiểu rồi. Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm nghiên cứu, lần lượt sử dụng sức mạnh, ở trạng thái ma hóa thì gân, cốt, thịt và cả chân nguyên, võ hồn cũng bị ma lực tăng thêm đáng kể. Ầm. Dưới ánh trăng, hắn đấm một cú thật mạnh vào tách đá. Buộc lòng phải nói, có sức mạnh của ma đạo, lực sát thương khi dùng bí thuật lại càng cao. Hắn đã dần làm quen. Máu huyết cứ sôi trào lên như bị lửa thiêu đốt. Nếu như dùng hết toàn bộ sức mạnh, kết hợp với đấu chiến thánh pháp thì người cùng cảnh giới không phải là đối thủ của hắn. Vi sư, tin tưởng vào đồ đệ của mình. Nguyệt Thần lại mở mắt ra, bùi ngùi nói. Cả một người đẹp trần như nhộng đứng đó mời gọi mà tên này vẫn gắng gượng được thì làm gì có chuyện bị ma tính ăn mòn. Tạo hóa, đúng là tạo hóa. Triệu Bân nhích chân. Âm thầm vui vẻ. Chờ tới khi trạng thái ma hóa dần biến mất, hắn lại nhe răng trợn mắt. Nếu ma hóa là một loại cấm thuật,
thế thì cảm giác sau khi dùng cấm thuật đó cũng chẳng được thoải mái lắm, cả người cứ như hết hơi mất sức, tay chân chết lặng, ngũ tạng đau nhức, cả võ hồn cũng như bị cây chùy đập mạnh một cái, chẳng còn chỗ nào lành lặn. Thế nên mới nói chưa đến lúc bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng đụng tới ma đạo thì hơn, sức mạnh quá đáng sợ và cũng cực kỳ bá đạo, khi làm kẻ địch tổn thương thì cũng tự hại bản thân mình, dùng nhiều sẽ mất sức lắm. Tú Nhi, chiếc nhẫn ma này còn dùng được nữa không? Triệu Bân rót một ngụm linh dịch vào miệng, lại lấy chiếc nhẫn ma ra. Lấy máu nhận chủ, Nguyệt Thần trả lời. Triệu Bân nghe theo, cắt ngón tay, bóp một giọt máu nhỏ lên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ma như bọt biển, nhanh chóng hấp thu rồi lại lóe lên ma quang. Triệu Bân thì lại thấy tinh thần mình run lên. Cái gọi là nhận chủ đó chính là hắn có một sự liên kết kỳ quái với chiếc nhẫn ma. Bên trong có không gian. Triệu Bân cầm chiếc nhẫn ma, híp mắt nhìn vào bên trong. Trong đó xương ma lượn lờ, không gian khá to, đoán chừng. Có thể nhét cả ngọn núi. Tốt rồi. Triệu Bân cười hà hà, vung tay lên, tự giác bỏ hết bảo bối trong túi càn khôn vào trong chiếc nhẫn. Không gian này rất lớn, hơn nữa còn không lọt khí, nó an toàn hơn so với túi càn khôn. Luyện thêm một lúc nữa đi, để nó không cắn ngược lại được, Nguyệt Thần đột nhiên nói. Hiểu. Triệu Bân dùng đến địa hỏa và thiên lôi bao quanh chiếc nhẫn cùng với giọt máu được thấm vào trong lặng lẽ hòa vào làm một thể, chính thức thuộc về hắn, thoải mái sử dụng. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Đến ngày thứ tư, hắn mới thu hỏa và lôi lại. Bấy giờ, nhìn lại chiếc nhẫn, cũng khá là đen, không lộ ra hung sát. Sau này cứ theo ta lăn lộn. Triệu Bân cười, đứng dậy đi thẳng ra biên quan. Trước đó đã nói rồi, Huyền Giáp tướng quân phải nhớ thưởng cho hắn một chiếc xe nỏ. Xe nỏ là một thứ rất tốt, có thể về nghiên cứu thử xem, tạo ra được rồi ấy à, một hai cái thì không sao, nếu làm nhiều thì khả năng sát thương cũng cao lắm, lúc trước hắn đã tận mắt nhìn thấy một ngọn núi bị bắn nát. Bao nhiêu cường giả tộc xác chết, dù có là cảnh giới địa tàng cũng bị bắn thủng. Chủ yếu là do có chiếc nhẫn ma, không gian rất lớn, có thể bỏ rất nhiều đồ. Sau này nếu như bị một đám người chạy tới đánh, mình đánh không lại thì cứ dùng tới xe nỏ để dạy họ cách làm người. Ừ, được phết. Ta phải bế quan, tự trưởng thành lên đi. Nguyệt Thần nói một câu, Triệu Bân còn chưa kịp mở miệng đã che chắn ý thức hắn. Nhìn lên một lần nữa, đã là một mảnh sương mù. Bế quan cũng tốt, bế quan an toàn, Triệu Bân nói đầy ẩn ý. Chủ yếu là do bọn họ không chịu ngoan ngoãn ngồi yên, mỗi lần gặp người đẹp, thì chắc chắn sẽ gài hắn một phen. Cái tiếng tình thánh cũng từ đó mà ra. Ra khỏi khu vực rừng núi, Triệu Bân đi thẳng một đường về hướng đông. Khi đi ngang qua chiến trường còn chần chừ lại đó rất lâu, dù đã trải qua một hồi giông tố, cũng đã qua vài ngày nhưng chiến trường vẫn còn mùi máu tươi quanh quẩn, mặt đất vẫn còn máu tươi chưa khô. Không ai biết ở đây đã có bao nhiêu người chết trận. Cũng không ai biết rốt cuộc là có bao nhiêu người vô danh không rõ tên tuổi, quá nhiều người chết mà chẳng còn xác. Làm gì có năm tháng yên bình, chẳng qua chỉ là ai đó đã đi trước con đường gian khổ này mà thôi. Chiến sĩ đại hạ trông giữ biên cương chính là những người đó. Rất lâu sau đó Triệu Bân mới rời đi, vội vàng băng qua cả trăm dặm đường mới đến biên giới đại hạ. Từ xa xa nhìn lại, trên tường thành đã bị tàn phá đầy bóng người bận rộn xây lại bức tường đó. Mấy dặm ngoài bức tường thành là quân đội đang trông giữ, có chiến sĩ biên cương, cũng có quân xích diễm của đại hạ. Trong thời buổi chiến tranh thế này, trông thấy cờ chiến của quân xích diễm khiến Triệu Bân bất giác nảy sinh sự kính sợ. Nó có thứ sát khí mà chỉ có thể tôi luyện được từ chiến trường đẫm máu, sát khí của quân xích diễm còn khắc khí vào tận xương cốt và linh hồn. Chỉ một cái tên xích diễm thôi là cả một bầu trời uy hiếp đáng sợ rồi. Dừng lại. Vừa mới đến gần tường thành đã bị vệ binh ngăn cản. Ta đến tìm tướng quân Huyền Giáp để lãnh xe nỏ. Triệu Bân nói xong lại lấy ra một bức tranh, nó là bức vẽ hình tướng quân Huyền Giáp. Suy cho cùng cũng có quá nhiều người mặc bộ giáp màu đen đó, có trời mới biết hắn đang nói tới ai. Xe nỏ là thứ ngươi thích là lấy chắc. Vệ binh lên tiếng trách mắng. Tham gia quân ngũ bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên thấy có người ra biên cương đòi xe nỏ.
Tướng quân đó đã hứa với ta. Cút đi. Dưng không ngươi lại mắng chửi người khác như thế à? Tâm trạng Triệu Bân khá là khó chịu, nếu đây không phải là biên cương thì hắn nhất định sẽ làm việc với tên này một lát. Để hắn vào. Không biết ai đó đã lên tiếng nói như thế. Những lời đó rất hữu ích, vệ binh lại bắt đầu khách sáo, có vẻ đã biết ai là người ra lệnh. Triệu Bân đi thẳng một đường đến lều lớn giữa quân đội. Trong lều lớn, ngoài tướng quân Huyền Giáp thì còn một bóng hình xinh đẹp mặc chiến bào đang xem bản đồ. Nữ soái Xích Diễm. Triệu Bân bật thốt lên, chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra. Chuẩn Thiên, đó chính là cảnh giới Chuẩn Thiên hàng thật giá thật, cũng là người có tu vi cao nhất từ khi hắn tu đạo đến nay, còn ở khoảng cách gần như vậy, cứ có cảm giác không thật. Cô ta cực kỳ xinh đẹp, vẻ đẹp đó có thể sánh ngang với Nguyệt Thần. Hoa, đóa hoa đỏ rực. Đóa hoa màu đỏ chỉ có thể nở rộ trên chiến trường. Đó chính là nhận xét của Triệu Bân dành cho cô ta giờ phút này. Có lẽ do nhiều nằm rong ruổi trên chiến trường nên nữ soái có phong thái khác hẳn với những người con gái bình thường khác, có lẽ thứ khiến con người ta mê muội nhất chính là dáng người nữ soái Xích Diễm. Cùng với sức hấp dẫn kỳ lạ. Sở soái, đây chính là tên đã tìm được người điều khiển xác sống. Tướng quân Huyền Giáp cười sang sảng. Sở xuất ông ta nói chính là nữ soái Xích Diễm. Có thể thấy cô ta họ Sở, chỉ là không biết tên gì, dù có là tên gì cũng không hào hùng bằng cái tên nữ soái Xích Diễm. Đến tận lúc này, nữ soái Xích Diễm mới chuyển tầm mắt từ bản đồ sang Triệu Bân, cô ta có nghe tướng quân Huyền Giáp nói là có một võ tu cảnh giới chân linh nho nhỏ đã tìm thấy người điều khiển xác sống nên mới cứu được thế bại trận. Kính chào tiền bối, kính chào tướng quân. Triệu Bân vẫn là người hiểu lễ nghĩa, vội vàng chắp tay cúi người. Dù đối phương không hề thể hiện chút uy thế nào, nhưng hắn vẫn thấy đầy áp lực. Tranh thủ chút thời gian, hắn còn lén liếc sang nhìn Nguyệt Thần. Thấy Tú Nhi, thật sự bế quan rồi hắn mới yên tâm. Những lúc quan trọng thế này thì không thể có bất kỳ điều gì gây rối, cũng chẳng dám. Thống soái quân Xích Diễm đấy, hôm nay hắn đừng hòng đi đâu nữa. Trăm ngàn quân Xích Diễm. Mỗi người nhổ ngụm nước bọt thôi là đủ để làm hắn chết đuối rồi. Không cần đa lễ. Nữ soái mỉm cười, không thể làm ra vẻ vì là Chuẩn Thiên. Có lẽ là do nhìn Triệu Bân khá thuận mắt. Nếu không phải là tướng thủ biên cương, người chỉ có tu vi chân linh cũng dám xông pha ra chiến trường. Cũng không nhiều. Ánh mắt của cảnh giới Chuẩn Thiên khá sắc bén, dù Triệu Bân đã đeo mặt nạ ra người nhưng cô ta vẫn muốn nhìn xuyên qua nó. Nhưng càng nhìn thì càng thấy võ tu nho nhỏ này không hề đơn giản, khí huyết dồi dào, chân nguyên tinh túy, cả thứ sát khí tạo thành từ địa hỏa và thiên lôi cô ta cũng nắm bắt được. Có muốn vào thiên tông không? Nữ soái cười nói. Lời đó khiến Triệu Bân khá là ngạc nhiên, cũng lúng túng không kịp trở tay. Những lời dạo đầu này khiến hắn cảm thấy lo sợ vì thường xem trọng. Cả tướng quân Huyền Giáp bên cạnh cũng nhướng mày. Đây là lời mời ư? Thống soái quân Xích Diễm đích thân mời, từ trước đến nay chưa từng có. Tên này, thật sự bất phàm như vậy ư? Tướng quân Huyền Giáp lặng lẽ nói thầm, bất giác nhìn Triệu Bân thêm vài lần. Tiếc là ánh mắt không đủ sắc nên chẳng thấy được gì. Đừng trả lời vội, nữ soái Xích Diễm cười khẽ, vung tay, khối ngọc mai tử đã ở trước mặt Triệu Bân, nếu hôm nào suy nghĩ kỹ rồi thì dùng khối ngọc bội này đến Thiên Tông tìm Lý Huyền Thương. Cảm ơn tiền bối. Triệu Bân hốt hoảng nhận lấy, suy nghĩ hơi mơ hồ. Người ra ngoài trước đi, nữ soái lại nói. À. Triệu Bân đáp, xoay người chuẩn bị đi. Đi đâu đấy? Tướng quân Huyền Giáp giữ hắn lại, sau đó nhanh chóng lách người ra khỏi lều lớn. Triệu Bân ho khan, giờ mới hiểu người phải ra ngoài là ông ta. Soạt. Tướng quân Huyền Giáp vừa mới ra ngoài thì nữ soái đã vung tay thả màn xuống, ngăn cách chiếc lều với người bên ngoài. Đang muốn tâm sự riêng với mình ấy hả? Triệu Bân thầm nói, nhìn trái ngó phải, cả màn cũng thả xuống, bí ẩn thế. Ta có chuyện cần nhờ người giúp đỡ, nữ soái cười nói. Tiền bối cứ nói là được, Triệu Bân cười ha hả. Nữ soái Xích Diễm không đáp mà chỉ khom lưng cởi áo choáng xuống. Sau đó là chiến bào. Triệu Bân nhắm hai mắt lại là muốn tìm ta. Làm cái đó hả? Nhưng hắn đã ảo tưởng quá nhiều.
sau khi nữ soái cởi chiến bào ra thì chỉ lộ mỗi phần vai bên phải. Có lẽ do da thịt quá trắng, khiến cho vết máu trên vai Trần trở nên chói mắt đến lạ. Triệu Bân híp mắt lại, cũng chẳng hề có ý tưởng lệch lạc gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vết máu đó, có vẻ là vết kiếm, nhưng không phải là vết kiếm bình thường, xung quanh có vầng sáng u ám, sát ý quẩn quanh khiến vết thương không thể khép miệng được. Vết chém của cảnh giới thiên võ. Triệu Bân thầm nghĩ nữ soái xích diễm là cảnh giới chuẩn thiên, thiếu chút nữa là lên thiên võ, sát ý của chuẩn thiên không thể làm gì cô ta, chỉ có một khả năng, đó là một người cảnh giới thiên võ làm cô ta bị thương. Mượn thiên lôi của ngươi, luyện diệt sát ý. Nữ soái khẽ nói, vẫn không xoay đầu lại nhìn, chỉ đưng lưng về phía Triệu Bân. Ta làm được. Triệu Bân đi tới, một tay đặt lên vết máu, lôi điện cũng xuất hiện. Có thể nói cho ta biết ngươi có thiên nhãn từ đâu không? Nữ soái hé môi, tuy đau nhức đấy nhưng lại chẳng than nửa lời. Sinh ra đã có rồi. Triệu Bân cười, âm thầm cảm thấy hoảng hốt, thiên nhãn của hắn ẩn sâu trong hai mắt, nữ soái xích diễm vẫn nhận ra được. Đúng là thống soái của quân xích diễm, mắt nhìn người thế này, cảnh giới địa tàng cao nhất không thể sánh được. Dù biết hắn đang muốn giấu giếm nhưng nữ soái cũng không hỏi thêm nhiều. Đại hạ cũng có cảnh giới thiên võ, tại sao tiền bối không tìm một người hỗ trợ loại bỏ sát ý? Triệu Bân khó hiểu nói, cố gắng điều khiển lôi điện, sát ý thiên võ ở vết máu cực kỳ đáng sợ, cũng may đây là nữ soái xích diễm, chứ nếu là cảnh giới địa tàng cao nhất thì chắc đã bị lôi xuống quỷ môn quan rồi. Chiến sự khẩn cấp. Nữ soái chỉ trả lời đơn giản và trực tiếp như thế. Triệu Bân nhận ra, nữ soái xích diễm cũng có điều giấu giếm. Cuộc đối thoại qua lại cực kỳ đơn giản, bên trong lều chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng xoẹt xoẹt của tia sét. Triệu Bân không dám lơ là, càng luyện càng thấy ngạc nhiên, sát ý cực kỳ cứng đầu, vượt xa những gì hắn nghĩ, hoặc là do hắn có tu vi quá yếu kém nên không thể dùng hết sức mạnh của thiên lôi, đến giờ vẫn chưa làm gì được sát khí. Nhìn vết thương trên vai nữ soái vẫn đầy máu. Từ đầu đến cuối, cô ta không hề than đau nửa tiếng, đàn ông xương cốt cứng nữ thép. Có vẻ nữ soái cũng thế. Ai nói phụ nữ thì không thể bằng đàn ông, nữ soái xích diễm chính là một ví dụ rất tốt. Không có tiếng động gì luôn. Bên trong lều yên tĩnh, tướng quân huyền giáp bên ngoài không cách nào hiểu nổi, tai dán vào cửa lều nghe ngóng một lúc lâu vẫn không thấy tiếng động gì, cũng có thể là nữ soái đã dùng kết giới. Bí ẩn như thế. Hai người đang ở bên trong làm gì ấy nhỉ? Đó mới là điều tướng quân huyền giáp tò mò, nói là tán gẫu về lý tưởng thì ma nó cũng chẳng tin. Cuối cùng cũng có tiếng rên khe khẽ của nữ vang lên. Sau đó là tiếng thở dốc, có Triệu Bân, cũng có tiếng của nữ soái. Họ. Tướng quân huyền giáp gãi đầu, não bắt đầu hoạt động, tự động vẽ lên một số hình ảnh. Nữ soái xích diễm thiếu thốn lắm hả? Có thể thấy. Ông ta đã suy nghĩ quá nhiều. Trong lều, Triệu Bân hơi kiệt sức nên mới thở dốc như thế. Nữ soái bên cạnh cũng đang đau đớn nên mới rên khẽ như thế, hai má trắng bệch như tờ giấy. Đau cũng có cái tốt của nó. Sát ý của thiên võ đã bị luyện hóa khá nhiều, cũng may nữ soái có tu vi cao, đã cố gắng tiêu diệt sát ý từ trước, nếu chỉ có Triệu Bân và thiên lôi thì chắc chắn là không thể diệt được sát ý của thiên võ. Không biết khi nào Triệu Bân mới rút tay về, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã quỵ. Nữ soái cũng không khá hơn là bao nhiêu, đi được vài bước đã ngất. Tiền bối. Triệu Bân đi tới đỡ nữ soái, biết tại sao cô ta lại ngất xỉu. Đúng là hắn luyện hóa sát ý, nhưng cũng có nữ soái lặng lẽ chống đỡ nên mới hao tổn sức mạnh, kiệt sức thế này. Có thể thấy, kẻ mang cảnh giới thiên võ làm cô ta bị thương. Đáng sợ đến mức nào. Cuối cùng vẫn khá tốt. Vết chém đó đã bị luyện hóa, miệng vết thương cũng đã khép lại. Triệu Bân không làm phiền, nhẹ nhàng đặt cô ta lên giường. Nữ soái ngủ rất yên tĩnh, cũng chỉ có trong giấc ngủ say cô ta mới có thể lộ ra vẻ mặt chân thật nhất. Thống soái xích diễm quát tháo trên chiến trường cũng có sự dịu dàng của người con gái. Có lẽ do quá mệt mỏi nên vầng trán tái nhợt của cô ta còn hiện lên sự mỏi mệt khó giấu. Đây chính là một người lính. Nếu giờ phút này có tiếng trống trận vang lên, cô
cô ta vẫn sẽ khoác lên chiếc bào. Xin phép ra ngoài. Triệu Bân chắp tay chào, lẳng lặng lui ra ngoài. Có lẽ sức mạnh bị hao tổn quá nhiều nên chân cứ như nhũn cả ra, thậm chí lúc ra khỏi lều trại hắn còn suýt té ngã. Ôi thằng bé đáng thương của ta. Tướng quân Huyền Giáp giữ hắn lại. Thế cũng chẳng là gì, vấn đề là ánh mắt ông ta nhìn Triệu Bân lại có vẻ sùng bái. Nữ soái đâu? Đang ngủ rồi. Huynh đệ, người vất vả rồi, xem người mệt thế nào kìa. Tướng quân Huyền Giáp đỡ lấy Triệu Bân, phủi đi bụi đất trên quần áo hắn. Lời của ông ta cực kỳ tri thức, cả đại hạ này. Chỉ có ngươi là nhất. Nên làm thôi. Triệu Bân cười mệt mỏi, cũng không biết ẩn ý đằng sau câu nói đó. Câu nên làm của hắn vẫn có sức sát thương rất lớn, khóe miệng của tướng quân Huyền Giáp cứ giật giật. Tiền bối, chiếc xe nợ ông hứa với ta, đã chuẩn bị từ sớm rồi, đi theo ta. Tướng quân Huyền Giáp cười, một tay khoác lên vai Triệu Bân, ôm hắn đi. Nhìn từ đằng sau, trông có vẻ thân thiết lắm. Triệu Bân hơi ngượng. Chủ yếu là do ánh mắt tướng quân này nhìn hắn có vẻ kỳ quái. Không bao lâu sau đó, hai người mới dừng lại ở binh doanh. Chiếc xe nỏ đang đặt ở đó, to khổng lồ, cao tận mấy mét trông khá đáng sợ, tướng quân Huyền Giáp cũng hào phóng, còn tặng thêm 10 cái nỏ mạnh, nếu bắn ra thì chắc cả ngọn núi cũng bị bắn nát. Được phết. Triệu Bân ngồi xổm xuống vuốt ve. Chiếc xe nỏ cực kỳ cứng rắn, không phải là sắt đúc bình thường, có lẽ những thứ được gắn lên cũng không phải là vật tầm thường, không biết là ai có tay nghề khéo léo như thế, làm ra được một thứ vũ khí tấn công tốt thế này trong trận chiến. Hay là ta cử hai người vận chuyển nó cho ngươi nhé, tướng quân Huyền Giáp cười nói. Ông ta ân cần thế này khiến Triệu Bân không quen, dưng không lại tốt với ta như thế làm gì. Bởi vì ngươi xứng đáng. Đó sẽ là câu trả lời của hướng quân Huyền Giáp. Nói không phải điều chứ bây giờ Triệu Bân mà há miệng đòi thêm 5 hay 10 chiếc xe nỏ nữa ông ta cũng đưa. Chẳng vì gì cả, chỉ vì Triệu Bân là nhân tài nổi tiếng. Lại chả thế à, nữ soái quân Xích Diễm vẫn còn nằm trên giường kia kìa. Ta tự mang đi là được rồi. Triệu Bân cười hì hì, khiêng lên cái cả gương mặt đỏ bừng. Chiếc xe nỏ có sức sát thương cao, nó cũng không phải nặng bình thường, chắc cũng phải lên tới 500 ký. Ầm, ầm. Bước chân hắn quá nặng, binh vệ tuần tra đi ngang đều phải liếc mắt nhìn. Tướng quân Huyền Giáp đích thân đưa hắn ra ngoài. Lúc ra khỏi binh doanh, binh vệ từng ngăn cản hắn cứ cười hơ hớ. Hôm khác lại ghé nhé. Trước khi đi, tướng quân Huyền Giáp lại còn bùi ngùi vỗ vỗ vai Triệu Bân. Nếu cần hỗ trợ, ta sẽ không từ chối. Triệu Bân nói cực kỳ hiên ngang lẫm liệt. Tồn vong của quốc gia, người làm nông cũng phải đánh giặc. Đại Nguyên còn chạy tới xâm lược thì hắn vẫn sẽ đến. Nào, về nhà đi. Tướng quân Huyền Giáp đẩy Triệu Bân một cái. Hai người này cũng khá là thú vị, ông nói gà bà nói vịt vẫn nói được. Đi đây. Triệu Bân khoát tay, khiêng xe nỏ đi mất, đi được một lát lại thành chạy bước nhỏ, sau đó lẩn mất. Sợ tướng quân Huyền Giáp đổi ý lại bảo hắn mang trở về. Ta không dùng được chắc, sao lại không tìm ta? Tướng quân Huyền Giáp cúi đầu nhìn xuống phần dưới của mình, cũng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang cơ mà. Bên này, Triệu Bân đã chui vào rừng. Chạy tới tận đây hắn mới đưa xe nỏ vào chiếc nhẫn ma, trước đó hắn không cất vì sợ bảo bối bị lộ. Gào! Tiếng rít vang lên, đại bằng bay vọt ra ngoài. Lúc đi ngang qua phần một trong khu núi rừng đó hắn còn cúi xuống nhìn lướt qua, lại thở dài. Không biết sau lần tạm biệt này rồi Phượng Vũ có còn là tiểu thư sinh đó nữa không? Đại bằng dương cánh, bay vụt qua bầu trời. Đồ tốt! Triệu Bân ngồi xếp bằng trên người nó, cầm một cây nỏ lật qua lật lại quan sát. Chiếc xe nỏ nặng, nỏ cũng nặng không kém, nó không phải là cây nỏ bình thường, bên trong còn có cơ quan càn khôn, bùa truy nã, bùa nổ cao cấp. Trong nỏ còn có phủ pháo nổ và châm độc. Mấy thứ quý hiếm này mà được làm nhiều thật nhiều thì chắc vui lắm. Nên chắc về nhà phải nghiên cứu thử xem, tạo thêm 180 chiếc như thế. Hắn cất nỏ đi, lấy hạt châu màu tím ra, bên trên có một chữ linh. Hắn dùng thiên lôi và địa hỏa nung khô, răng rắc, hạt châu run lên, văng ra tung tóe, sau đó biến thành cho bụi.
Linh tự được luyện ra đang lơ lửng trong lòng bàn tay của Triệu Bân, có một cảm giác khí phách lan tỏa, không thể nói thành lời. Hay cho một độn giáp thiên tự. Triệu Bân đưa nó lên trước mặt, cứ nhìn ngắm mãi. Thế nhưng đạo hạnh của hắn chẳng ra đâu vào đâu nên không nhìn ra được manh mối. Đến cả Nguyệt Thần còn chẳng nhìn ra, huống hồ là hắn. Hắn rút kiếm Long Uyên, khắc linh tự lên đó. Uỳnh, uỳnh. Long Uyên bỗng chốc rung lên bần bật, bởi vì hai thiên tự có cảm ứng, phát sáng chói ngời. Triệu Bân nhìn thấy cảnh ấy mà mắt mũi lấp lánh. Sau khi in hai thiên tự lên đó, kiếm Long Uyên của hắn trở nên phi phàm hơn, toàn bộ thanh kiếm được bao trùm bởi ánh sáng vàng kim rực rỡ, kiếm khí liên tục vờn quanh, tiếng kiếm ngân chói cả tai. Người làm chủ như hắn cũng cảm thấy sắc bén hơn bội phần, bá đạo hơn bội phần, cầm nó đi chém người chắc chắn uy lực không tầm thường. Keng! Khi hắn đang mải nhìn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm. Triệu Bân đột ngột đứng dậy rồi nhanh chóng quay người. Đập vào mắt hắn là một luồng sáng, nói cho đúng hơn, là một mũi tên đen thui đang lao về phía hắn, tốc độ cực kỳ nhanh, đã vậy còn bao trùm thứ sát khí đáng sợ. Một khi trúng tên, chắc chắn hắn sẽ toi mạng. Trong thời khắc nguy cấp, hắn dùng kiếm Long Uyên chắn ngang trước thân mình để đỡ đòn. Keng! Âm thanh cứng ngắc vang lên, mũi tên lao vào thanh kiếm, không lệch chút nào. Kiếm Long Uyên cũng không chịu thua kém khi chẳng hề tổn hại chút nào. Ngược lại, dù đã ngăn được mũi tên, nhưng Triệu Bân cũng bắn ngược ra vì chấn động, rơi xuống khỏi lưng đại bằng, cánh tay đau nhức, trong chốc lát không còn cảm giác gì nữa. Ngay sau đó, miệng hắn cảm nhận được vị ngọt, một búng máu phun thẳng ra ngoài. Cạc! Đại bằng dương cánh đón được Triệu Bân, điên cuồng tháo chạy. Cảnh giới địa tạng. Triệu Bân quỳ trên lưng đại bằng, nhìn chằm chằm vào phía sau. Uy lực của mũi tên trước đó quá mạnh, theo suy đoán của hắn thì người này chắc chắn là cao thủ địa tạng. Grr! Tiếng gầm của thú dữ vang lên, một bóng đen bổ nhào về phía hắn. Đó là một con huyết lang màu đỏ như máu, đã biến dị, sở hữu đôi cánh khổng lồ. Một người mặc đàn ông mặc áo đen đang đứng trên lưng huyết lang, tay cầm cung nỏ, ban nãy chính người này đã đánh lén hắn. Một cao thủ địa tạng đúng chuẩn. Chỉ không biết là người của thế lực nào. Cạc! Đại bằng và Triệu Bân tâm ý tương thông, nó gắng sức vỗ cánh. Hắn cũng muốn dùng bùa tốc hành lắm. Thế nhưng thứ này đã hết mất khi hắn nuốt ma huyết trước đó rồi. Vì thế, tốc độ của hắn rơi vào thế hạ phong. Người áo đen là cao thủ địa tạng, còn huyết lang mọc cánh kia cũng là tòa kỵ cảnh giới huyền dương, tốc độ cực nhanh, giống như một ánh sáng đỏ lướt ngang bầu trời, khoảng cách của nó với đại bằng bỗng chốc được rút ngắn rất nhiều. Đại bằng lao thẳng xuống, xuyên qua dãy núi, sau đó bị bắt về linh giới. Triệu Bằng sải bước phong thần. Giống như một bóng đen xuyên qua rừng cây, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Không sai. Hắn đúng là kẻ đen đủi, đi tới đâu cũng gặp truy sát. Uỳnh. Người áo đen đuổi tới nơi, từ trên trời lao xuống, hạ cánh xuống đất tạo ra tiếng ồn cực lớn. Khí thế mạnh mẽ của cảnh giới địa tạng hình thành nên một vầng khí hình tròn, nghiền nát các tảng đá khiến chúng vỡ vụn, cây cổ thụ cao chọc trời cũng đổ gãy ngang hông, để cả Triệu Bân cũng bị dư chấn hất văng ra ngoài. Phụt. Triệu Bân lảo đảo đứng dậy, phun thêm một búng máu. Tiểu tử, chân tay nhanh nhẹn gớm nhỉ. Người áo đen cười khẩy, giống như u linh dưới địa ngục, bước từng bước ra khỏi bóng tối. Từ đâu đến? Triệu Bân cố gắng đứng vững, dù chết cũng phải chết cho rõ ràng. Tên áo đen chỉ cười chứ không đáp, dùng một tay tạo ấn quyết. Đợi khi hắn ta đứng vững. Một cỗ quan tài bằng đá trông rất cổ xưa dần dần trồi lên khỏi mặt đất. Tộc xác chết. Triệu Bân vừa nhìn đã nhận ra, kẻ này dùng tới cả thuật trầm quan, không cần hỏi thêm nữa. Bao nhiêu người của tộc xác chết chết vì ngươi, phải chăng ngươi cảm thấy rất tự hào? Nụ cười khinh miệt của tên áo đen có thêm chút dữ tợn. Sau trận chiến, qua nhiều phen điều tra do thám, hắn ta mới biết đến tên võ tu nhỏ bé này. Hắn tìm ra vị trí của người thao túng con rối từ xác chết, đến mức cường giả trong tộc xác chết gần như chết hết. Món nợ này đương nhiên phải tìm Triệu Bân để tính toán. Xem ra đại hạ có không ít nội gián nhỉ. Triệu Bân cười khẩy một tiếng, hắn ta điều tra ra hắn nhanh đến vậy,
chắc chắn vì có người tiết lộ bí mật. Chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là e rằng hôm nay hắn không thể đi nổi. Biến ngươi thành mốt con rối, tàn đời mãn kiếp không thể siêu sinh. Tên áo đen mỉm cười khoe răng nanh, khẽ nhấc tay lên, năm ngón tay hướng về phía Triệu Bân, lực hút bỗng chốc xuất hiện. Triệu Bân đứng không vững, bị hút về phía tên áo đen. Keng! Triệu Bân lập tức rút kiếm, dù không trốn nổi cũng không thể ngồi không chờ chết. Với tu vi của ngươi mà hòng đả thương được ta. Tên áo đen lộ vẻ bấn cợt, nhẹ nhàng xòe hai ngón tay kẹp lấy đầu kiếm, mặc cho Triệu Bân dồn sức thế nào cũng khó lòng đâm kiếm sâu hơn dù chỉ chút ít. Quả thực, một võ tu chân linh như hắn còn lâu mới đả thương được cao thủ địa tạng. Huống hồ kẻ này không phải cao thủ địa tạng thông thường, chí ít cũng phải từ tầng 8 trở lên. Uỳnh! Tên áo đen búng nhẹ vào kiếm Long Uyên, Triệu Bân lại bị hất văng bởi dư chấn, máu thịt trên cánh tay hòa lẫn vào nhau. Đúng là một thanh kiếm tốt. Tên áo đen cầm kiếm Long Uyên lên, đánh giá nó với vẻ vui mừng. Cao thủ địa tạng có nhãn giới của địa tạng, thanh kiếm này chắc chắn không được chế tác bằng huyền thiết thông thường. Soạt! Ở bên kia, Triệu Bân đã bắt đầu trốn. Khóe miệng tên áo đen khẽ nhếch lên, hắn ta xách kiếm Long Uyên, thong dong đi theo, giống như đang nhìn con sâu cái kiến dãy giụa. Hắn ta thực sự không nỡ tiêu diệt Triệu Bân, đợi khi bắt được, phải giày vò hắn sống không bằng chết mới hả giận. Ở phía trước, một hang động lọt vào tầm mắt. Triệu Bân tự giác lắm, chẳng cần nghĩ gì đã chui tọt vào trong. Tên áo đen theo ngay phía sau. Hấp ta hấp tấp còn ra thể thống gì? Hắn muốn giết đồ nhi. Cảnh giới địa tạng thôi mà cũng làm ngươi sợ đến mức này à? Trong động vang lên tiếng trò chuyện, nghe giọng nói thì. Chắc hẳn là một thanh niên và một ông già. Đương nhiên, cả hai vai đều do Triệu Bân diễn. Cục diện ngày hôm nay cũng chỉ có thể dùng cách hù dọa để phá giải. Cố tình diễn trò. Tên áo đen cười khinh thường, đương nhiên sẽ không dễ lừa đến vậy. Hắn ta tiếp tục bước tới. Uỳnh! Chưa đến cửa hang đã nghe một tiếng động lớn, khí thế của cao thủ thiên võ ùn ùn tràn ra khỏi hang động. Uy thế quá mạnh mẽ khiến cả ngọn núi rung lên bần bật, cũng khiến tên áo đen phải lùi về sau một bước. Ta không giết ngươi. Quay về nói với tổ gia của ngươi, khi khác sẽ đến thăm hỏi. Cút! Gánh tuồng nhập vào cơ thể khiến hắn nhập vai rất sâu, Triệu Bân tưởng mình là cao thủ thiên võ thật. Diễn xuất rất đỉnh, cũng tinh tế như mọi khi, từng câu từng chữ trong lời nói đều cộng hưởng cùng võ hồn. Cao thủ thiên võ từ đâu ra thế? Mặt mũi tên áo đen trắng bệch, cơ thể không kiềm chế được mà run lên. Nửa đêm nửa hôm còn tặng nhau một bất ngờ khiến người ta không thể nào thoải mái được. Lùi mãi, hắn ta quay người chạy trốn. Cao thủ thiên võ đấy, muốn giết hắn ta đâu cần tới hai chiêu, một cái tát là đủ rồi. Hắn ta đi rồi, nhưng không thấy Triệu Bân ló ra, lỡ như tên này háo thắng đòi giết hắn nữa thì sao? Giả thiết lỡ như này cũng biến thành sự thật. Tên áo đen thực sự quay lại, chắc hẳn hắn ta đã phát giác ra điều gì bất thường. Đúng là không sợ chết mà. Triệu Bân điềm tĩnh nói, giọng nói lạnh lẽo cô độc nhưng uy nghiêm. Hiếm có lúc gặp được cao thủ thiên võ, không biết tiền bối có nể mặt, so tài cùng ta vài chiêu. Tên áo đen mỉm cười, thong dong bước tới, thần thái u ám trở nên dữ tợn hơn dưới ánh trăng. Được thôi. Một võ tu chân linh mà cũng dám hù dọa ta hà. Tên áo đen quát lên một tiếng, lao vào hang động như một quỷ hồn. Dưới ánh trăng, đôi mắt u ám của hắn ta còn lóe lên ánh sáng như ngọn lửa. Võ tu cảnh giới chân linh mà có thể diễn được khí thế của thiên võ, đúng là niềm vui bất ngờ. Bảo bối. Đây là một bảo bối. Phải túm nó về nghiên cứu cho đàng hoàng, chưa biết chừng còn tìm ra nhiều thứ hơn nữa. Uỳnh! Cùng với một tiếng động lớn, tên áo đen vừa mới lao vào hang động một giây trước đã bị bắn ngược ra ngoài, trên người còn cắm một cái nỏ lạnh ngắt, đương nhiên là kiệt tác của thiếu chủ Triệu gia rồi. Hắn đã bày sẵn xe nỏ từ trước, khi nào lừa bịp không thành công thì hắn sẽ dùng tới phương pháp mạnh, cho ngươi nổ chết thì thôi. Sao có thể thế được? Tên áo đen bay ngược ra ngoài mà biến sắc, hắn ta cũng mở mịt lắm. Có trời mới biết tại sao một võ tu chân linh tầm thường lại có cả xe nỏ, trước đó hắn ta không hề thấy. Chẳng lẽ nó đã ở trong hang động từ trước rồi?
Cũng trách hắn ta quá sơ ý, chưa gì đã lao vào bên trong, đâm đầu đúng vào đá tảng. Quỳnh! Màn đêm yên tĩnh khiến âm thanh này cực kỳ vang vọng. Triệu Bân nghe thấy cũng rất sướng tai. Khi nhìn lại thì tên áo đen thật thê thảm, nửa bên trên nổ bung nổ bét, máu thịt và xương cốt bay tứ tung. Hai mắt hắn ta tối thui, vừa dính phải bùa nổ cấp cao vừa trúng phải một đống kim châm tẩm độc. Nhưng tên này sống dai thật đấy. Bị một cái nỏ đâm thẳng vào vị trí chí mạng trên người mà vẫn không chết. Không chết cũng được thôi, sau này vẫn còn. Quỳnh, quỳnh. Triệu thiếu gia bất chấp luôn, chỉ để lại một cái nổ, chỗ nỏ còn lại, hắn dùng hết trong một lần luôn. Đùng, quỳnh, đùng. Tiếng nổ liên tục vang lên, màn đêm u ám dường như cũng trở nên sáng rỡ. Đợi khi tiếng nổ dừng hẳn, bên cạnh hang động mới lộ ra nửa cái đầu của Triệu Bân. Đợi khi khói bụi tản đi hết, hắn mới thấy tên áo đen đang nằm trên nền đất mà co giật từng hồi, chỉ còn lại một nửa cơ thể, máu me be bét, thịt vỡ xương tan vương vãi đầy nền đất, còn có mùi thơm khét của thịt nướng. Triệu Bân bước ra. Khi đi ngang qua thanh kiếm Long Uyên cắm nghiêng nghiêng trên nền đất không quên nhổ nó ra. Khi hắn tới trước mặt tên áo đen, tên này định nói gì đó, thế nhưng máu tươi cứ trào ra. Tiền bối, đường xuống Hoàng Tuyền nhớ đi cẩn thận nhé. Triệu Bân lạnh lùng lên tiếng, dùng một nhát kiếm kết liễu tên áo đen. Đứng bên ranh giới sinh tử, tên áo đen từng tỉnh táo trong một thoáng chốc, hắn ta buồn bực vô cùng, tới truy sát Triệu Bân nhưng bị Triệu Bân giết. Nực cười hơn cả khi đối phương chỉ là một võ tu đạt cảnh giới chân linh tầm thường. Không chỉ buồn bực, hắn ta còn hối hận. Không nên tự nghĩ mình giỏi giang, nên tốc chiến tốc thắng. Phen này hay rồi, cứ nhởn nhơ mãi rồi tự đẩy mình tới quỷ môn quan. Dưới ánh trăng, Triệu Bân dọn dẹp chiến trường rồi nhanh chóng biến mất. Quả nhiên xe nỏ vẫn hữu dụng hơn. Trong lúc chạy, hắn từng nhìn về phía chiếc nhẫn ma không dưới một lần. Nhìn chiếc xe nỏ đặt bên trong nhẫn. Xe nỏ của đại hạ quả nhiên rất bá đạo. Đương nhiên mọi thứ cũng nhờ hắn đã lên kế hoạch ổn thỏa, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Nếu ở thế giới bên ngoài, đừng nói là giết tên áo đen, e là hắn muốn giữ tính mạng cũng khó. Nhắm vào sơ hở của kẻ khác, hắn cũng chuyên nghiệp lắm chớ. Chế tạo nó thôi, phải làm 100 chiếc. Thấy được sự lớn mạnh của xe nổ, Triệu Bân cực kỳ hăng hái. Nếu chế tác ra được thì ta theo họ ngươi. Nếu tướng quân Huyền Giáp ở đây lúc này, chắc ông ta sẽ nói như vậy. Nếu chế tác xe nỏ dễ dàng như thế, há chẳng phải nhà nào cũng có vài chiếc à? Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, cấu tạo xe nỏ, cơ quan của nỏ, bao gồm cả nguyên liệu, đều có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Thế nhưng, Triệu Bân có lòng tin. Có lẽ hắn không làm được, nhưng vẫn còn Tú Nhi nhà hắn mà. Không có thứ gì mà thần linh không hiểu được. Khi hắn quay lại thành Vong Cổ đã là đêm của 3 ngày sau. Anh hùng của chúng ta quay về rồi. Vừa đến cửa hàng binh khí đã nghe thấy tiếng hô của tên mập đen thui. Suýt chết đấy. Triệu Bân nói rồi đặt mông ngồi bệt xuống dưới tán cây. Câu này hoàn toàn là sự thật. Bị La Sinh Môn truy sát, bị tập kích ở Sơn Cốc, chém giết một phen ở chiến trường, lại bị cao thủ địa tạng của tộc xác chết truy sát. Mấy vụ này có vụ nào không phải đi dạo trước quỷ môn quan chứ? Hắn có thể sống sót trở về đúng là một kỳ tích. Rèn luyện trên chiến trường một phen, cảm giác ổn không? Lão mập mỉm cười, đúng là đã đánh giá thấp Triệu Bân rồi, thế mà hắn dám lên chiến trường. Máu tanh lắm. Triệu Bân ho khan, dù đã đánh một trận nhưng hắn vẫn thấy run sợ. Và lại, sức lạc của một người đúng là quá yếu ớt, dù mạnh đến đâu cũng không địch nổi quân đội. Đây là cảm ngộ của hắn, ngoài điều này ra còn là rèn luyện về mặt tâm thế. Hắn vẫn ở hậu phương, vẫn còn cơ hội này. Chiến trường của cảnh giới thiên võ, sư tôn của ngươi. Rất bá khí đấy, Chư Cát Huyền Đạo vừa điêu khắc gỗ vừa chậc lưỡi cảm thán, chỉ cần một người mà có thể đánh cho 5 cao thủ thiên võ đại bại. Chiến trường của cảnh giới thiên võ, Triệu Bân có hứng thú. Người đời không thấy được, nhưng quả thực có tồn tại. Tử Linh mỉm cười, còn có Nhã Hứng liếc mắt nhìn Triệu Bân. May mà trong thời gian ấy Triệu Bân không dùng thân phận của Hồng Uyên để hù dọa ai, nếu không, cả Hoàng Triều Đại Hạ sẽ ngơ ngác mất. Một người đã đỉnh lắm rồi, nếu thêm người nữa, chắc có thể bay thẳng lên trời luôn. Nhặt được không ít chiến lợi phẩm nhỉ,
tên nhóc tóc tím trò trọt Triệu Bân. Ta, đi đánh trận mà. Triệu Bân đáp lại với vẻ nghiêm túc. Nhưng lọt vào mắt của mọi người lại biến thành ngoan cố. Nhất là Xích Hiên, lão nương nhìn thấy ngươi nhặt được không ít binh khí rồi nhé. Bầu không khí vẫn rất hòa thuận. Một trận chiến ập đến quá đột ngột, Thái Bình vẫn tốt hơn, cửa hàng binh khí này rất yên bình. Soạt. Khi họ đang nói chuyện thì một con bồ câu từ trên trời lao xuống, rơi vào lòng lão Huyền Đạo. Chư Cát Huyền Đạo buông dao khắc, lấy ra một mảnh giấy nhỏ trên con chim. Đọc xong, ông ta đứng bật dậy, nụ cười tươi tắn trên gương mặt bỗng chốc khó coi vô cùng. Sao thế? Lão mập nhận lấy mảnh giấy. Đọc xong, sắc mặt lão ta còn khó coi hơn cả Chư Cát Huyền Đạo. Toàn quân bị tiêu diệt. Xích Hiên và nhóc tóc tím nhìn sang, mặt ai cũng trắng như tờ giấy. Một đám điên khùng. Chư Cát Huyền Đạo và lão mập chửi bới ầm ĩ, cơn giận không thể nào che giấu được. Chuyện gì thế? Triệu Bân, nhóc ham tiền, tên mập đen thui đều nhìn về phía Xích Hiên và nhóc tóc tím. 108 đệ tử chân truyền của Thiên Tông tiến vào vùng đất ma. Bị tiêu diệt sạch. Nhóc tóc tím hít một hơi thật sâu, sau đó xách bình rượu lên, đổ rượu ra đầy đất. Đất ma. Triệu Bân lầm bầm trong lòng, hắn đã từng nghe nói đến chỗ này rồi. Tương truyền, nơi này cất giấu rất nhiều dị bảo, cũng vì thế mà cực kỳ nguy hiểm, danh tiếng không kém gì vùng đất cấm. 108 đệ tử, lại còn là chân truyền. Thiên Tông sẽ đau lòng lắm đây. Nhóc ham tiền lẩm bẩm, cô nhóc đã từng nghe nói đến đệ tử chân truyền của Thiên Tông đại hạ, ai cũng là người tài giỏi, tùy tiện chọn ra một người thôi cũng chọn ra được người xuất sắc, nhưng không ngờ lại có đến 108 người bỏ mạng. Cũng khó trách lão Huyền Đạo, lại mắng mấy lão già đó. Đất ma chẳng phải nơi tốt lành gì, dù có muốn rèn luyện thì cũng đừng nên đến đó chứ. Đệ tử chân truyền thuộc đẳng cấp nào? Như hai người thì có được xem là đệ tử chân truyền không? Nhóc mập tò mò hỏi. Hai bọn ta là đệ tử cấp thấp nhất trong số những đệ tử bình thường, thằng nhóc tóc tím ho gượng rồi nói. Cấp, thấp nhất sao, tên mập kinh ngạc. Triệu Bân nghe xong cũng thấy rất bất ngờ, sức chiến đấu của hai người này không tầm thường mà lại chỉ thuộc cấp thấp nhất trong số những đệ tử bình thường, nếu như là đệ tử chân truyền, vậy thì còn khủng khiếp đến mức nào nữa? Thế lực của Thiên Tông cũng đáng sợ quá rồi đấy. Vậy mà chết một lần hết 108 người, tổn thất nặng chứ chẳng đùa. Đợi đi, không bao lâu nữa, Thiên Tông sẽ lại chiêu mộ đệ tử bên ngoài thôi. Thằng nhóc tóc tím khoanh tay lại, liếc mắt sang tên mập và nhóc ham tiền rồi nói tiếp, hai người có đi thử không? Còn về phần Triệu Bân thì nhóc dứt khoát không nhìn. Đã là đệ tử của đệ nhất thiên hạ rồi, còn làm đệ tử Thiên Tông gì nữa? Thứ bậc đã cao đến phát sợ rồi mà. Thì có khó không, tên mập hỏi. Không được quá 18 tuổi, tu vi phải là cấp huyền dương, đấy là tiêu chuẩn tối thiểu. Thành vong cổ rất tốt, ta không đến Thiên Tông đâu. Tên mập yên phận ngồi xuống, hắn ta không đạt được bất cứ tiêu chuẩn nào, đi đâu được chứ. Triệu Bân không nói gì mà nhìn viên ngọc tím trong nhẫn ma. Nữ soái Xích Diễm đã nói. Cầm viên ngọc tím này đến Thiên Tông thì sẽ có thể trở thành đệ tử của Thiên Tông. Bởi vậy mới nói, đối với một số người thì viên ngọc tím này chính là bảo bối vô cùng có giá trị. Từ khi Thiên Tông thành lập cho đến nay, có biết bao nhiêu người tranh nhau đến sức đầu mẻ trán mà vẫn không vào được nơi ấy, ngoại trừ những người như Liễu Như Nguyệt đã thức tỉnh được huyết mạch thiên linh, được Vân Phượng nhận làm đệ tử thì đã trực tiếp trở thành đệ tử của Thiên Tông chính quy. Triệu Bân uống hết nửa vò rượu thì đứng dậy, bỏ đi. Ra ngoài đã 4, 5 ngày rồi, hắn phải về nhà báo bình an mới được, chắc là cha mẹ đang sốt ruột lắm. Lo lắng là chuyện đương nhiên. Lúc này, sắc mặt Triệu Uyên thật sự rất tệ, Ấn Đường vẫn chút thần thái yếu ớt vì bị thương, hơi thở không ổn định, ông ấy cũng là một trong số đông quân cứu viện cho chiến trường, chỉ có điều ông ấy không chi viện cho biên quan mà thôi. Có quá nhiều nơi xảy ra chiến sự, lúc ra trận để chiến đấu, ông ấy đã bị trọng thương. Nhưng không ảnh hưởng đến căn cơ. Mắt mù thật mà. Triệu Uyên đã thầm lẩm bẩm câu đó trong lòng không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nói thì ông ấy lại liếc mắt nhìn qua Tiểu Linh Lung. Giờ gọi Tiểu Linh Lung thì không chính xác lắm,
vì nửa canh giờ trước, cô nhóc đó đã dần lớn lên từng chút một, không còn dáng vẻ của một cô bé 2-3 tuổi nữa, bây giờ nhìn lại thì tuổi tác cũng sấp xỉ Phù Dung. Trùng hợp là, Phù Dung và Linh Lung còn quen biết nhau. Từ lần chia tay trước, đến nay cũng đã được 10 năm rồi, thật không ngờ cô lại ở thành Vong Cổ. Linh Lung mỉm cười và nhẹ nhàng nói vừa nhìn về phía Triệu Uyên. Năm xưa, chính người đàn ông này đã bắt đơn phượng Phù Dung nổi tiếng khắp thiên hạ đi mất. Hơn nữa còn sinh ra một cậu con trai cưng. Chính là cái tên Triệu Bân đó. Đến giờ cô ta vẫn chưa đi là vì muốn chờ Triệu Bân về để nói chuyện cho rõ. Tiên tử vẫn còn nhớ thì thật vinh hạnh quá. Phù Dung cười gượng, dáng vẻ có hơi sượng sùng. Từ khi bà ấy sống lại thì gần như là ngày nào cũng bế Tiểu Linh Lung. Không còn cách nào, bởi vì bà ấy rất muốn được bế cháu nội nhưng Triệu Bân nhà bà ấy thì cứ ra ngoài suốt. Thế nên bà ấy đã xem Tiểu Linh Lung như cháu của mình. Nhưng nửa canh giờ trước, cô nhóc mà bà ấy bế biến thành người lớn, hơn nữa, còn là người mà bà ấy quen. 10 năm trước, bà ấy từng có duyên thêu một chiếc áo tiên Phù Dung cho Linh Lung. Bọn họ đã tìm cô rất nhiều năm đấy. Phù Dung chậm rãi mỉm cười, câu nói đó hàm chứa rất nhiều ẩn ý. Phù Dung chau mày. Triệu Uyên cũng chau mày, hình như họ đã biết được họ trong lời của Linh Lung là đang chỉ ai. Cũng lớn tuổi lắm rồi, chắc cũng đã quên mất. Linh Lung nhấp một ngụm trà, thật sự không nhẫn tâm làm đôi vợ chồng này sợ hãi. Dù cô ta không nói ra thì Triệu Uyên và Phù Dung cũng vô cùng lo lắng. Họ cũng đã thấp thỏm bao nhiêu năm nay. Cha, mẹ, con đã về rồi đây. Cuối cùng thì sự im lặng của căn phòng cũng đã bị một tiếng gọi đánh tan. Triệu Bân đã về, hắn vẫn chưa nói hết câu thì đã bước chân vào trong phòng. Ngay khi hắn nhìn thấy Linh Lung thì liền quay đầu bỏ chạy giống như đã gặp phải ma, không biết vì quá gấp hay là vì chạy quá nhanh mà hắn bị trượt chân, ngã lăn ra đất, sau khi đứng dậy thì vừa lăn vừa bò. Chạy đi đâu? Linh Lung đưa tay ra, tóm Triệu Bân lại từ xa. Nửa đêm nửa hôm, bà đây đợi ngươi lâu lắm rồi đấy. Triệu Uyên ngây ra. Phù Dung cũng ngây ra, họ biết Tiểu Linh Lung là do Triệu Bân đưa về nhưng lại không ngờ Triệu Bân cũng quen biết với Linh Lung lúc đã trưởng thành. Nhìn thần sắc của Linh Lung thì biết chắc giữa hai người họ có chuyện bí mật không ai biết. Tiền bối, thật, thật trùng hợp quá. Triệu Bân cười he he. Quỷ mới biết vì sao bà chủ của Linh Lung các lại chạy đến nhà họ Triệu của hắn. Đến để đòi nợ sao? Chắc không thể nào đâu. Hắn đã giải quyết sạch sẽ vụ đêm hôm đó rồi, vậy mà cũng có thể điều tra ra được sao? Hay là vì hắn trêu ghẹo cô ta nên cô ta mới đến tìm hắn tính sổ? Lúc này, thiếu chủ Triệu Bân nghĩ rất nhiều, niềm vui bất ngờ này đúng là khiến hắn không kịp trở tay. Chạy gì chứ? Linh Lung mỉm cười. Nhưng trong mắt của Triệu Bân thì nụ cười của cô ta hơi đáng sợ. Buồn tiểu. Triệu Bân cười gượng rồi đưa ra lý do rất tao nhã. Hai người, quen nhau sao? Phù Dung nói chen vào một câu rồi nhìn Triệu Bân và Linh Lung với vẻ thăm dò. Quen, quen quá đi chứ, Linh Lung càng lúc càng cười vui vẻ hơn. Con trai cưng nhà các người thật sự quá ưu tú. Dù bị treo trên cây nhưng vẫn không quên chỏng ghẹo ta. Còn nữa, bảo bối trong Linh Lung các của ta cũng đã bị hắn quét sạch. Sao hả, hai người cũng quen nhau sao? Triệu Bân nhướng mày, nhìn mẹ mình rồi ngó sang Linh Lung. Quen, quen quá đi chứ. Linh Lung vẫn nói câu đó, mấy ngày nay, mẹ ngươi bế ta đi dạo cả ngày mà. Phù Dung thì càng lúc càng thấy bối rối. Đây, là đứa trẻ mà con mà nhặt về đấy. Triệu Uyên khoanh tay lại, bất giác nhìn về phía Triệu Bân. Bà ấy vừa dứt lời thì khóe miệng Triệu Bân giật mạnh, trong lòng như có cả chục ngàn con ngựa hoang đang chạy loạn. Có tiện trả lại bảo bối cho Linh Lung các của ta không? Linh Lung mỉm cười nhìn sang Triệu Bân. Giấu, người cứ che giấu tiếp đi, tối đó bà đã thấy hết rồi. Không, không tiện lắm, Triệu Bân ho gượng. Trong chuyến đi đến hang động Quỷ Minh, những bảo bối trong túi càn khôn gần như đã bị hủy hoại sạch rồi. Rồi sao? Chúng ta nói chuyện về ơn cứu mạng đi, Triệu Bân cười he he rồi nói tiếp, tối hôm đó ta đã cứu bà hai lần, trừ đi một lần thì bà vẫn còn nợ ta một ân tình,
ta không gấp, bà không cần phải trả vội đâu. Vậy chuyện ngươi trêu ghẹo ta thì tính sao đây? Linh Lung lại mỉm cười, hứng thú nhìn Triệu Bân. Trêu ghẹo. Biểu cảm của Triệu Uyên và Phù Dung đều trở nên hơi kỳ quặc. Triệu Bân nhà mình to gan đến vậy sao? Không cần nói gì nữa, tối nay hầu ta ngủ. Triệu Bân hít một hơi, nói một câu giật mình. Nói sao nhi, mặc dù Tú Nhi đã bế quan nhưng vẫn có thể đâm thọt được. Bên ngoài thành Vong Cổ có rất nhiều rừng núi. Trong rừng có rất nhiều cây và luôn có một cây hợp với Triệu Bân. Vẫn với một sợi dây thừng, vẫn bị trói như trói lợn, hắn bị treo lên cây cao, thân lắc lư theo gió. Nghe nói ngươi là đệ tử của Hồng Uyên hả? Linh Lung ngồi dưới gốc cây, nhàn nhã cắn hạt dưa. Tính khí của ông ấy không tốt lắm đâu. Triệu Bân lắc qua lắc lại, thấy có cơ hội thì liền dụ dỗ. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Cô là ai? Đại hạ Hồng Uyên, là sư phụ của ta. Chào sư tỷ. Ha ha ha. Linh Lung lại bật cười bởi câu sư tỷ đó. Nhìn đi, tên nhóc này đâu có ngốc, còn thấy sang bắt quàng với cô ta nữa. Cô ta giơ tay lên, cuối cùng thì hắn cũng được thả xuống. Triệu Bân rất thành thật, quan sát kỹ Linh Lung từ trên xuống dưới. Đi đêm mãi thì cũng có ngày gặp ma, hàng giả lại đụng phải hàng thật rồi. Hắn tranh thủ liếc nhìn dưới ý thức thì sắc mặt liền tối sầm. Tú Nhi ấy à, bế quan rồi mà cũng không quên gài hắn. Có thể giúp ta cứu sống một người không? Linh Lung lại hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, không còn nét đùa cợt nữa. Không thể. Triệu Bân trả lời dứt khoát rồi lấy đèn Trường Minh ra. Mới nhìn sẽ thấy chiếc đèn này chẳng có gì nhưng khi quan sát kỹ thì thấy bên trên có một vết nứt. Không sai, nó đã hỏng rồi. Nó đã bị hủy vào cái đêm hắn cứu sống mẹ mình rồi. Cũng có nghĩa là, không thể dùng để chiêu hồn được nữa. Hắn đã từng hỏi Nguyệt Thần, đáp án của Nguyệt Thần cũng rất dễ hiểu, đèn chiêu hồn không gọi được quỷ sai nên mới khiến đèn Trường Minh mất khả năng chiêu hồn. Có lẽ đấy là luật bất thành văn giữa hai thế giới âm và dương. Mặt Linh Lung bỗng trở nên tái nhợt, ánh mắt cũng theo đó mà tối sầm đi. Một lúc lâu sau, cô ta mới âm thầm quay đi, càng đi càng xa.